Xin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video để em lên nhanh cho bác một số mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like, một đăng ký kênh đó nó xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Các bác lưu ý giúp em là hóa đơn thì em cứ trên 200k thì các bác sẽ được miễn phí ship nhá. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra thanh toán cũng nhá. Đó, đi vào những sản phẩm đầu tiên của nhá. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô kìm đa năng hàng bãi Nhật tiếp tục hàng về này. Cháy khét lẹt đúng không ạ? Cháy khét lẹt luôn, bán có mấy hôm mà hết hơn 100 kìm. Đấy, và nó bị cháy hàng mất mấy hôm không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Bữa trước thì rất là nhiều bác chưa mua được thì hôm nay các bác tranh thủ mua luôn đi. Số lượng rất là có hạn đâu, thì nó không có nhiều đâu ạ. Hàng kìm đa năng của Nhật nhá. Đấy, mới in Japan này. Đấy, có chữ Japan đập chìm với trên thân của sản phẩm. Sản phẩm đi toàn bộ sẽ là thép CRV, cực kỳ là cứng cáp dày dẫn luôn. Đấy, hàng này là hàng kìm đa năng. Các bác dùng sử dụng gia đình anh em thợ thuyền dùng cho em quá ok. Có chức năng là tuốt dây này, tuốt dây rồi là bấm cốt và cắt kẹp. Đấy, đầy đủ ngon này. Có phần tay cầm bọc cách điện. Đấy. À, các bác có thể sử dụng sửa chữa gia đình điện dân dụng rồi anh em thợ thuyền mang đi mang lại rất ok. Cái con sản phẩm này thì đợt này nó tích hợp luôn thêm một cái phần lò xo, đó là cái lò xo trợ lực nhá. Đấy, khi mà các bác bóp vào, còn ví dụ như là các bác thả là tự động nó sẽ đẩy nhá. Đấy, nó gọi là lò xo trợ lực nhá, rất là thông minh. Thiết kế cực kỳ là chắc chắn và thép CRV yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, hàng kìm đa năng bãi Nhật cực kỳ xịn luôn. Con này thì em bán giá nó tốt quá nên là các bác mua rất là nhiều. Đấy, số lượng nó có hạn lắm, không có nhiều đâu. Mà em bán giá lại rẻ quá nên là các bác dùng thích quá mua quá nhiều luôn đấy. Không có bán luôn. Rồi, em báo giá lại lần nữa nhá. Lên máy em sẽ là sản phẩm là cây kìm đa năng hàng bãi Nhật này. Báo giá luôn, giá tại vì em đang bán là 130k. 130k cho một cái cây kìm đa năng hàng bãi Nhật nhá. Đấy, 130.000 một cây. Một cái mức giá gọi là siêu hạt rẻ luôn đấy. Các bác mua đâu được một cái cây kìm đa năng mà giá chỉ có 130k thôi. Cái con này là bữa trước nếu mà bình thường là các bác cứ xem những số khác đang bán 180 đến 190.000 một cây. Đấy, nó cũng là một cái mẫu kìm nhưng mà nó là khác mẫu này. Đấy, nhưng mà giá nó cao hơn mà chức năng thì nó tương tự thôi. Đấy, nó gọi là khác mẫu một chút thôi. Hàng chuẩn chỉ Japan nhá. Đấy, hàng chuẩn chỉ Japan. Rất ok luôn, thép CRV nhá. 130.000 một cái cây kìm đa năng này. Đấy, các bác tội gì mà không mua. Giá của nó quá tốt, mua cái này về các bác sử dụng được nhiều chức năng này. Bấm cốt này, tuốt dây này, rồi là các bác cắt kẹp đa năng, xoáy xiếc các kiểu năng luôn nhá. Có phần tay cầm bọc cách điện, lò xo trợ lực rất ok. 130k một con kìm đa năng này. Đấy, tranh thủ chốt nhanh nhá, số lượng có hạn các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt cành hàng bãi Nhật bên shop tiếp tục về này. Lên bác em sẽ sản phẩm là cái cây kéo cắt cành. Đấy, con này hàng nội địa Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật quá xịn luôn. Con này để chuyên cho bác cắt cành cũng các thứ cho em rất ok. Đây một cây kìm này, để chút em lấy nhá. Cây kéo cắt cành nhá. Đấy, kéo cắt cành dùng quá ok luôn. Con này thì cắt thì nói chung yên tâm về độ sắc quá ngọt ngào. Chất liệu là thép SK5. Đấy, siêu sắc bén, lò xo trợ lực này, tay cầm có phần ốp cao su chống cho trượt này. Đấy, sắc bén vô cùng. Con này nó có phần khóa lẫy nhá. Đấy, con này rất là dễ dùng thôi. Các bác bóp bình thường, bấm bình thường. Còn vì các bác khóa đâu có khóa bình thường. Đấy, khóa như này. Đấy, và lúc nào bắt đầu là các bác muốn mở thì các bác bấm mạnh cho em, bấm mạnh vào này, bóp mạnh vào này. Đấy, bóp mạnh à. Đấy đấy không, tự động phần khóa nó sẽ mở ra nhá. Rất ok, thiết kế cực kỳ thông minh. Nói chung là người Nhật đôi khi là thiết kế những cái sản phẩm nó rất là lạ luôn đấy các bác nhìn này. Đến bình thường là tự động nó sẽ khóa nhá, các bác chỉ việc bóp này. Đấy đấy không, tự động nó sẽ mở khóa ra, rất ok luôn. Đó, rất là hay. Rất ok luôn. Giá thì siêu tốt rồi. Lên mã sẽ là sản phẩm là cái cây kéo cành hộp kính nhá. Hàng nội địa Nhật nhá. Đấy, kéo cành hộp kính hàng nội địa Nhật toàn chữ Nhật thôi. Kéo kính, đấy, kéo kính nhá. Kéo cành kính nhá. Giá em báo luôn 70k. Giá quá rẻ luôn. Các bác mua đâu được một cái con kéo Nhật mà hàng nội địa lại còn cắt cành các thứ này mà giá được 70.000. Giá siêu tốt luôn, gọi là giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy. Kéo cành hộp kính nhá. Giá tại vì em đang bán là 70.000 hộp. Hàng nội địa Nhật nhá, cực kỳ xịn, sắc bén, cắt rất ngọt, ngoài cắt ngọt lắm, dùng ok lắm. Mà giá thì hợp lý thôi, chỉ có 70k thôi. Giá quá ok luôn. Rồi, kéo cắt cành hộp kính nhá. Đấy, 70.000 một cái cây kéo như này, hàng vẫn còn mới nguyên trong hộp này. Đấy, hàng vẫn còn mới nguyên trong hộp luôn. Quá ok. 70k một cây nhá. Bây giờ tiếp tục lại về mã hàng đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Lên mã sẽ là cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết. 12 chi tiết nhá. Giá thì em báo luôn 170k một bộ này. 170.000 một cái bộ khẩu 12 chi tiết. Bộ này thì đây em sẽ lấy bác xem luôn. Hàng của nó vẫn nguyên thủy nguyên hộp nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Filter. Đấy, Filter.
một thương hiệu rất là nổi tiếng chuyên về những cái đồ kim khí, rất là nổi tiếng luôn. Hàng này thì hàng của hãng nhá, chứ không phải là hàng trôi nổi vậy. Riêng những cái hàng mà của hãng thì yên tâm về chất lượng rồi. Đấy. Nó làm chuẩn chỉ, chính xác, và nói chung hàng hãng là người ta làm bao giờ người ta cũng làm nó cẩn thận, và nó đẹp, nó đẹp mà nó dùng nó bền các bạn. Đẹp mà dùng nó bền. Hàng có hiệu full thời. Đây nhá, hàng này. Bộ này sẽ gồm có lắc là những cái đầu khẩu đây, đi kèm là một cái tay lắc 1/2 có đảo chiều xoay nhanh và một cái thanh nối dài. Tổng quan bộ sản phẩm nhá, đựng trong mũi vỉ nhựa này. Các bác còn dùng có thể xách đi xách lại, hoặc là các bác treo lên, dùng cái nào các bác lấy ra, không dùng các bác lại cho vào rất ok. Các bác nhìn những phần đầu khẩu này, sáng bóng, sáng loang luôn nhá. Đấy. Dòng này thì là thép CRV siêu cứng cáp. Hàng sản phẩm này các bác yên tâm là bên em cam kết bác luôn, xoáy cho em thoải mái, không lo nó bị trần hoặc nó bị tuyết ốc hay nhào cả. Tuyết tuyết những cái khẩu xoáy thoải mái đi các bác, xoáy thoải mái luôn. Siêu bền, siêu cứng. Đây, 12 chi tiết này, giá sẽ là 170k. Sản phẩm này sẽ gồm có tổng tất cả là các đầu khẩu này từ 8 cho đến 24 nhá, 8 đến 24. Đấy là cỡ đầu khẩu nhá. Ngoài ra thì có một thanh nối dài, tiếp theo thì là một cái tay lắc 1/2. Đấy, tổng thì sẽ gồm có là 12 chi tiết nhá. 8 đến 24 nhá. Đấy, 8 đến 24. Các bác xoáy sửa chữa, xoáy gia đình các thứ cũng rất ok. 170k. Lên mã em sẽ cái bộ khẩu 12 chi tiết 170.000 bộ này. Đây, tay lắc có một. Tay lắc 1/2 này. Tay lắc đảo chiều, tay lắc xoáy nhanh này. Đấy, rất ok cho em luôn. Nói chung là ok lắm sản phẩm này. Bán nhiều, bán từ nọ, bán nhiều đó. Đây, đầu khẩu này, sáng choang luôn này, đẹp vô cùng luôn. Rồi là thanh núi dài này, quá ok luôn nhá. 170k bộ này cũng nhá, giá rất tốt. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kẹp Eto của hiệu Asaki, tiếp tục hàng về này. Lên mã em sẽ là kẹp Eto nhá. Thì đây, tổng quan sản phẩm này. Đấy thì nó sẽ có kích thước số đo đầy đủ ở trên vỏ hộp này. À, con này cái phần ngàm của nó sẽ là 60mm nhá, 60mm. Hàng này thì nó là hàng kẹp bàn, Eto kẹp bàn, Eto di động. Thì các bác có thể là kẹp bàn rồi là các thứ ra. Mang đi mang lại rất là nhiều chỗ khác nhau để mình sử dụng làm việc này. Đấy, kích cỡ đây, kích thước đây nhá, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Kích thước đầy đủ luôn. Có thể là xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Đây em sẽ lấy bác xem. Chiếc kẹp Eto rất là đẹp luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 1,5 cân nhá. Nhiều bác hỏi nặng bao nhiêu, nó nặng khoảng tầm 1,5 cân. Hàng của nó hiệu Asaki. Đấy, Asaki. Đây mở ra bác xem này. Rất trơn tru nhá. Đấy, cực kỳ trơn tru luôn. Đó, thấy không? Rất trơn tru. Ngoài ra thì phần này là cái phần để các bác có thể là kẹp bàn vào đây. Đấy, kẹp bàn. Và cái con Eto này là nó có cái phần chức năng là nó sẽ xoay xoay tròn đấy nhá, xoay tròn 360 độ này. Đấy, xoay tròn 360 độ. Và cái phần này nữa là nó tích hợp luôn một cái phần đe đây để có thể là gò gõ bằng cái phần đe này nhá. Đấy, vừa có kẹp vừa có đe luôn, đầy đủ. Một cái bộ sản phẩm kẹp Eto hàng rất là đẹp, xịn, chất lượng. Kích thước đúng như ở trên video các bác đang coi đây. Giá hiện tại bên em đang bán giá siêu tốt luôn. Lên mã em sẽ là kẹp Eto của Asaki nhá. Giá này còn gần như là giá bao giá lãi trường luôn đấy, giá rất rẻ luôn. Kẹp Eto, kẹp Eto giá bữa trước đang bán là 250k, đây bên em xả kho bán nhanh luôn, 190.000 chiếc nhá, 190k một chiếc kẹp Eto của Asaki này, 190.000, giá gọi là siêu hạt rẻ luôn đấy, dễ mua. Các bác sử dụng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này cũng rất ok, đa năng các bác nhá, 190k một chiếc thôi nhá. Khăn mặt bên shop hàng tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ bác này. Lên mã em sẽ là sản phẩm là khăn mặt Hàn Quốc nhé. Khăn mặt Hàn Quốc. Dòng này thì chuyên để các bác rửa mặt này. Rất là tiện dụng luôn. Đây. Khăn thì cực kỳ là bông, thấm hút nước tốt và rất là mềm mại. Các bác dùng những khăn thị trường các bác rửa đôi khi là các bác dùng bị rát mặt, con này yên tâm. Dùng bao xài luôn, rửa mặt rất êm luôn nhá và rất là thích, mịn lắm, lông nó mịn. Các bác nhìn lông mịn dã man luôn. Đó. Giá thì siêu tốt rồi. Hiện tại bên em đang bán được combo là 3 chiếc và bán theo theo một lố nhá. Thì đây một lố nó đây. Một lố khăn mặt này, một lố khăn mặt Hàn Quốc này là 10 chiếc này. Một lố này là 10 chiếc thì hiện tại bên em đang bán giá của nó sẽ là đi 60k nhá, 60k cho một lố khăn mặt 10 chiếc nhá. Đấy, còn nếu mà các bác mua được combo 3 chiếc thì giá sẽ là đi 20k. Đấy. 3 chiếc khăn mặt Hàn Quốc thì là 20k, còn nếu các bác lấy cả lố thì giá nó sẽ rẻ hơn. Lấy cả lố thì giá của nó sẽ là 60k các nhá, cho 10 chiếc khăn mặt luôn. Nói chung là các bác nên theo em thì các bác nên mua 10 chiếc một lúc luôn. Giá vừa hợp lý mà sản phẩm dùng nó rất là ok. Đấy, rồi là mua về có thể là chia nhau cho người nhà gia đình, người thân nhà mình, hoặc là đôi khi là có khách có khứa có cái dùng luôn nhá các nhá. 10 chiếc khăn mặt, một lố 10 chiếc khăn mặt là 60k, còn các bác lấy combo 3 chiếc các nhá. Lấy combo từ 3 chiếc trở lên thì giá của nó sẽ là 20k. Đấy, đấy là 3 chiếc là các bác lấy rẻ, còn nếu mà lấy cả lố thì giá sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì bên em có cái dòng khăn tắm Hàn này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc, con này kích thước rất là to. Khăn tắm này kích thước bự lắm. Kích thước của nó là 1m4 x 70. Rồi em báo giá luôn.
40k. Lên mã em sẽ là sản phẩm là khăn tắm Hàn Quốc, 40.000 một chiếc nhá. 1m4 x 70. Hàng của Hàn Quốc rất là xịn này, cực kỳ to tát bông thấm hút nước này. Đấy, nói chung là các bác nên mua cho gia đình nhà mình mỗi người một chiếc. Đấy, có sau khi mà tắm tắm ok xong có cái lòng người đúng không ạ? Ok. Đấy. 40k một chiếc khăn tắm nhá. Kích thước là 1m4 x 70. Còn nếu mà khăn mặt thì bên em đang bán theo lố và bán theo combo 3 chiếc. Một lố khăn mặt 10 chiếc thì sẽ là 60k, còn nếu các bác mua theo combo 3 chiếc của nó sẽ là 20k các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây em có một ít cái mã hàng, đó là cái phễu xanh, lên mã em sẽ là phễu xanh nhá. Bộ sản phẩm này đây sẽ gồm có mấy chiếc phễu này đi kèm nó cái ống dẫn. Cái ống dẫn này rất là hay, thì các bác về rồi các bác xoáy vào đây. Đấy, sau đó là các bác kéo dài nó ra, uốn nó rất tiện dụng nha. Những cái chỗ nào góc khuất là các bác có thể là uốn méo, các bác lựa, các bác cho nó những cái dung dịch các thứ các bác cần cho vào xong. Rất ok cho một cái sản phẩm cái phễu xanh này luôn. Và cái ống này có thể hai cái đại này có thể tháo rời ra tùy nhu cầu, mình muốn dùng thì các bác lắp vào. Đấy, không dùng thì các bác có thể bỏ ra, dùng để rót dầu, rót rượu rồi là rót nước các thứ, rất ok nhá. Đấy, và con này rất hay này, cái phần miệng của nó này. Đây em sẽ lấy bác một cái chai nhá. Đây, ví dụ một cái chai mẫu bình thường như này này. Các bác để bình thường như này nhá. Đấy, các bác nếu mà các bác muốn muốn lấy vào các ấn vào đây. Ấn vào đây. À đây không, tự động nó sẽ vào. Vì cái này phần lẫy nó khớp với cái miệng ống mà. À miệng chai đó. Đây các bạn nhìn này. Đấy, khớp vào luôn nhá. Rất tiện dụng luôn. Các bạn ấn vào cái nó khớp vào ngay. Đấy thấy không? Nó khớp vào luôn này. Rất là tiện. Đó. Đấy khớp vào luôn. Đấy sau đó các bác rót dầu, rót rượu, rót nước các thứ cho xem. Rất là hay. Đó lên mã em sẽ sản phẩm cái bộ phễu xanh. Bộ phễu xanh nhá. Giá tại em đang bán một cái bộ phễu xanh này là 30k nhá, 30k. Bộ phễu xanh 30.000 này. Đấy, 30k một cái bộ phễu xanh nha. Đây các bác cùng xem thực tế cái video mô tả về sản phẩm để các bác dễ hình dung hơn nhá các bác nhá. Đây. Đấy sản phẩm thực tế đây. Đấy, bình thường là một chiếc phễu nha. Đấy kéo có thể kéo dài ra uốn éo này. Đấy các bác rót dầu, rót rượu này. Đấy các bác nhìn đi phần miệng chai thì nó sẽ khớp vào với cái phần phễu nên là khi bác dùng rót rất là tiện. Đấy ấn cái vào ngay, rất hay. Đó. Đó. Không bị văng tí nước vào ra. Đó, phễu xanh, lên mai em sẽ sản phẩm là phễu xanh 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc này. Tiếp theo thì bên shop về cái mã hàng đó là cái đèn đèn năng lượng này. Đấy, đèn năng lượng. Con này thì nói chung là không cần phải bàn rồi. Vì nó quá chất lượng luôn, dùng cực kỳ ok. Và từ nọ giờ bán rất là nhiều, chắc phải bán đi khoảng tầm vài nghìn cái luôn nhá. Đặt nó về số lượng lớn nên là chốt rất là nhiều mà các bác dùng phản hồi rất ok. Đấy, và nó dùng rất là tiện nhá. Đó là dòng đèn sạc tích điện. Đèn có sạc cả năng lượng cũng như là sạc điện lưới thì các bác lên mã cho em sẽ là cái đèn đèn năng lượng tích điện hoặc là cái đèn vàng tích điện nhá. Đấy đèn vàng, đấy, đèn vàng tích điện này. Con này thì nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện. Nó sử dụng một cái cục pin, đấy, một cái cục pin dung lượng khoảng tầm 5 đến 6 tiếng thắp sáng liên tục nhá. Đấy dung lượng khoảng tầm 5 đến 6 tiếng sáng thắp sáng liên tục. Dòng này thì dòng chip LED và có công nghệ là chống nước các bác nhá, chống nước và chống bụi, chống côn trùng nên là quan tâm là có thể sử dụng ngoài trời cho em ok luôn. Đấy các bác nhìn cái phần giải LED của nó này, kinh khủng khiếp luôn. Đấy giải LED này quá chất lượng luôn, dày dày cộp và mắt LED rất là đều, cực kỳ sáng luôn đấy. Đây sản phẩm này thì sẽ có là một cái phần quai sách thì các bác có thể là treo lên, dựng lên. Đấy, rồi là các bác để bàn, để dưới đất, để trên cao các bác treo lên cũng rất ok. Cái pha của nó tỏa ra rất là rộng nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 4 cụm LED pha tỏa ra cực kỳ rộng luôn. Đấy, và rất là sáng. Con này thì có thể là thứ nhất là các bác có thể sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Thì đây là cái tấm pin thì các bác có thể mang ra phơi nắng để các bác sạc pin cho nó nhá. Ngoài ra thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng cái nguồn điện là cái nguồn điện DC 5V thì đây. Đây là cái cổng sạc nhỏ của nó này, là cái cổng vào nhá. Thì đây đi kèm là có mấy cái cọng cáp sạc các bác về cắm ở đây. Sau đó là các bác cắm chung với lại cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy, cái nguồn DC 5V ấy là các bác sạc pin cho cái đèn này nhá. Và một cái hai nữa là cái cổng output ra, nó có một cái cổng output ra là cái cổng nguồn là nguồn DC 5V, tức là các bác có thể là chạy những cái thiết bị ví dụ như là sạc điện thoại các bác cắm ở đây để các bác sạc điện thoại nhiều khi hết pin này. Hoặc là sử dụng đa năng, những cái thiết bị mà nó sử dụng nguồn điện DC 5V thì các bác có thể cắm ở đây để lấy điện ra để các bác sử dụng điện. Còn cái này, cổng nhỏ là cổng sạc vào. Đây là phần nút nguồn nhá. Thì đây các bác bấm vào đây. Đấy thì nó sẽ lên nguồn các bác nhá. Đó. Đây sẽ bật cho bác xem một số chế độ sáng của con đèn nhá. Đây. Một này, đấy sẽ ánh sáng màu trắng. Chế độ thứ hai ánh sáng màu vàng. Chế độ thứ ba là ánh sáng hỗn hợp cả trắng cả vàng. Chế độ thứ tư là chế độ tiết kiệm điện này. Chế độ thứ năm là chế độ nháy cảnh báo SOS như kiểu là công an luôn đấy. Các bác nhìn này, nháy kiểu công an luôn, kinh khủng luôn. Đấy, rất hay nhá. 5 chế độ, đầy đủ các chế độ luôn. Các bác dùng chế độ nào thì các bác bấm chế độ đấy. Thì bác chỉ thao tác và bấm nút đây cho em là xong. Đấy, 5 chế độ nhá. 5
5 nút bấm với nhau. Đó, rất ok cho một con sản phẩm đèn đèn vàng, đèn tích điện, đèn vàng này. Đấy, đèn tích điện, đèn năng lượng, đèn vàng. Đó, rất là hay. Có thể là vừa sạc bằng điện lưới, vừa có thể là sạc bằng năng lượng mặt trời với nhá. Dùng rất ok. Cái phần này của nó phần mặt kính này, mặt kính chống nước rất là xịn luôn. Còn một con đèn chắc chắn, xịn sò. Sử dụng liên tục tối đa khoảng tầm 5 đến 6 tiếng. À, trong trường view là mất điện, mưa gió bão bùng đấy, thời tiết nó không thuận lợi, điện đóm không có này. Các bác dùng con này rất là tiện. Đấy, có cái đèn này mình pha lên. Rất là rộng, ánh sáng rộng nhá và dùng rất là hay. Báo giá luôn. Nên nãy em sẽ sản phẩm là cái đèn đèn vàng năng lượng nhá, đèn vàng. Đèn vàng năng lượng này. Đèn vàng năng lượng có tích điện nhá. Giá thì em báo luôn 190k. Giá rất dễ mua nhá, 190.000. Con này bữa trước đang bán là khoảng tầm 250k đến 290.000 một con đấy, đợt này đang giảm rất tốt, chỉ còn 190.000 thôi. Đấy, hàng về đến đâu hết sạch đấy luôn, bán kinh khủng khiếp luôn ạ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay, đó là cái kìm bấm cốt vuông này. Lên mã em sẽ là kìm cốt vuông nhá, kìm cốt vuông. Em báo giá luôn. Giá hiện tại bên em đang bán một cái bộ kìm cốt vuông này sẽ là 250.000 bộ nhá, kìm cốt vuông này. Kìm cốt vuông 250k một bộ này và bên em bao ship tận nhà luôn. Sản phẩm này dùng rất là hay đấy, các bác mua về để bấm cốt dây các thứ rất là tiện. Thì đây, bộ sản phẩm sẽ gồm có đầy đủ các luôn là một cái hộp cốt này, đầu cốt nhá, đầu cốt này. Bộ này là 1200 chi tiết nhá. Đầu cốt 1200 chi tiết sẽ có là phân loại đầy đủ ở đây. Và đi kèm là một cái kìm để các bác về bấm nhá, một cái kìm để về bấm rất là tiện. Đấy thì các bác dùng chỉ việc cho đây. Đấy, cho vào đây nhá. Sau đó là các bác cho vào cái lỗ này. Các bác bấm chưa? Đây em sẽ làm mẫu xem một chiếc này. Đây nhá, dùng thì bắt đầu là các bác đây. Ở đây em có một cái đoạn dây điện nhá, em muốn bấm cốt này. Đây cái đầu này là em bấm thử. Đấy em sẽ bấm nốt cái đầu còn lại nhá. Thì đây các bác lấy cái đầu bất cái đầu nó xem các bác vừa với cái đầu dây điện là mình không. Thì con này nó sẽ có là tổng sẽ có là 1200 cái đầu cốt nha. Nó sẽ có các kích cỡ là từ đầu nhỏ nhất là đầu 0.5 nhá, 0.5 cho đến đầu lớn nhất là đầu bao nhiêu đây? Đầu 6 nhá, à đầu 10. Đấy đầu 10, đầu 10. Từ 0.5 ly cho đến 10 ly. Đấy nghĩa là từ đầu 0.5 là đầu nhỏ nhất này, 0.75 này, 1 ly này, 1 ly rưỡi này, 2 ly rưỡi này, 4 ly này, 6 ly này, 10 ly, nói chung là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay. Đấy để các bác thể sử dụng này. Các bác bấm gia đình thợ thuyền bấm rất là tiện nhá. Gia đình thì bấm con này rất là ok rồi. Đấy thì đây, em sẽ lấy một cái đầu cốt mà nó vừa với cái đầu dây nhá. Thì các bác lựa xem cái đầu nào nó vừa với dây này. Đấy. Các bác có thể là xỏ thử này, xem nó có vừa không. Đấy đầu này không vừa này, lấy sang đầu khác này. Đây con này như bữa trước là đầu xanh nhá, thì em sẽ lấy cái đầu xanh nó vừa này. Các bác xỏ dây với nhá. Xỏ cái dây vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ dây vào này. Đây sau khi xỏ dây vào nhá. Đấy, bắt đầu là các bác cho với cái kìm này. Các bác xỏ cái kìm chưa? Đấy, xỏ cái kìm này. Đó, sau đó là các bác bấm này. Bấm nhá. Bấm đây. Đấy, các bác chỉ việc một phát thôi là ăn luôn. Một phát ăn luôn bỏ ra nhá. Đấy thả. Đấy, là đây, các bác thấy không? Bấm khít khít luôn này. Đấy, không? Bấm khít khít đây, em đang bấm là bấm hai cái nhá. Đây em đang bấm hai cái thử này. Đấy, khít khít luôn. Đấy các bác có thể bấm cốt như này để các bác ví dụ đấu những cái cầu dao cầu chì thì mình nó không bị mô ve. Rồi là nó không cái tiếp diện tiếp điển của nó chuẩn, đấy, nó chính xác nhá. Và nó không bị mô ve, nó không bị đánh lửa. Đấy, không xảy ra tình trạng chập cháy nhá, dùng rất hay luôn. Cho cái bộ sản phẩm cái bộ kìm cốt nha, một bộ hộp 2200 chi tiết và đi kèm là một cái cây kìm để các bác bấm nhá. Đấy thì một cái bộ sản phẩm này thì bên em đang bán là full cái combo cả kìm cả cốt đầu cốt nha. Thì giá của nó sẽ là 250k thôi. Một cái mức giá rất là dễ mua, giá siêu hạt rẻ luôn đấy. 250.000 một cái bộ kìm cả cốt này nhá. Đấy đây các bác cùng xem thực tế của video về cái sản phẩm này bác dễ hình dung rồi này. Hôm nay em sẽ lên cho bác cái kìm bấm cốt vuông nhá. Đấy cực kỳ đẹp, an toàn đó nhá và tiện lợi luôn. Nhà bác nào mà điện đó đấy cứ đấu nối nó túng tụng như thế này, đấy nó hở điện đấy và rất dễ bị chập cháy nhá. Thì các bác sẽ xử lý như thế nào? Đấy, các bác tháo ra cho em. Yeah. Chúng ta sẽ chọn ra một cái đầu cốt nó to phù hợp nhá. Đây em sẽ lấy cái đầu cốt màu vàng này. Đấy em đút nó vào. Rồi. Và các bác lấy cái kìm bấm cốt này, các bác bấm đi em. Đẹp đẽ luôn. Đây, rồi, ok chưa? Rồi. Ok cho bác. Rồi. Ok cho bác, đẹp đẽ luôn. Đúng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp vào nhá. Rồi. Đấy các bác nhìn nó an toàn này và đẹp đẽ hơn chưa các bác? Một bộ sản phẩm này gồm có kìm này các bác này và những cái đầu cốt đây các bác nhá. Các bác thợ có cái kìm này mang đi làm thì nó cũng chuyên nghiệp hơn hẳn nhá. Đấy thực tế về sản phẩm nhá. Đấy full combo bộ sản phẩm bộ kìm cốt vuông
lên mã em sẽ là kìm cốt vuông đi kèm đầu cốt và kìm đầy đủ luôn. Combo này là 250k bộ nhá. Đấy, về là các bác bấm thoải mái luôn, 1200 chi tiết mà bấm thoải mái luôn đấy, giá cũng rất là rẻ, dễ mua. Phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là thuốc diệt rong này, tiếp tục về lô hàng mới bán cực kỳ chạy luôn. Đấy, các bác mua về là đấy, đang vào mùa mưa mà rong rêu các thứ rất là nhiều, sân sướng nha. Chẳng may mà nhà mình có ai đi ra đấy, chẳng may nào có trượt chân mà lại đập cái mông xuống là thôi, ối ôi đau lắm. Đấy thì bác mua ngay cho em cái túi thuốc diệt rong này về. Đấy, chuyên này bác diệt rong, ví dụ như là diệt rong sân này, nền xi măng, diệt mốc trần tường nhà này. Hướng dẫn sử dụng thì nó có đầy đủ ghi trên đây luôn. Các bác pha một cái gói này với lại 5 lít nước này, quậy tan tưới lên bề mặt có rong. Đấy, sau đó là các bác dùng chổi các bác quét tới quét lui. Các bác vừa quét vừa di cho nó bong cái chân rêu lên và cái phần thuốc nó sẽ ngấm đều xuống. Sau khi mà các bác để trong vòng khoảng tầm 5 đến 10 phút thì các bác dùng cái chổi các bác quét qua lại lượt. Đấy, các bác dồn vào và sau đó là các bác dùng cái nước, các bác nói chung là nước càng mạnh càng tốt, xịt cho nó bong hết cái chân rêu ra. Đấy, thì nó sẽ sạch, sẽ ok. Đó thì lên mã em sẽ phẩm là thuốc diệt rong nhá, thuốc diệt rong. Hiện tại em đang bán một cái túi thuốc diệt rong nha, với mức giá thì vô cùng tốt, 40k một túi nhá, 40k. Lên mã em sẽ là thuốc diệt rong rêu 40.000 một túi này là 500k. Đấy thì tùy theo nhu cầu. Cái túi này nói chung là các bác mua về sử dụng thoải mái rồi. Đấy, hoặc mình nếu mà dùng sợ ít thì mình có thể mua thêm. Đấy, hoặc là sân rộng mình có thể mua thêm. Còn nói chung là dạng sân gia đình, sân vừa vừa khoảng tầm vài chục mét vuông thì mua một túi này dùng cũng thoải mái luôn đấy. Đấy, 5 lít nước thì cứ pha đều ra, sau đó là các bác tưới lên, sau đó các bác gì đều cho. 40k một túi thuốc diệt rong nhá. Và chai xịt chống thấm hàng mới shop tiếp tục về này. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm, dạng này nó là dạng chai xịt nhá. Thì trước khi về dùng các bác lắc đều. Đấy, lắc đều nhá. Sau khi mà các bác lắc đều xong thì các bác nhớ vệ sinh cái phần các bác muốn xịt, để các bác xịt để các bác chống thấm ấy, các bác vệ sinh. Và nhớ cho em là các bác xịt vào những hôm nào mà trời nó nắng, trời nắng to, cảm giác nó sẽ khô ráo nhá, thì nó sẽ phát huy hết cái phần tác dụng này. Đấy, nó sẽ đông cứng nhanh hơn và nó sẽ sạch sẽ, nó dễ ăn hơn, nó chống thấm tốt hơn nhá. Đó, lên mẹ em sẽ là chai xịt chống thấm. Nó là dạng chai xịt thì về các cứ bóp cái nó sẽ xịt ra nhá. Đấy, xịt chống thấm này, xịt chống thấm báo giá luôn 50k nhá. 50.000 một cái chai xịt chống thấm này. Một chai này là 450ml và nhớ cho em là lắc đều trước khi sử dụng nhá. Lắc thật đều trước khi sử dụng. Đấy, 50k một chai nhá. Bàn chải than tre Hàn Quốc bên shop tiếp tục hàng về với Vũ Bác này. Lên mã em sẽ là sản phẩm là bàn chải than tre Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp tục hàng về. Thì đợt này bên em có về theo cả hộp và có thể về theo lẻ. Nếu mà các bác có nhu cầu mua lẻ thì bên em báo giá luôn. Lẻ hiện tại bên em đang bán sẽ là 4k một chiếc nhá. 4k cho một chiếc bàn chải nhá. Một chiếc bàn chải Hàn Quốc là 40k. Đấy, 4k. Nếu mà giá niêm yết hiện tại đang là 36.000. Dòng bàn chải than tre Hàn Quốc nhá. Con này thì nói chung là không cần phải giới thiệu nhiều vì nó quá hot thôi. Sản phẩm dùng cực kỳ ok, lông rất là mềm này. Em lấy bác xem. Lông siêu mềm luôn, lông mềm lắm. Đây. Lông mềm này, đánh không lo nó bị viêm lợi, sưng lợi nhá, lông mềm dã man luôn. Đấy. Đánh con này trong nó chứa một cái hợp chất than tre giúp các bác răng các bác chắc khỏe và trắng sáng hơn nhá. Đấy, trắng sáng hơn. Dòng bàn chải than tre của Hàn Quốc nhá. Đấy. Bàn chải than tre của Hàn Quốc này. Một hộp này là 30 chiếc nhá, em báo giá luôn cả hộp. Nếu mà có nhu cầu mua nhiều lấy cả hộp 30 chiếc này. 110k trong hộp 30 chiếc. Đấy, giá rất tốt. Còn nếu mà bác mua lẻ một chiếc thì giá của nó sẽ là 4k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Bàn chải than tre Hàn Quốc. Đấy, than hoạt tính Hàn Quốc nhá. Giúp các bác đánh răng sạch hơn và nó chứa một hàm lượng than tre giúp răng chắc khỏe trắng hơn. Đấy, và sản phẩm này thì giá hiện tại đang rất là tốt, giá cạnh tranh thị trường, giá này gần như là giá sỉ thôi. Các bác mua lẻ ngoài thị trường hiện tại đang bán một cái bàn chải 36.000 luôn này. Giá nên biết đây nhá, 36.000 luôn đấy. Hàng của Korea, đấy, hàng của Korea quá xịn luôn. 4.000 một chiếc bàn chải than tre bán lẻ, còn nếu mà các bác có nhu cầu mua nhiều lấy cả hộp thì giá của nó sẽ là đi 110k, 30 chiếc, giá quá rẻ luôn. Cái sản phẩm này các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này, hoặc là mua về cho các thứ rồi. Được không ạ? Thậm chí là bác nào mà có nhà có cửa hàng mua về bán lại cũng được, thì giá của nó quá rẻ mà. Giá của nó cũng 4.000 thì coi như là nó gần như là giá sỉ đúng không ạ? Quá rẻ luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bao tay nhà bếp, bao tay thực phẩm này. Lên mã em sẽ là hộp bao tay thực phẩm nhá. Một hộp này là 100 chiếc này. Đấy, em báo giá luôn. Giá hiện tại em đang bán là 20k. Bao tay thực phẩm nhá. Đấy, dòng này thì các bác yên tâm là siêu dính, siêu dai. À siêu dai nhá, siêu dai. Một hộp là 100 chiếc, xịn dai lắm, các bác dùng thích lắm. Bao tay thực phẩm nó là dòng bao tay nylon đấy, để các bác dùng nhà bếp. Đấy, dùng làm những cái món gỏi các thứ rồi là sử dụng nấu đồ ăn uống nó sạch sẽ còn lại. 100 chiếc nhá. Bao tay thực phẩm là 20k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Một chai này là 100ml. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá.
Bác nào đang bị đau nhức xương khớp, đau người, đau ngậm này, các bác mua cái này về bác thoa nhá. Đây, sản phẩm dầu xoa bóp Hàn Quốc này, đau đầu gối, đau cổ vai gáy, đau lưng. Đấy, dùng rất là hay nhá. Một chai này là 1000 ml. Đây, nó gồm có một chai đi kèm một cái thanh lăn này. Thì khi bác dùng, bác có thể dùng cái thanh lăn, bác lăn thì nó sẽ thẩm thấu thuốc hơn. Đấy, thì nó là dạng thuốc bôi nhá, dạng thuốc kem bôi. Mùi thơm lắm, mùi thơm dã man luôn. Đấy, 1000 ml nhá. Chai dầu xoa bóp của Hàn Quốc nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc, giá em báo luôn, giá siêu tốt luôn nhá, rất hợp lý. 40k dầu xoa bóp Hàn Quốc luôn nhá, 40k một lọ này. Đấy, 40k một cái lọ dầu xoa bóp Hàn Quốc, dùng rất hay luôn đấy. Về các bác đau nhức xương khớp của thứ, các bác bôi rất hay. Đây, các bác cùng xem này. Quả nó làm giảm các cơn đau nhức cơ khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là nó làm xóa, nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng gần nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải. Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn, hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy, thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng nhỏ vừa đủ cho vùng đau của mình, sau đó xoa đều. Xoa đều dàn mỏng khắp cái vùng đau này. Sau đó tôi sẽ dùng cái thanh này tôi lăn. Tại vì sao chúng ta lại dùng thanh này lăn? Nó cũng giống như là chúng ta massage ấy. Các cái thanh này nó sẽ giúp đánh tan các cái vết đau của chúng ta. Đấy, thực tế về sản phẩm dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Giá tại bên em đang bán sẽ là 40k một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc này các nhá. Tiếp tục lại về cái lô hàng đó là cái con máy rửa xe này. Nên mã này sẽ là máy rửa xe. Con này thì nói chung là không cần phải giới thiệu nhiều vì nó đang quá hot luôn. Và đợt này thì bên em đang xin công ty được cái lô này, nó là hàng hộp nhựa mà. Hàng hộp nhựa như rất là ngon. Đấy, hàng hộp nhựa nhá. Thì đây, sẽ mở đập hộp ra xem. Một bộ sản phẩm đầy đủ các phụ kiện này. Đấy, sẽ đầu tiên sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, một thân máy. Đấy, đây là phần công tắc bấm. Đi kèm là một viên pin. Đấy, một viên pin nhá. Chân của nó sẽ là chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về ví dụ các bác có thêm pin, những cái pin này các bác dùng bác lắp vào, chân pin Makita, pin phổ thông. Và đi kèm pin này sẽ có sạc, thì đây là cái củ sạc này các bác cắm ở đây, sau đó là các bác cắm sạc cho pin, cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Đấy, thì đây bộ sản phẩm sạc và pin đây các bác nhá. Rồi tiếp theo thì là một cái dây dẫn ống nước này. Đấy, dây dẫn ống nước các bác nhá, dây dẫn ống nước này. Rồi là một cái bình tạo bọt này, đi kèm là những cái phụ kiện như là giỏ này, rồi là đầu bếp phun các thứ này, thì về các bác kết nối và dùng thôi nhá, dùng rất là dễ. Thì đây là cái thanh nối già này, hút nối kèm này, rồi là giỏ lọc này, rồi là hai cái đầu bếp. Cái đầu bếp em nói luôn, đầu bếp đỏ là các bác dùng để phụt rửa sân rửa xe này, cái đầu bếp trắng là các bác có thể lắp vào để các bác ví dụ là các bác phụt phun tưới cây các thứ, dùng rất là tiện. Con này đặc biệt ví dụ các bác dùng để rửa sân rửa xe, phun tưới cây cho các bác đi làm thợ điều hòa các thứ ra, mình mang đi nó nhẹ nhàng tình cảm nhá. Đấy, không bị cồng cành mà nó dòng pin, các bác không cần phải dây điện đấy đóm gì, không có điện các bác vẫn dùng được. Thì đây, lắp đầu bếp rất là dễ, các bác kéo này xuống, ấn em cái này vào. Đấy, đẩy cái này lên. Đẩy lên nhá. Đó, thế là xong, rất ok. Đấy, rồi, dùng rất là hay. Con này cũng thế, rất ok. Đấy, full combo cái bộ sản phẩm này, giá đang rất là tốt này. Rồi, em báo giá luôn nhá. Đấy, giá tại bây giờ đang bán một cái bộ máy rửa xe đầy đủ các phụ kiện nha, 350.000 một bộ, bao ship tận nhà luôn, 350k đây. Các bạn bác xem máy này, các bác lắp pin vào này, lắp pin nhá. Đó, đẩy pin vào. Đấy, đẩy pin vào, bấm này. Đấy, nó chạy ra. Đây, nó vẫn còn trong này vẫn còn nước này, vẫn còn nước ấy, vẫn còn nước đấy nhá, vẫn còn nước của bên nhà sản xuất người ta test máy nhá. Nên là các bác yên tâm là máy là bên nhà sản xuất đã test ngon lành hết rồi nhá, test ngon lành hết rồi, trước khi gửi nên yên tâm. Đấy, không vấn đề lỗi nào cả, hàng ngon lành cả nhà luôn. Rồi, báo giá lại lần nữa nhá, lên mã em sẽ sản phẩm là máy rửa xe. Bên em đang bán một cái bộ này là đi 350k. Đấy, 350.000 thôi, bên em bao ship nhá. Hàng này là hàng bên em đợt này là có hộp nhựa nhá, hàng nó có cả hộp đi kèm luôn. Đấy, còn bữa trước đang bán là cái hàng hộp giấy, đợt này nó về là cả cái lô này, cả hộp nhựa luôn nhá, đầy đủ cả hộp full combo phụ kiện đầy đủ luôn, là 350.000 một bộ và bao ship tận nhà luôn. Về các bác rửa sân rửa xe các thứ rất là tiện lợi. Nói chung là thôi em quay nhanh thôi, không giới thiệu nhiều nữa vì con này
quay rất là nhiều rồi. Đấy mà các bác cũng có thể là các bác xem thôi, chủ yếu là các bác cập nhật lại cái giá cả xem là nó các bác dễ mua chưa mà. Tại vì nói chung là giá đợt này đang rất là tốt đấy. Nó chỉ có 350.000 bộ thôi, bác xuất hiện nhà. Lên mã em sẽ là máy rửa xe pin nhá, 350k. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ đũa Nhật 10 đôi này. Lên mã em sẽ là vỉ đũa Nhật 10 đôi, em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi này sẽ là đi 40k. Hàng này thì rất là đẹp luôn. Đấy, hàng đũa Nhật đẹp lắm. Hàng đũa cực kỳ đẹp, nét chất lượng. Đây. Các bác xem này, hàng vô cùng đẹp luôn nhé. Đó. Một vỉ là 10 đôi vẫn còn nguyên vỉ này. Đấy, đầu đũa có phần chống trượt, hoa văn họa tiết nhìn rất là đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Sản phẩm này thì chất liệu là đũa là từ sợi thủy tinh nên là có yên tâm là không lo nấm mốc và cong vênh nhá. Con này thì nó nấm mốc thì có yên tâm là không phải lo rồi. Đấy, còn ví dụ như cong vênh như không như dòng đũa gỗ, nấm mốc cong vênh những cái mùa kia rất là nhiều, nhưng con này thì yên tâm. Dùng quanh năm. Đấy, mà đũa nhìn rất là đẹp, sang nhá. Đôi đũa nhìn rất là sang này. Đấy, hoa văn họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là các bác mua về thay hết những cái vỉ đũa kia đi, ăn cho đũa này nó sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh nhá. Đấy, không lo nấm mốc có thứ gì. Đấy, nói chung là chất lượng. Cái này em đang dùng mà dùng thích lắm. Vào ví dụ có khách có khứ ai cũng khen đũa đẹp, dùng thích. Đấy. Ok nhá. 40k một vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá. 40k vỉ, mua cho em khoảng tầm 5 7 vỉ về. Thay hết một loạt đũa nhà mình đi, nhìn sang xịn mịn, có khách có khứ nhìn nó chất lượng nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn bác mang đó là cái túi giác cuộn này. Đấy, một cái túi này sẽ gồm có là 5 cuộn nha, thì em lên luôn mã sẽ là túi giác cuộn, em báo giá luôn. Một túi giác cuộn này giá đang là 40k về bác đựng giác này, các kiểu luôn. Túi giác cuộn nha. Đấy, túi giác cuộn 40k nha, 40k. Một túi này là 5 cuộn này. Đấy, một túi 5 cuộn bác dùng thoải mái đi đây. Bóc cho bác xem một túi này. Đây một túi này nhá, sẽ gồm có là 5 cuộn rất là chặt nhiều. Đó. Một cuộn nó đây nhá, thì con này dùng rất là dễ, thì các bác chỉ việc lấy đi lấy này, các bác lần này, lần đấy, lần đến chỗ nào bắt đầu đến cái đoạn điểm mà bắt đầu nó điểm ngắt giữa hai túi này, các bác xé ra đấy nha, các bác xé ra đó, xé ra sau đó các bác dở ra. Cho con này kích thước rất là to nhá, kích thước của nó là đi 45x50 nhá, kích thước rất là to đấy, to lắm. Về ví dụ như các bác đựng đồ sinh hoạt gia đình, đồ rác các thứ gia đình nhà mình. Đấy, thoải mái luôn, to dã man, 45x50 cơ mà, to lắm. Đấy, túi to mà, túi to kinh khủng luôn. Đây các bác nhìn này. Túi to. Hàng này là hàng dày nhá, hàng dày, hàng siêu dày. Đấy, siêu dày các bác nhìn này. Em kéo này. Kéo thoải mái, kéo căng tay luôn nhá, kéo như kéo co luôn mà không đứt luôn đấy. Dài lắm. Đấy, các bác đựng rác giúp cho em giãn thoải mái luôn nhá. Đấy, siêu dày luôn. Đó, và rất là dày dặn. Đó, về các bác đựng rác ý rất ok. Đó, mua khoảng tầm vài túi về mình thi thoảng có công có việc này. Đấy, đựng rác ý hiệu này cũng rất là tiện, các bác có thể lồng vào những cái thùng rác các thứ nhà mình, xong đó các bác đựng rác. Đấy, lúc nào mà lấy xong là các bác chỉ việc lộn ra thôi, xong là xách tất mang ra thùng rác các thứ các bác để thế là xong. Ok. Đó, túi rác cuộn nhá, một túi là 5 cuộn, báo giá luôn là 40k. Kích thước của nó sẽ là 45x50 nhá, 45x50 to lắm. Đấy, 45x50 túi rác cuộn 40k nhá. Đó, rất là hay. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là keo đa năng. Lên mã em sẽ sản phẩm là keo đa năng nhé. Con này các bác dính cho em mọi loại chất liệu luôn. Một tuýp này là 60g này. Đấy, một tuýp 60g dùng hay lắm. Nó là dạng keo tuýp, keo đa năng nhé. Đấy, các bác dùng dính gỗ, dính nhựa, rồi là dính sắt các kiểu luôn. Đấy, keo đa năng, một tuýp 60g nhé, dính rất là hay. Một tuýp keo đa năng hiện tại em đang bán lẻ sẽ là 20k một tuýp nhé. Đấy, 20k một tuýp này. Lên mã em sẽ là keo đa năng. Đấy, keo đa năng màu xanh này, 20k một tuýp nhé. Và các bác lấy 3 tip 50k. 3 tip thì là 50k, còn lấy 1 tip lẻ thì 20k nhá. Đấy thì còn tùy nhu cầu. Mình lấy 1 tip là 20k, còn lấy 3 tip thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, 50k cho 3 tip nhá. Giá rất tốt luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm keo đa năng này, các bác cùng xem lại đây. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó, thực tế về sản phẩm này dùng rất ok luôn. Keo siêu dính đa năng. Giá tại mình đang bán 1 tip là 20k, các bác lấy 3 tip thì sẽ là 50k nhá. Đấy, 3 tip là 50k, còn 1 tip lẻ là 20k nhá. Tùy nhu cầu. Đấy, giá rất tốt và các bác rất dễ mua luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là gạt tàn mạ đồng này. Rất là đẹp luôn, các bác mua về để gạt tàn hoặc là trưng bày để trên phòng khách nhà mình. Đấy, có khách thứ và nhìn rất là đẹp nhá. Sang trọng lịch sự, mạ đồng sáng choang luôn.
Đó, mạ đồng sáng choang đẹp lắm. Báo giá bác luôn. Bữa trước thì em cũng đang bán là 90k, nay em cũng xả kho bán anh luôn nhé. Lên mã em sẽ sản phẩm là cái gạt tàn. Gạt tàn này. Đấy, giá hiện tại bữa trước đang bán là 90k, nay em cũng xả kho bán anh. 70k nhá, 70k. Đấy, gạt tàn 70.000 một chiếc gạt tàn mà mạ đồng nhá, đẹp lắm, dùng ok lắm. 70k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái hộp tẩy xanh. Đấy, hộp tẩy xanh, cái hộp này thì bác chuyên để bác tẩy xong nồi đa năng dùng. Dùng để bác tẩy những cái phần nhọ xoong các thứ này, rồi là những cái cặn các thứ nó bám trên xoong nồi mình tẩy cực kỳ sạch luôn. Thì đây, nó là cái dạng keo ạ, dạng keo. Đó, dạng keo bột bột này. Đó thì về là bác cứ thế là các bác phết cái bột này vào, sau đó các bác dùng cái cọ xoong các bác đánh như cho em là xong. Đấy, kết hợp cái bột này đánh cực kỳ sạch nhá. Đấy, xoong nồi các thứ là sạch sẽ ngon lành luôn. Rồi báo giá luôn. Lên mã em sẽ là hộp tẩy xanh. Giá thì tại vì em đang bán một hộp tẩy xanh này là đi 30k thôi nhá, 30k hộp tẩy xanh này. Tẩy xanh 30k, một hộp này to lắm, dùng nhiều thoải mái, hộp to dã man luôn. Hộp to dùng nhiều, 30k thôi nhá. Em báo giá lại một chút thôi nhá, điều chỉnh lại giá một chút thì em vừa báo là 30.000 thì thôi, em gọi là bán nhanh thanh lý luôn này, 20k nhá, 20k đi. Đấy. Lên mã em sẽ là hộp tẩy xanh, bên em đang xả kho bán nhanh luôn. 20k một hộp nhá, 20.000 hộp. Các bác mua về tẩy xong nồi các kiểu là 20k một cái hộp tẩy xanh này, dùng hay lắm. Đây, các bác cùng xem thực tế cái video về cái sản phẩm, các bác cùng xem này. Về cái kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đó, thực tế về sản phẩm nha, tẩy rất là hay luôn. Các bác mua về tẩy xong nồi các thứ rốt kia chưa. Giá tại vì em đang xả kho bán nhanh một cái giá cực kỳ tốt. Giá bên em đang bán chỉ có 20.000 thôi. Lên mã em sẽ là hộp tẩy xanh, hộp tẩy xong nồi đa năng. Giá sẽ là 20k một hộp này. Tẩy xanh 20k nhá. Đấy, chốt lại giá là 20k nhá, 20.000 hộp này. Giá rất là yêu thương luôn. Pin 18650 thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ là pin 18650. Hiện tại em đang bán một cái viên pin 18650 này là 20k một viên nhá. 20.000 một cái viên pin 18650. Đấy. Dòng pin điện áp 3.7V, dung lượng là 6800 mAh. Đấy, dòng pin hãng nhá. Hãng UFI Fly này. Đó, có tem hãng các thứ đầy đủ luôn. 20k một viên nhá. Giá rất là hạt rẻ đấy các bác, dễ mua luôn. Pin 18650, 20.000 một viên nha, dùng hay lắm. Sản phẩm xả kho tiếp theo thì em cũng lên mã hàng xả kho luôn bác, đó là cái bộ nạo 3 món này. Lên mã em sẽ là cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là 3 món như này. 3 món này, đây 3 món. Một cái con nạo đứng tay này, một cái cây dao này. Đấy, và một cái cây nạo đa năng. Cái cây này thì nạo đa năng các bác có thể là vừa nạo thường vừa nạo sợ cho em luôn. Bên này là nạo sợ này, bên này là nạo thường này. Đó, chất liệu thì là inox 304, cực kỳ sắc bén và dùng yên tâm là không lo gì đâu. Đó, dùng ok lắm. Bộ nạo 3 món này thì em hôm nay em xả kho bán nhanh nhá. Bữa trước thì mình đang bán bộ này là 60.000, hôm nay thì cũng xả kho bán nhanh luôn. Giá chỉ còn là đi 30k thôi. Đấy, 60k nhá, giảm nhanh còn 30k. Nạo 3 món nhá, nạo 3 món này, lên mã em sẽ là nạo 3 món. Con này dùng sắc bén lắm, các bác dùng ok lắm. Đấy, đặc biệt là con này nó có một cái con dao rất hay này. Cái con dao này thì các bác có thể là các bác tỉa hoa huyết các kiểu này. Đấy, rồi là các bác gọt này, rồi là thậm chí là ở đằng sau nó có một cái zip này. Ví dụ các bác làm con gà ăn vịt mà nó có những cái lông măng, các bác dùng để các bác cắp, các bác zip có nhổ này, dùng tiện lắm. Đấy, dùng hay lắm nhá. Rồi là ví dụ như là các bác làm mà có cái món lòng gà, lòng giếc ấy, lòng gà, lòng vịt ấy, mà lòng nó nhỏ, các bác dùng cái này, các bác dùng để các bác làm lòng, dùng tiện cực kỳ luôn. Nói chung là cái bộ này đa năng, em bán nhiều rồi mà dùng hay lắm. Đó. Nói chung là bộ nhà bếp mà, dùng tiện, dễ dùng, giá hợp lý nữa. Giá đợt này đang rất là tốt, chỉ có 30.000 thôi. Sở hữu cho em là 3 món luôn. Bộ nạo 3 món, sắc bén ok. 30k một bộ này, xả kho bán nhanh các bác nhá. Đó, đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, sắc bén vô cùng luôn đấy, các bác cùng xem này. Đó đây. Các bác nhìn nạo sợi này, ngọt cực kỳ luôn. Đấy, nạo thường, nạo sợi các kiểu cho em nhá. Đấy, các bác có thể là đẩy ngược, đẩy xuôi vẫn nạo được luôn nhá. Đấy, thấy không? Nạo cực kỳ ngọt luôn. Đây nạo sợi này các bác nhìn này. Quá ngọt ngào luôn. Dùng thích cực kỳ. Đấy, thấy không? Sợi như sợi bánh da luôn nhá, dùng quá ok luôn. Đó, nạo 3 món nhá. Xả nhanh bán nhanh luôn là 30k một cái bộ nạo 3 món nhá, 30.000 bộ này.
Tiếp theo thì em cũng lên mã luôn bác, mã hàng đó là cái cây gắp mắt dứa này, lên mã em sẽ cái cây gắp mắt dứa nhá. Đấy thì đây về các bác sử dụng rất là dễ thôi. Đấy, về bác có cái mắt dứa bác cứ chọc vào các bác gắp ra thế xong, chọc vào gắp ra là xong, chuyên để các bác gắp mắt dứa nhá, dùng tiện và nhanh lắm. Inox 304 sắc bén ok. Giá thì bên em đang bán một cái cây gắp mắt dứa này là đi 15k nhá, 15k một cây. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái cây gắp mắt dứa nhá. Đấy gắp mắt dứa đây, để chú em lấy nét cho bác xem. 15k một cây nhá, 15.000 một cái cây gắp mắt dứa này. 15k. Đó, 15k dùng để các bác cứ này các bác nhíp nhíp này mà nhíp này các bác gắp này, nhíp này các bác gắp có thế thôi. 15k một cây đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Gắp cực kỳ thích luôn, có nhìn này. Đây chị này, chị thợ chị gắp này. Dùng các bác thấy không? Gắp thích không? Đấy. Gắp rất nhanh nhá, dùng thích lắm. Cái này bán nhiều mà dùng ok lắm. Tiện các bác. Đấy. Gọt sẵn dứa cái bắt đầu các bác tỉa các bác gắp thôi. Dùng ok cực kỳ luôn, sạch sẽ ok, tiện lợi, hiệu quả. Đó, ok luôn. Rồi, gắp mắt dứa nhá, giá tại bên em đang bán là 15k một chiếc nhá, 15k một chiếc gắp mắt dứa nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái hộp tinh dầu Dubai này, lên lại em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ nhá, mùi rất là thơm. Con này sẽ có là 5 mùi hương khác nhau. Đấy 5 lọ 5 mùi hương khác nhau nhá, thơm lắm. Đấy giữ lưu hương lâu, hàng của Made in UAE. Đấy, đằng sau đây có mã cốt mã vạch đầy đủ hết luôn này. Đấy, Made in Dubai này. Đấy, cực kỳ xịn, thơm dã man luôn. Đó. Đây, một lọ nó đây, rất là thơm. Đó, về bác sức này, dùng ok lắm. Mùi thơm nó, dùng thích lắm. Giá tốt nữa. Giá hiện tại em đang bán một cái hộp tinh dầu Dubai này, giá sẽ là đi cái này thì các bác có thể mua về làm quà, mua về biếu tặng, mua về sử dụng nhá. Đấy, đây. Quá đẹp luôn nhá, mua về làm quà, biếu tặng sử dụng này, giá hợp lý nữa. Bên em đang bán cũng đang xả kho đấy. Bữa trước thì đang bán là 90k, hôm nay thì em cũng xả kho bán nhanh luôn. 70k nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là tinh dầu Dubai. 70.000 một cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ 5 mùi khác nhau này. Đấy, hàng Made in Dubai. Đó, quá đẹp, quá chất lượng luôn này. Xịn sò, đẹp cực kỳ luôn. Chất lắm, mua về làm quà biếu tặng sử dụng thơm nữa. Mùi thơm. Lưu hương lâu nhá, lưu hương lâu, dùng ok lắm. Đó. 70k một cái hộp tinh dầu Dubai nhá, 70k một hộp nha. Đấy, 70k. Tiếp theo thì em lên luôn các bác ba hàng đó là cái cây búa vàng này, cây búa vàng nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cây búa vàng. Cây búa vàng này nó nhỏ gọn thôi. Đấy, nó chiều dài nó khoảng tầm gần 20cm này, nhỏ gọn nhá. Thì các bác dùng để gò gõ các thứ rất tiện lợi, những cái đồ nhỏ nhỏ các bác dùng lặt vặt dùng cái này rất hay này. Đấy. Và bên trong thì các bác tháo ra cho em, thì bên trong nó có những cái ví dụ như là một cái cây vít này. Cây vít này, rồi là bên trong nữa này, thì bên dưới này lại một cái cây vít nữa này. Đấy, rồi là một cái cây vít nữa bên trong rồi này. Con này thì tổng nó rất là nhiều những cái chi tiết khác nhau nhá. Thì nó toàn bộ nó sẽ chứa tất bên trong này luôn. Đấy là những cái cây vít sẽ có là đầu dẹt, đầu ba ke để các bác có thể là xoáy nhanh một số thiết bị, và ngoài ra nó có cái đầu búa để các bác gò gõ các thứ rất ok. Và khi các bác lắp vào thì nó lại thành một cây búa rất tiện lợi luôn. Đấy, vừa có búa vừa có tô vít luôn, dùng ok lắm. Giá hợp lý, bên em đang bán một cái cây búa vàng nha. Lên mã em sẽ là sản phẩm với cái cây búa vàng nhá. Búa vàng. Đấy, búa vàng. Giá bên em đang bán một cây búa vàng là đi 60k nha, 60k, dùng ok lắm. Đấy thì về các bác lắp vào là dùng thôi, dùng tiện lợi. Đấy dùng tiện lợi. 60k một cây nhá. Lên mã em sẽ là cây búa vàng, 60.000 một cái cây búa vàng. 60k một cây. Búa vàng này, đấy, búa vàng mini 60k. Đấy, dùng nhỏ gọn tiện lợi nhá. 60k, đó. Dậy đây, dậy đây. Dậy đây. Rồi, tiếp theo thì em lên đôi mã hàng đèn tủ này, cái đèn dậy đi này. Con này về bác lắp vào tủ quần áo rất hay nhá. Đấy, nó sẽ khi mà có cảm biến người chuyển động qua đèn nó sẽ tự sáng nha. Đấy, đây thấy không? Em vừa gõ mấy cái là sáng. Đây là nó đang để trong hộp thì em phải gõ nó sáng, còn ví dụ các bác ở ngoài đây nó có phần mắt cảm biến này là tự động sẽ sáng luôn. Con này thì nó sử dụng là điện sạc, thì khi mà hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc vào. Đấy, cắm sạc qua cái cổng này, sử dụng nguồn điện DC 5V. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào cái đây, vào cái đèn cho nó cắm một cục sạc là các bác sạc pin cho đèn thôi. Đấy thì để trong tủ quần áo, khi mà các bác mở quần áo, mở tủ ra để các bác lấy quần áo nhá. Đấy thì đèn nó sẽ sáng lên, hoặc là các bác có thể treo ở phần gầm cầu thang các thứ là rất là tiện dụng luôn. Giá thì hợp lý thôi. Bên em đang bán một cái chiếc đèn tủ đi 50k nhá, 50k. Đây các bác cùng xem thực tế về video này. Đấy, các bác có thể lắp ở phần cửa ra cửa vào đấy, rồi là bếp giáp, rồi đường đi đôi lại. Đấy, cảm biến cái tự động đèn ánh sáng nhá. Đấy, lắp ở phần đầu giường cũng được. Dùng tiện lắm.
cứ có chuyển động cái là điện này tự động nó sáng lên, và nó là sạc pin các bạn, không dùng tiền điện, chỉ sạc pin thôi, hết pin thì các bác lại sạc, có thấy đâu, đỡ tiền điện nhá. À, đây mình cũng có món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn, theo mình được một nhé. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng, mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc, lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng, nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Một cái đèn đã được sử dụng. Đó, thực tế về sản phẩm đèn tủ nhá. Nên nãy em sẽ làm là đèn tủ đây. Đấy thì vừa nãy em báo giá là 50, nhưng mà không phải đâu các bác ơi, hôm nay em xả kho mà, giá khác chứ. Hôm nay là đi 40k nhá, xả kho bán anh luôn. Lên mãi em sẽ là đèn tủ này, đèn tủ 50k, giảm nhanh xả kho bán nhanh luôn nhá. 40k một chiếc đèn tủ đâu nhá, 40k một chiếc. Dùng hai lắp, mua về sử dụng các bác lắp vào tủ, gầm giường, cầu thang, đa năng luôn. Và xong sản phẩm tích điện nhá, hết pin thì các bác lại cắm sạc vào rồi. 40k một chiếc thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn các bác mã hàng, đó là cái kho ga trắng này. Lên mã em sẽ là kho ga trắng nhá. Dòng này thì về để các bác lắp vào bình ga mini như mình dùng. Đó. Kho ga đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, rồi là các bác sử dụng kho khiết các kiểu. Dòng này là dòng lõi đồng nhá, yên tâm về chất lượng đi. Đấy, chịu nhiệt rất tốt và dùng rất là bền. Đấy, và giá hạt rẻ nữa. Lên mã em sẽ là phẩm là kho ga trắng. Giá tại vì em đang bán là 50k nhá, 50k. Kho ga trắng 50.000 một chiếc này. Đánh lửa tự động và điều chỉnh ga to nhỏ nhá. Đấy, dùng hai lắp. Đấy, về các bác lắp bình ga mini như mình là xong. 50k một chiếc nhá. Đấy. Tiếp theo thì em cũng lên luôn bác mang, đó là cái đèn móc khóa này. Lên mã em sẽ là đèn móc khóa nhá. Cái sản phẩm này thì nhỏ nhưng mà có võ ạ. Nhìn dùng tiện lợi lắm. Các bác đi rừng, đi phượt, rồi là đi cắm trại, đi chơi, rồi là đi tập thể dục mình mang đi. Tiện lắm. Đây, sản phẩm hàng nguyên hộp này. Thì trong hộp sẽ gồm có là một thân đèn. Một thân đèn đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc nha. Thì về là các bác muốn sạc pin thì các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác kết nối với lại cái nguồn điện sạc điện thoại ấy. Các bác cắm chung với cái củ sạc điện thoại hoặc là cái nguồn điện DC 5V, nó có cổng USB là các bác cắm vào sạc thôi. Còn đây là nút bấm nhá. Con này thì sẽ có là một cấp độ sáng 2 này, 3 này. Đấy, 3 cấp độ sáng nhá. Đấy, 3 cấp độ sáng, sáng nhất này, sáng vừa này, sáng cảnh báo nháy SOS này. Sáng cực kỳ luôn. Con này thì nhìn nó nhỏ thôi nhưng mà nó sử dụng rất là nhiều những cái chip mắt LED này nên là nó rất là sáng. Đấy, sáng cực kỳ. Đa chức năng, mà chức năng là đèn thì nó có chức năng là móc khóa này, làm móc khóa này. Đấy, các bác có thể đeo vào những cái móc khóa này mình tiện lợi mang đi mang lại này. Rồi là bật bia, cũng như là con này nó có cả cái nam châm hít nhá. Đây, nam châm hít này. Đấy, nam châm hít nhá, rất ok. Đấy, nam châm hít này. Đó, nam châm hít luôn đấy các bác nhá. Đấy, nam châm hít luôn, dùng tiện lắm. Đấy, đa năng. Các bác có thể sử dụng trong nhiều việc, trong nhiều nhu cầu sử dụng nhá. Giá điều này bên em cũng đang xả kho bán anh luôn. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là đèn móc khóa nhá. Đèn móc khóa, bữa trước thì sản phẩm này bên em đang bán là đi 60k, nay bên em cũng xả kho bán anh luôn. Giá chỉ còn là đi 40k thôi. 40k nhá. Lên mã em sẽ là đèn móc khóa, giá cực kỳ tốt, yêu thương luôn đấy. 40k một chiếc đèn móc khóa nha. Đấy, về các bác sử dụng đa năng, tập thể dục, rồi là đi cắm trại, đi rừng, đi phượt. Nó nhỏ gọn lắm, nó chỉ có bằng hai ngón tay thôi, các bác có thể là bỏ trong túi quần rồi là bỏ trong túi sách, túi đồ thứ gì. 40k nhá. Lên mã em sẽ là đèn móc khóa 40k một chiếc. Tiếp theo thì lên luôn bác mã hàng, đó là cái keo dán giày nhá. Lên mã là keo dán giày, một cái túi hộp keo dán giày là 60mm này. Dùng để các bác chuyên dùng để dán giày, dán dép các thứ nhá. Giày rách, dép rách các bác dùng để dán. Ok luôn. Giá thì hợp lý lắm. 20k yêu thương luôn. Lên mã em sẽ làm sản phẩm là keo dán giày nhá. 20k thôi. Đấy, 20k. Một cái hộp keo dán giày này, dùng quá ok luôn. Về các bác dán giày dép rách dép nhá. Chuyên để các bác dán giày dép. Đó, 20k một típ nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, đó là cái bộ là cái bộ kéo bếp vàng này. Lên mã em sẽ là kéo bếp vàng nhá. Giá thì cũng siêu hợp lý luôn, 40k nhá. Em báo giá luôn, 40k. Lên mã em sẽ là kéo bếp vàng nhá. 40k một cây kéo bếp vàng này, dùng để về các bác cắt thịt thà rau cỏ xương siếc nhá. Con này thì chất thép SK5 nhá, cực kỳ sắc bén, hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy. Toàn bộ phần tay cầm chua thứ toàn bộ bằng kim loại luôn, cầm chắc chắn, xịn sò. Đấy. Về dùng ok lắm. Sắc bén này các bác nghe tiếng kéo nó thấy thích này. Đấy, cắt sắc lắm. Đây em sẽ cắt cho bác xem nhá. Chết thử cái bóng này. Đây đây em có cái tờ giấy bóng nhá. Đấy, giấy thì cắt là dễ rồi, đây cắt giấy bóng là khó này. Những cái con kéo nhụt thì các bác cắt nó sẽ bị nhai kéo ngay, các bác nhìn con này. Ngọt ngào dã man luôn. Có gì này. Đây là giấy bóng nhá, giấy bóng mỏng tanh luôn nhá, nên nó cắt rất là ngọt đây.
Đấy, những cái con kéo nhụt là nó sẽ nhai kéo ngay, nhưng mà con này thì cắt cực kỳ ngọt luôn. Đó, thấy không? Rất ok luôn. Đây, các nhìn này, ngọt ngào kinh khủng luôn, cắt thích lắm. Đó, bán nhiều mà con này bán nhiều dùng ok lắm. À, lên mã em sẽ là giảm là kéo bếp vàng nhé, kéo bếp vàng. Bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng là đi kéo bếp vàng này. À, 40.000 một cây nhá, 40k một cây. 40.000 một cây, dùng ok lắm. Rồi tiếp theo thì em lên luôn bác mang, đó là cây bộ đá vĩnh cửu này, bộ đá vĩnh cửu. Siêu phẩm tiếp theo thì lâu lắm hàng nó lại xuất hiện này. Đó. Đó là cái siêu phẩm là cái dao cắt kính nhá, dao cắt kính cắt gạch men a năng, thì các bác cứ lên mã nhanh giúp em sẽ là dao cắt kính cắt gạch men a năng. Con này thì lâu lắm hàng mới xuất hiện nhá. Chuyên cho bác cắt kính này, cắt gạch men các kiểu em nhá. Dao cắt kính này. Dao cắt kính, cắt cả gạch men luôn. À, gạch men cho em luôn nhá. Giá của nó thì bữa trước đang bán là trước em nhớ không nhầm em đang bán giá sẽ là 250k. Hôm nay thì bên em về một cái lô mới và với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi của bác luôn. Giá sẽ là 150k một chiếc nhá. 150.000 một cái con dao cắt kính cắt gạch men như này. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ có đầy đủ các chi tiết. Đây là sẽ có là một cái thân dao này. Đấy, đi kèm thì sẽ có là một cái tay nắm tay cầm nhá. Thì về các bác lắp đặt là xoáy cái phần này vào cho. Đó, xoáy vào và các bác cứ thế các bác cầm và cắt thôi. Đây là cái phần tay công. Đấy, tay công thì các bác khi bác là cho kẹp đá kẹp kính này các bác cắt nhá. Đấy, tí sẽ hướng dẫn các bác chi tiết các bác cắt luôn. Và đi kèm dòng này thì sẽ có đầy đủ sẽ là 3 lưỡi. Đấy, một lưỡi ở trên thân dao rồi và 2 lưỡi ở ngoài. Để khi mà lưỡi nó mòn các bác lắp vào nhá. Lưỡi thì toàn bộ sẽ được tráng kim cương nhân tạo nên là cắt cực kỳ ngọt luôn. Đấy, cắt rất ngọt ngào và ngon lành. Dễ dàng sử dụng nhá. Các bác nào mà không cần phải là gọi là nghề nghiệp gì, các bác bình thường thôi các bác vẫn có thể là cắt ngon lành được. Đây em thì cũng không phải nghề nghiệp đâu, em vẫn cắt ngon lành. Đây giờ em sẽ cắt test cho bác xem. Lên mã nhanh cho em sẽ là dao cắt kính cắt gạch men này. Giá báo giá nhanh luôn, 150.000 bộ nhá. Đây em sẽ đi vào cắt test bác xem nhá. Đấy, đây. Ở đây thì em đang có một cái tấm kính nhá, sẵn sàng để cắt test cho bác xem này. Đấy, con này thì rất là dễ thôi. Đây, tay bác cầm như này, sau đó là mình di vào đây thôi. Đấy, các bác di vào đây. Và các bác tuốt cho em. Đấy, miết đều tay nhá. Lưu ý giúp em, các bác miết đều tay, chỉ cần miết một đường thôi, không cần miết nhiều, miết đúng một đường thôi. Sau đó là mình kẹp vào cái tay công này. Các bác nhìn này, ở đây nó có cái phần khe tay công này, kẹp vào đây. Đấy, kẹp vào giúp em. Nếu mà nó chưa vừa thì các bác nới ra cho nó vừa. Đấy, nới ra cho nó vừa, sau đó là mình công vào thôi. Rất là dễ dàng nha, đây các bác đợi chút để em công ra. Đấy, hàng kính thì là em không quen lắm nên mình cứ phải cẩn thận chút, gỡ ra. Đấy, đây, các bác cho vào các bác công nhá. Các bác nhìn em công này. Đấy, rất ngon nhá. Cực kỳ ngon này. Đấy, đường kính đi rất là phẳng nhá. Phẳng đét luôn. Có thấy không? Phẳng đét đẹp luôn này. Đây em đang cắt kính nhá. Bữa sau em sẽ cắt cho bác xem gạch men, còn hôm nay em cắt tạm kính thôi. Đấy, để cho bác cắt xem thử. Đó, đường kính đi rất là mịn luôn này. Đó, thẳng tắp tập luôn nhá. Đó, rất ok luôn. Dao cắt kính cắt gạch men đa năng. Giá của nó sẽ là 150.000 bộ nhá. Tặng kèm thì sẽ có là 2 lưỡi. Tổng sẽ có là 3 lưỡi đi kèm nhá. Tổng sẽ có là 3 lưỡi. Đây tổng sẽ là 3 lưỡi, 1 2 3. Một lưỡi trên dao, 2 lưỡi ở ngoài đi kèm. Tổng là 3 lưỡi và một thân dao đi kèm nhá. 150.000 một bộ dao cắt kính nha. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái kilo đó là chắc là khoảng tầm hơn chục bộ này, cái bộ lấy ốc gãy nhá. Nhiều bác hỏi quá này nhưng mà nó không có hàng. Đấy thì hôm nay tranh thủ vật cho bác được khoảng tầm hơn chục bộ. Đấy, các bác nhanh tay hàng này. Với một cái giá siêu tốt luôn, báo giá nhanh luôn nhá. Lên mã nhanh cho em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy. Giá của nó thì siêu hạt rẻ rồi. Em chỉ có khoảng tầm 15 bộ thôi, không có nhiều đâu. Bộ lấy ốc gãy này, lên mã giúp em cho là bộ lấy ốc gãy nhá, lấy ốc gãy. Giá em đang gửi bác với giá một cái bộ lấy ốc gãy 5 mũi như này. 40k. Bán nhanh luôn. 40.000 một bộ lấy ốc gãy luôn nhá, 40.000 bộ, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ có là một cái đầu gen ngược nha và một cái phần phần chân nha. Thì cái chân này các bác có thể là về các bác lắp vào cái phần máy khoan pin rồi là những cái chụp để các bác xoáy các bác lấy ốc gãy nhá. Đấy, thường thường thì các bác sẽ lắp vào những cái phần chân khoan, máy khoan điện, máy khoan cầm tay, máy khoan pin. Đấy thì con này nó là chuyên để lắp vào đấy nhá. Đấy thì nó sẽ có là 5 mũi, 1 2 3 4 5, 5 mũi nhá. Sẽ có các cỡ từ to nhỏ đây này. Cái cỡ của nó đằng sau này. Đó, sẽ có là 1 2 3 4 5 này. Đây này. 3 6 6 8 8 1 này. Đấy, nói chung là các cỡ khác nhau nhá. Thì về các bác tùy nhu cầu các bác sử dụng thôi. À, bộ vít bộ lấy ốc gãy giá sẽ là 40k một cái bộ lấy ốc gãy nhá, giá siêu hạt rẻ luôn đó, giá quá chất lượng. Bác nào mà ốc gãy ốc ghiếc các thứ là mình mua con này về mình sử dụng nhá, giá quá ok luôn. Đấy, các bác cùng xem này. Đấy, con này thì nó rất là dễ dàng dùng thôi. Đấy, ví dụ như những cái chân ốc nó bị gãy này. Đấy, về mình ví dụ mình đột rồi mình khoan một cái lỗ nhỏ để tạo một cái lỗ để khi mà các bác cho cái bộ cho một cái chân ốc xuống nhá,
đây đấy, ví dụ các bác lấy một cái con ốc vừa vừa sao vừa cỡ này đấy, xong lấy một cái cà lê có xoáy này đấy, nhích nhẹ cái ra luôn nhá đấy, chuyên để mình lấy ốc gãy, rất là tiện dụng luôn, đa năng nhá đấy, thực tế sản phẩm đây rất ok đấy, rất là nhanh nhá đấy, rất là nhanh luôn. Bộ lấy ốc gãy này giá sẽ là 40k trong cái bộ lấy ốc gãy này nhá, 5 mũi. Cái siêu phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop bên em lại tiếp tục về, đó là cái bao tay lót lông. Nhiều bác hỏi lắm này nhưng mà nó không có hàng đó, thì hôm nay hàng lại tiếp tục về. Lên mã nhanh cho em sẽ là bao tay lót lông nhá. Bao tay lót lông đó. Bao tay lót lông này. Con này thì nó là dòng bao tay chuyên cho bác rửa bát vệ sinh. Đấy, ví dụ các bác vệ sinh cần vệ sinh mà các bác cần cái cánh tay của nó dài, mà thứ hai là cái phần bên trong của nó lót lông. Cái ưu điểm của lót lông này của nó là khi mà các bác sử dụng là các bác đi vào thì nó sẽ không bị xô dịch cái ngón tay bác đi. Đấy, nó sẽ ôm trọn cái ngón tay bác nha. Các nhìn này, đây là phần lông này. Đấy, nó lót một cái lớp lông nha. Đấy, khi bác đi vào nó rất ôm tay luôn. Đấy, không lo vấn đề bị bảo là xô dịch hay nhiều cả. Đây, hai tay em sẽ đeo thử bác xem nhá. Màu hồng rất là dễ thương này. Đó, đây, các bác đeo vào nhá. Đấy, lựa vào. Đấy, có thấy không? Đeo nó rất ôm tay nhá. Nó rất là ôm tay, sát tay mà khi mà các bác sử dụng, các bác vệ sinh cho em. Đấy, các bác sử dụng vệ sinh cho em nó rất là thật tay vì nó ôm sát cái ngón tay này. Đấy, nó ôm sát cả cái đầu ngón tay luôn. Nên là khi các vệ sinh, sử dụng rửa bát rửa đĩa nó rất là thật tay nhá. Ngoài ra thì cái con này đây, cái phần bàn tay này thì nó có thể là kéo dài lên cho em. Kéo dài lên nhá. Đây. Nó kéo dài lên đến phần khuỷu tay luôn. Để khi mà các bác vệ sinh này là các bác có thể là thò tay dài ra được mà cái phần bẩn nước các thứ là nó không bị bắn vào đây, là nó không ảnh hưởng gì đến cái phần cánh tay này của trên mình. Vì thường thường là các bác mặc áo nó chỉ đến đây thôi. Đấy, nhưng mà đây, cái con này nó kéo dài lên phần cổ tay luôn này. Quá dài luôn nhá. Đấy, rất là dễ dàng vệ sinh sử dụng. Vệ sinh trong những khu vực mà ví dụ như là nhà tắm, toilet, nhiều khi nó mất vệ sinh thì bác sử dụng cái bao tay cho. Rồi là thậm chí các bác rửa bát này, không lo bị bắn lên ướt lên đây. Đấy, dùng rất ok. Mà nó lót lông, nó rất là ôm tay, cực kỳ. Nó không bị trơn như những cái dòng bao tay thường là các bác đeo vào nó rất là lỏng lẻo, nó rất là trơn, nhưng con này nó là dòng lót lông rồi nên có yên tâm là dùng rất ok. Đấy, con này thì bên em bán quá nhiều rồi các bạn. Bán siêu nhiều là thậm chí không có hàng bán cơ. Đấy, hôm nay tình cờ nó về được ít nhá thì em tranh thủ bán nhanh nó luôn. Lên mã nhanh với em sẽ là bao tay lót lông này. Đấy, lót lông bên trong nhá, đi rất êm luôn. Giá của nó thì bên em đang gửi em một cái giá siêu tốt luôn. Giá sẽ là đi 40k một đôi. Đấy, bao tay lót lông nhá. Nhớ mã giúp em sẽ là bao tay lót lông. Bao tay lót lông này, giá sẽ là 40.000 cho một đôi bao tay lót lông này. Đấy, giá được 40k nhá. Hàng rất chất lượng, ngon lành xịn sò. Cao su dòng này nó là cao su non nhá, rất là dai và cực kỳ dày dẫn luôn. Đấy, một đôi bao tay rất là dày. Đó đây. Cực kỳ dày, co giãn 4 chiều, cực kỳ xịn luôn. Đi rất ôm tay nhá. Đấy, cao su rất dày luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra em. Một đôi bao tay mà chỉ có 40k thì giá rất là hợp lý, rất tăng. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về, đó là cái khay kệ inox. Cái khay này thì thường thường các bác lắp đặt vào cái phần nấu nước như mình, cái ống của cái chậu rửa bát để mình về mình sử dụng là các bác lắp vào. Đấy thì về các bác lấy cái xe này ra, sau đó là mình kẹp nó vào đây. Đấy, kẹp nó vào cái phần hai cái thanh này. Đấy, và cứ thế là mình lắp vào cái phần chậu rửa, là các bác có thể để đựng những cái đồ, ví dụ như là những cái đồ chậu, đồ búi rác này, rồi những cái đồ nắp nắp của cái bồn rửa bát này mình. Đấy, mình đựng hết vào đấy nhá. Con này rất là dễ thôi. Đấy, các bác lựa vào đây. Lựa vào đây này. Sau đó là mình lựa vào đây thì mình tháo những cái đỡ cái này ra, mình lựa vào, sau đó là mình xoáy cái gen này. Vào. Đây nó có cái gen xoáy này. Đấy, nó sẽ ôm vào cái phần cái ống nước nhà mình, là nó sẽ ôm vào nhá. Đấy, để chuyên cho bác đựng. Đấy, chuyên cho bác đựng những cái phần búi rác các thứ nhá. Đây em sẽ đi quay cho bác xem thực tế cái sản phẩm như em cũng đang dùng luôn. Đấy thì các bác lên mã nhanh cho em sẽ là cái kệ inox này. Cái kệ inox nhá, kệ inox. Kệ inox đựng đựng đồ rửa bát này, đựng đồ rửa bát. Đựng đồ rửa bát, giá của nó sẽ là đi 30.000 cho một cái kệ inox đựng đồ rửa bát nhá. Giá siêu hạt rẻ luôn. Đó, con này thì nhà em cũng đang dùng đây. Đấy thì về các bác có thể là lắp đặt với cái phần ống nước nhà mình nha. Lắp đặt vào ống nước nhà mình. Đó thì khi bác lắp vào thì các bác để những cái đồ ví dụ như là cái búi rửa bát này, rồi là những cái phần nắp nắp của chậu rửa bát đi, mà các bác vẫn là đảm bảo được cái hệ thống ống nước này vẫn không vấn đề gì. Đấy, vì nó rất là nhỏ gọn, nhẹ nhàng thôi, tình cảm chắc chắn nhé, ngon lành. Đấy, lắp trực tiếp vào cái phần ống nước vào cho em là xong. Đấy, dùng rất ok nhá. Đựng những cái búi rác này cho nó rắc nước này, đỡ bị nước nôi nó ứa nó bẩn cái khu vực bàn bếp nha. Đấy, nó mất vệ sinh. Đấy rồi. À, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con vòi nối này. Đấy, nhiều bác hỏi đây con vòi nối này thì đây hàng bên shop thì tiếp tục về. À, con này thì nó biến hóa rất là thần kỳ, từ một cái vòi nối rất là bình thường, từ cái vòi rửa bát rất là bình thường, nhưng mà nó qua cái con vòi nối này thì nó mới thành con vòi nối rửa bát mà các bác có thể là mua tiền triệu luôn. Đấy, nhưng mà
các bác qua Shopee này các bác mua một cái giá cũng rất là hợp lý, chỉ có 40.000 một chiếc thôi nhá, 40k một chiếc. Đấy, con này đây em sẽ test cho bác xem thực tế nhá. Bình thường thì các bác mở ra thì nó sẽ ra bình thường thôi, nhưng mà con này thì qua con này thì nó sẽ ra hai chế độ, một chế độ vòi sen như này. Đấy, chế độ vòi sen và một chế độ nha, chế độ ra thẳng một tia nha. Và bình thường là các bác chuyển sang chế độ vòi sen này, con này là các bác có thể lắt léo này, đấy, rửa bồn thì biết nhá, đây lắt léo này, rửa bồn thì biết chưa, đấy chỉnh qua chỉnh lại chế độ các bác thấy cái phần gạt này gần gạt này cho này, nó rất là tiện dụng nhá. Ở cái phần chụp này thì nó là cái phần gioăng cao su, đấy gioăng cao su thì bác có thể là về các bác lắp vào đây, đấy, lắp vào các bác chụp vào những cái phần ống 21-27 là nó co giãn mà, nên các bác có thể là lắp thoải mái nha, nó rất là dễ dùng thôi nhá, dễ dàng lắp đặt, có thể đảo máy chỉnh các chế độ nào ở đây cho em nhé, dùng rất ok luôn. Từ một con vòi nước chỉ có vài trăm nghìn các bác mua, nhưng mà các bác mua thêm cái này 40.000 nữa về các bác lắp vào là thành cái con vòi nước cả tiền triệu luôn nhé. Đấy, đa di năng dùng rất hay luôn. Đây các ơi, đấy cái con vòi nối thực tế nhá, đấy cái con vòi nối rửa bát hai chế độ này, đấy thực tế sản phẩm đây đó. Còn đây là cái phần này là cái phần đầu của nó này. Em được quay test chế độ rồi, đây là cái phần đầu của nó này, cái phần đầu đấy là cái phần cao su giãn nở nhá, thì các bác có thể là luồn lách vào những cái vị trí ống to ống nhỏ là các bác vẫn có thể lách vào được hết nhá. Đấy, đầu to đầu nhỏ là các bác xỏ vào là vào hết luôn đấy, vì nó là cao su co giãn. Đấy, còn đây là cái phần lóc léo này, chỉnh lại các chế độ các bác xoáy đây cho em, dùng rất ok luôn. Đấy, giá quá hợp lý nhá, lên bãi nhanh cho em sẽ là siêu phẩm là vòi nối này, giá của nó sẽ là 40k cho một chiếc vòi nối đấy các nhá, 40k một chiếc thôi. Bộ sản phẩm bộ 3 thớt kháng khuẩn hàng bên shop này tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, lên mã nhanh cho em sẽ là cái bộ 3 thớt kháng khuẩn nhá. Đấy, chất liệu sẽ là nguyên nhựa nguyên sinh cao cấp. Sẽ gồm có là 3 chiếc, một cỡ to nhất sẽ là 35x25 này, cỡ vừa vừa sẽ là 30x20 và cái cỡ nhỏ nhất sẽ là 20.5x15.5. Đấy, 3 chiếc thớt dùng thì cứ thoải mái luôn mà giá thì siêu tốt lắm. Các bác lên mã nhanh cho em sẽ là cái thớt 3 chiếc này, combo 3 chiếc thớt, combo 3 thớt. Giá của nó thì siêu hạt rẻ nhá, 60k. Đấy, giá chỉ có 60.000 một cái combo 3 thớt này nhá. Toàn bộ thì sẽ là chất liệu nhựa nguyên sinh. Đấy, thì các bác dùng yên tâm về vấn đề rồi, sức khỏe rồi, nhựa nguyên sinh thì nó dùng rất là ok nhá. Đấy, 3 chiếc nha. Một chiếc to nhất này, một chiếc vừa vừa này, một chiếc nhỏ nhất này, thì về ví dụ như là các bác có thể phân chia ra một chiếc chuyên để chặt thái những cái đồ thịt sống này, một chiếc chuyên để thái những đồ thịt chín này. Đấy, và một chiếc thì chuyên để mình thái những đồ hoa quả này, tránh tình trạng là mình dùng chung rồi là sử dụng chung trước nhiều khi nó mất vệ sinh cái thứ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Đấy thì mình có thể là tham khảo cái bộ sản phẩm này, 3 chiếc nhá. Giá 60k combo 3 chiếc thớt nhựa nguyên sinh. Đấy, 60k. Hàng có cả phần lỗ mắc đeo luôn thì các bác có thể đeo lên các thứ ra cho nó khô ráo ngon lành nhá. Nhựa nguyên sinh cao cấp luôn nhá. Thớt cực kỳ chắc chắn dày dẫn chặt thái thoải mái nha luôn. À, giá 60k đối với combo 3 chiếc thớt rồi nhá. Đấy, kính lúp bên em này. Sản phẩm kính lúp bên em nhá. Lúc này thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ có 70.000 chiếc thôi. Lúc này thì nó là dòng kính lúp có điện báo nhá. Rất nhiều bác hỏi cái con kính lúp này nhưng mà không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về đây. Kính lúp có điện báo này cô ơi. Đó, rất chất lượng và xịn sò này. Đây, đó. Con sản phẩm rất chất lượng luôn nhá. Đấy, giờ em sẽ đi quay trực tiếp. Hàng kính lúp này thì hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là kính lúp. Kính lúp này, giá của nó sẽ là 70k. Cái con kính lúp này thì rất hay, kính lúp này thì nó sẽ đi kèm luôn cho bác là cả cái đèn trợ sáng luôn. Ngoài ra có một cái kính phụ đi kèm, một kính chính một kính phụ này. Hàng nhìn rất rõ ràng ngon lành luôn nhá. Ở đây, các bác đợi chút em lấy nét bác xem. Đấy coi nhìn này, hàng nhìn rõ một luôn nhá. Đấy cực kỳ rõ ràng ngon lành luôn. Đấy có thấy không? Đó, ấy có thấy không? À. Cực kỳ là to rõ ràng nhá. Đấy. Cực kỳ to rõ ràng rất là ngon lành, xịn sò. Gửi bác luôn này. Đấy có thấy không? Đây em để rất xa nhé, em bỏ ra này. Đấy con em nhìn rất là khó nhìn nhá. Kính lúp dí vào phát này. Đấy. Cực kỳ rõ ràng luôn. Con này nó có cái đèn trợ sáng rất là hay đây nhá. Thì về các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo cái nắp ra các bác gài cho em mấy cục pin vào đây. Đấy, hàng này bên em chỉ bán nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Các bác lưu ý là không có kèm pin. Về các bác muốn có cái đèn trợ sáng này thì các bác lắp pin vào đây. Và đậy cái nắp này vào, quay lại bật cái công tắc lên thì nó sẽ có đèn trợ sáng ở đây. Đấy thì các bác có thể là soi dời tối các thứ thoải mái cho em luôn. Đó, kính thì soi rất là rõ ràng ngon lành rồi. Đó đấy không? Rất là rõ ràng ngon lành. Mà giá cũng cực kỳ hạt rẻ luôn. Giá chỉ có 70.000 một con kính lúp này thôi con nhá. 70k một con. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop này tiếp tục về cái lô đó là cái thắt lưng vải dù của Mỹ này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi. Bên em bán cực kỳ nhiều. Đấy, bán số lượng để nói là dã man luôn nhá. Dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng. Con này thì
100% của nó là dạng vải dù, hàng của quân đội Mỹ nhá, rất chất lượng, cực kỳ bền bỉ và ngon lành luôn. Đây phần mặt của nó đây có nhá, phần mặt này. Mặt dép nhá, đây mặt thương hiệu dép này. Đó, Single 1961 này. Đấy, mặt rất đẹp nhá, mặt cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi đây là phần dây này, rất chất lượng luôn. Phần đầu dây này thì sẽ có bọc một lớp da nhẹ để khi mà bác sử dụng là nó không bị tè đầu có thứ gì ra. Để phát từ từ nó. Đây. Các bác kéo thu vào này. Đó. Rất chặt chẽ ngon này, con này cài rất dễ đâu các bác, ấn đây cho em. Ấn đây. Đấy các bác cứ giật thoải mái nhá. Giật thoải mái luôn, cực kỳ bền bỉ ngon này. Đấy, con này thì nói chung là các bác cực kỳ dùng thì rất là dã chiến. Bác nào mà thích sự ngầu ngã quân đội thì có thể lựa chọn con sản phẩm này. Cực kỳ chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ thôi. Các bác lên mã xem là sản phẩm là thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù nhá. Thắt lưng dù quân đội. Thắt lưng dù này. Quân đội này. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho chiếc thắt lưng dù quân đội này. Đấy, giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Các bác lấy 2 chiếc trở lên. 2 chiếc trở lên bên em bao ship nhá. 2 chiếc bao ship. 2 chiếc sẽ được bao ship nhá. 2 chiếc bao ship. Còn lấy một chiếc giá còn lẻ nó sẽ là 80.000. 2 chiếc thì sẽ được bao ship nhá. Giá cực kỳ tốt của bác luôn. Con này như là cái đợt trong năm bên em đang bán giá như của nó là 120 xong ấy. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái lô mới, giá tốt, hàng rất đẹp. Các bác nhìn phần mặt nó này. Không có gì phải chê cả con này cả. Đây, cái phần lưỡi cài nó rất là dễ cài thôi. Đấy, tháo mở rất là nhanh. Đấy, chỉ còn thao tác là các bác kéo ra rút vào và ấn cái nắp này cho em. Là chặt khư luôn nhá, chặt khư luôn. Đó, dây này. Các bác nhìn này, dây này, rất là dài. Đấy, dây rất là dài và rất là dày dặn chắc chắn nhá. 100% nó bện chất vải dù luôn. Đấy, hình dàn gì rất đẹp luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá, 80.000 một chiếc nhá. Lấy 2 chiếc sẽ được bao ship nhá. Rồi, tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm là cái mũ quân đội này, mũ dàn gì này. Mũ quân đội, mũ dàn gì. Đấy, con này cũng nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Con sản phẩm hàng rất đẹp luôn. Các bác nhìn này. Lên form xem thì rất là đẹp. Các bác có thể là kết hợp cùng với lại cái dòng sản phẩm thắt lưng quân đội nữa. Đấy, có thể kết hợp hai món này cùng với nhau để tạo một cái combo rất là ngầu ngã quân đội này, nhìn rất là khỏe luôn nhá. Đó đây, một con sản phẩm rất đẹp luôn. Đấy, hàng thương hiệu Airfop này. Đấy, mũ thì 100% là cốt tông, độ cực kỳ thoáng mát nha các bác nhá. Đấy, USA Army này. Con này đây, cái phần này thì các bác có thể là tùy chỉnh theo cái phần khóa đầu của bác. Các bác tùy chỉnh to nhỏ theo cái phần khóa đầu đây. Đấy, tùy chỉnh ở đây. Rất là dễ dàng tùy chỉnh nhá. Đó, cực kỳ ngon xịn sò đây, phần vành mũ trong này. Cực kỳ ngon luôn, chất lượng nhá. Đó, Airfop này. Con mũ này thì bên em cũng bán đồng giá luôn, sẽ là 80k nhá. Đấy, các bác lên mã xem sản phẩm là mũ dàn gì. Đấy, mũ dàn gì. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Mũ dàn gì này. Mũ dàn gì. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy, combo. Combo các bác nhá. Nếu mà các bác cứ lấy 2 chiếc trở lên, 2 chiếc mũ trở lên bên em cũng bao ship, hoặc là 2 chiếc thắt lưng bên em cũng bao ship luôn. Hoặc là các bác lấy theo combo là một thắt lưng, một mũ như này thì sẽ là 150k một combo. Đấy, các bác cứ lên mã cho em là combo. Combo mũ này. Cộng với thắt lưng này. Đấy, thắt lưng. Giá của nó sẽ là 150k. Bên em bao ship. Đấy, các bác mua combo thì các bác sẽ lãi được rất là nhiều, vừa lãi được cả tiền ship, vừa lãi được thêm cả hai sản phẩm kia rẻ thêm được 10.000 nữa. Đấy, giá rất hợp lý. Đây, cả combo này là 150 bao ship này. Đấy, còn mũ dàn gì sẽ là 80k và thắt lưng thì sẽ cũng là 80k luôn. Đó, rất là xịn sò các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái đèn led nam châm. Đấy. À, con này nó sử dụng điện 220 nhá. Đấy, sử dụng điện 220. Điện 220 này. Đấy, điện 220V nhá. Đó, và đây. Con sản phẩm là hàng led của Juki này. Đấy, hàng con này của nó hàng của Nhật các nhá. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Sử dụng điện 220V nên là về các bác sử dụng bình thường cho em. Đây. Điện thì sẽ sử dụng là sẽ là điện AC 110 đến 250V, nhưng mà về các bác sử dụng điện 220 cho em thoải mái luôn. Con này nó sẽ tích hợp một cái phần nam châm ở đây. Đấy, một cái phần nam châm ở đây là phần dàn led của nó này. Dàn led này thì cực kỳ sáng luôn, dùng rất thích nhá. Cái con này thì các bác có thể bẻ đi bẻ lại này. Đấy, các bác có thể bẻ đi bẻ lại cho em. Dùng rất là tiện dụng ngon này. Đó, bẻ đi bẻ lại này. Rất ok luôn nhá. Ngoài ra thì nó có thể điều chỉnh cái phần chế độ sáng ít sáng nhiều ở đây. Đây là dây nguồn này. Đó, dây nguồn. Báo giá mắc luôn, các bác lên mã cho em là cái con led nam châm. Led nam châm này. Đèn led nam châm. Đấy, đèn led nam châm. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k trong chiếc đèn nam châm thôi. Đấy, giá 70k. Hàng thương hiệu Juki của Nhật quá nhá. Đây em sẽ test thực tế bác xem này. Đây các ơi, cái con này thì nếu mà khi mà các bác có thể là sửa chữa, các bác có thể dính lên cái phần kim loại này chẳng hạn này. Đấy, có thấy không? Nó ở đây nó có cái lớp nam châm nhá. Đấy, các bác có thể dính lên mọi chỗ kim loại, dính cực kỳ chặt nhá. Đó, đây các bác điều chỉnh nha. Rất là tiện dụng nhá. Đó, rất hay luôn. Đây một con sản phẩm đèn led nam châm. Đây em ra đây dính cho bác xem, nhìn nó rõ này.
Đó. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy, cực kỳ hay. Ở đây nó có phần nam châm này, dính nhá. Có, rất tiện dụng nhá. Đấy, cái phần này các bác để xoáy này, để điều chỉnh cái phần sáng tối ở đây. Đấy, còn đây là công tắc nguồn này, công tắc nguồn bật tắt đây cho em. Đây là dây nguồn. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào sau. Đây em sẽ test thực tế độ sáng mà xem nhá. Đây cơ, đây em test thực tế bác xem nhá, đang ở trong phòng tối nhá. Đấy, bật đây này. Đấy, bật đi. Nó là dạng ánh sáng vừa này. Đấy các bác, nếu mà các bác muốn sáng, tăng giảm sáng thì các bác tăng giảm vào cái này nhá. Đây con nhìn này. Đấy, xoáy hết cái vòng rồi chưa? Để các bác tăng giảm sáng. Đây này, như kiểu là cái rơ le nhá. Đấy con nhìn này. Đó, có thấy không? Đó, cái rơ le này rất là hay. Ngoài ra thì cái đây nó tích hợp cả một cái công tắc đây nữa, là các bác có thể bật tắt nguồn đây cho. Và cái phần nam châm là các bác có thể dính lên những cái vật liệu như là kim loại, sắt, thép, có thứ gì. Ví dụ như là bác nào mà hay thợ sửa cơ khí rồi là máy may cần những cái đèn để nó sáng, để các bác làm những ví dụ như là chi tiết máy hoặc là khâu vá máy may cái thứ là rất là tiện dụng. Đó, rất tiện dụng nhá. Tùy chỉnh theo độ sáng của các bác nhá. Đấy, các bác muốn sáng mạnh các bác xoáy cái vòng ra, sáng ít các bác giảm đi, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng đây nha. Chỉ bằng thao tác các bác xoáy này, giá thì cũng rất là bình dân thôi. Giá chỉ có 70.000 một chiếc thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái vòi xịt cũng như là bát sen inox này. Bữa trước thì cũng rất là nhiều bác hỏi nhưng mà hàng nó không có hàng về. Đó thì đây hôm nay hàng lại tiếp tục về nhá. Còn bát sen inox cũng như là vòi xịt vệ sinh. Đó, em sẽ đi vào con bát sen trước này. Con bát sen inox này thì quá chất lượng đâu ạ. Bát sen inox này thì cực kỳ chất luôn. Đó đây, một con bát sen inox 304 nhá. Coi nhìn này, Su 304. Hàng Osaka Japan, rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn như này. Đó. Giá thì gửi bác một cái giá cực kỳ là bình dân luôn. Đấy, giá rất bình dân luôn nhá. Con này thì bên em sẽ bán theo combo nhá. Bên em sẽ bán theo combo, không bán lẻ bát nhá, vì hàng nó không có, hiện tại chưa có bát lẻ. Đó, bán theo combo thì sẽ có là một bát sen này, một cái dây đi kèm này, một dây đi kèm, dây sẽ là dây 1,5 m nhá, dây 1,5 m luôn. Đó, dây này là dây 1,5 m luôn này, dây 1,5 m. Đây là có nhìn này, thông tin này ghi này, 150 cm này. Đó, và đi kèm sẽ có cho bác làm một cái giá đỡ nha. Đây em chuyển máy vào đây. Đó, một cái giá đỡ này nhá. Đấy, hàng này thì nó đi kèm nó sẽ có cả giá đỡ luôn nhá. Đây giá đỡ đây. Đấy giá đỡ này, giá đỡ cũng là inox luôn nhá. Ốc vít để các bác bắt này, đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Ốc vít, giá đỡ, tay sen, tay sen, tay bát sen và dây vòi, dây vòi nguồn như này. Đấy, dây vòi nguồn như này, đầy đủ full combo bộ sản phẩm như này. Gửi đến các bác một cái giá siêu tốt luôn. Giá của nó sẽ là đi 110k một sản phẩm nhá. Con này như đợt trong Tết thì em đang bán giá 150k. Đấy, về lô mới giảm giá trả kho bác luôn. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là bát sen inox này, bát sen inox nhá. Nhớ mã cho em là bát sen inox vì bên em có hai mã bát sen, tránh tình trạng nó nhầm. Giá của nó sẽ là 110k một bộ nhá, 110k một bộ. Dây dài 1,5 m nhá. Sẽ gồm có là bát sen cộng với lại dây và giá đỡ. Đấy, đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc lắp vào các bác dùng thôi. Giá đỡ, ốc vít luôn nhá, cả ốc vít luôn. Đấy, về chỉ cần một cái con khoan nữa các bác khoan vào tường, các bác bắt vào là xong. 110.000 một cái bộ bát sen này. Đấy, 110k một bộ nhá. Giá cực kỳ hợp lý và giá bao giá thị trường luôn. Các bác mua đâu được một cái bộ bát sen nhỉ? Hàng của Nhật rất xịn sò này luôn nhá. Hàng của Nhật rất xịn sò này. Đấy, hàng Osaka Japan này, rất chất lượng luôn nhá. Dây inox luôn nhá, bát inox luôn nhá. Đế cài, ốc vít bắt vào cũng bằng inox luôn nhá. 100% inox luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra test thử thoải mái nha em luôn nhá. Đấy, 110.000 một bộ nha, đầy đủ. Bây giờ em sẽ ghép thực tế một cái video em test thực tế cái con bát sen này để vào để các bác cùng xem coi nhá. Đây ông ơi, giờ em sẽ test thực tế để bác xem về cái sản phẩm vòi nước này bên em coi nhá. Đấy, vòi inox 304 này, test thực tế luôn nhá. Đấy, thấy không? Bật nước này. Nước phun ra rất mạnh nhá. Đấy, đây. Rất xịn sò, rất ngon coi nhá. Đấy, tia nước này thẳng tắp luôn nhá. Đó. Đây. Rất là ngon, xịn coi nhá. Đấy. Nói chung là con này các bác dùng tắm táp thì chấm hết luôn, không gì phải chê cả. Đây. Đấy. Một cái con vòi vòi sen nhá. Đấy, con vòi sen inox coi nhá. Bát sen inox. Rất là xịn luôn. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng sản phẩm test cái con bát sen này coi nhá. Đó. Tiếp theo thì lại về cái lô vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, tiếp tục lại về cái lô vòi xịt vệ sinh nhá. Đó. Con này cũng là hàng dây 1,5 m luôn. Đấy, cũng là dây hàng 1,5 m nhá. Ở đây thì combo bộ sản phẩm thì cũng đầy đủ như cái bộ kia luôn. Sẽ gồm có là một cái tay xịt chính này, một tay xịt này. Đấy, bấm cực kỳ êm và rất là nhẹ luôn. Cũng inox 304 nhá. Su 304, hàng cũng của Osaka Japan. Đấy đây, có nhìn cái chữ này. Đấy, Osaka Japan nhá. Đấy, Osaka Japan. Và đây là dây này, dây mà giá đỡ đi kèm luôn này.
Đấy, giá đỡ đi kèm có cả ống vít luôn nhá. Đấy, có cả ống vít luôn. Đây, để em quay đây cho nó sáng, nhìn nó dễ. Đây này, đó, đây là giá đỡ này. Đó, còn đây là tay xịt này, Osaka Japan nha các bạn nhá. Đấy, bóp cực kỳ nhẹ, con này dòng dùng rất thích các nhá. Các bạn nhìn inox này, cực kỳ dày luôn. Đấy, inox rất dày. Đó, inox rất dày nhá. Còn đây là dây này, dây 1,5m luôn nhá. Dây 1,5m luôn. Dây inox 304 luôn nhá. Dây co giãn chống rối chống cọc, cực kỳ ngon lành xịn sò này. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh này. Đó thì các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là bộ vòi xịt vệ sinh. Vòi xịt vệ sinh này thì bữa trước đang bán như là 120k thì hôm nay bên em cũng về lô mới giảm giá bác luôn. Bác lên mã cho là bộ vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ vòi xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k bộ nhá, 100k một bộ, bộ vòi xịt vệ sinh này. Các bác lưu ý là nhà em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Đấy, hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship. Đó. Test thực tế cho bác xem về cái con sản phẩm cái con vòi xịt nhà em đang sử dụng nhá. Đấy, con vòi xịt nhà em đang sử dụng này. Đó, cũng đang sử dụng luôn. Cực kỳ ngon nhá. Đây nhà em không có cần tăng áp tăng nhiệt gì nhưng mà vòi xịt ra rất là đều luôn. Đấy, tia nước ra rất là thẳng nhá. Đó, xịt ra rất đều. Nói chung là cực kỳ là ngon, xịn sò chất lượng nhá. Inox 304. Đấy, hàng thì bóp này, các bác nhìn này, bóp nó rất là êm luôn nhá. Đấy, bóp nó rất là êm luôn. Đấy, bóp rất là êm, rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, đây, xịt ra nước này rất là đều, rất là khỏe nhá. Đó, mới con vòi xịt nhà vệ sinh. Đấy, ra. Rồi, cái siêu tiếp theo này em cũng lên luôn các bác mã hàng đó là cái cây kìm tuốt dây. Cái cây kìm này thì các bác dùng để tuốt dây, tuốt đồ thứ nhá, rất ok. Tuốt dây thì cỡ dây thì tuốt các bác tuốt từ cỡ dây 0.6 cho đến dây 2.6 ly. Đấy, nó có cái phần lò xo trợ lực này và phần khóa hãm này. Ngoài chức năng là tuốt dây thì bác có thể là cắt dây các thứ cho em thoải mái luôn, sắc bén và rất ok. Các bác thợ thuyền dùng nhỏ gọn này, sử dụng gia đình thì quá là tuyệt vời của con này rồi. Đấy, nhỏ gọn nhá, chỉ bằng bàn tay thôi, bỏ túi quần mang đi mang lại rồi bỏ trong túi này. À, rồi là các bác sử dụng này, nói chung nó nhỏ gọn tiện lợi nhá. Đấy, và dễ dàng sử dụng, giá thì hợp lý nữa. À, báo giá luôn, bữa trước thì cái này thì bên em đang bán là 60.000, hôm nay thì cũng nhân cái dịp này thì cũng xả kho bán anh luôn, nên mã em sẽ là kìm tuốt dây nhá. Kìm tuốt dây. À, giá bữa trước là 60, hôm nay giảm còn cho bác là chỉ còn có 40k thôi, 40k. Lên mã em sẽ là kìm tuốt dây nhá. Đấy, 40.000 một chiếc kìm tuốt dây nha. Quá ok, xịn sò ngon lành luôn. Chắc chắn, đẹp lắm. Nhận hàng cứ kiểm tra tuốt thử cho em thoải mái luôn, ưng luôn các bạn. Tiếp theo thì em lên luôn các cái hàng đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị này. Đấy, hàng bãi nhá, hàng bãi châu Âu luôn nhá. Tại đây về cái lô này hàng bãi châu Âu xịn lắm, ngon lắm, giá hợp lý. Đây. Con này thì của Amazon này, quá xịn luôn. USA này, đấy, rồi là các kiểu Israel, rồi là Nga, nhiếc, các kiểu các bạn, đầy đủ ngon lành luôn. Đấy, thì hiện tại nó có hai mã nhá, một cái bộ lục giác này, đây lục giác đầu bi nhá, và một bộ mà bộ hoa thị này, đấy bộ hoa thị này, đấy hoa thị. Đó thì hai bộ này thì đều có tổng là 9 cây nhá, 9 cây với các cỡ là từ 1.5 cho đến 10, đó, từ 1.5 đến 10 nhá, và sẽ gồm có là 9 cây một bộ. Và bên em đang bán đồng giá hai bộ này thì sẽ là 60.000 nhá. Lục giác cũng 60.000 và hoa thị cũng 60.000. Các bác lấy bộ nào thì em chốt cho bác bộ đấy nhá. Đấy, lục giác này, lục giác cũng như là hoa thị. Để bên em đang bán đồng giá là 60k luôn. 60k một bộ. Đó. Dùng ok lắm. Đấy, toàn bộ sẽ là thép CRV nhá, cứng cáp dày dẫn. Hai bộ thì mỗi bộ sẽ đều có là tổng là 9 cây một bộ. Về các bác xoáy đa năng, thợ thuyền, anh em sử dụng gia đình xoáy cho em ok luôn. 60.000 một bộ nhá, 60k một cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị, bán đồng giá là 60.000 luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái cây kẹp cắp inox này. Để cái này các bác ví dụ các bác có rán cá, rán mú này, rồi là có cái món thịt nướng cả tảng này, rồi là bò bít tết này. Đấy, mình nướng này, rán chiên này, đấy, xúc các cái có lặt lên rất tiện nhá. Đây, ví dụ đây có cái miếng thịt này, đấy các bác xúc gặp vào cái này. Đấy, các bác lặt lên nhá. Đấy, dùng để chiên, rán, nướng nhá. Đấy, làm những cái món vừa nướng này. Chiên này, rán này, đấy, rất ok, rán cá, chiên thịt, nướng thịt nhá, dùng tiện lắm. Cái con kẹp gắp này dùng hay lắm. À, chất liệu là inox 304, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, và giá hợp lý thôi. Mình đang bán một cái cây kẹp gắp này là đi 30k nhá. Đấy, kẹp gắp nhá. Đó, 30k một cây. 30.000 một cái cây kẹp gắp này, dùng tiện lắm. Nướng thịt, nướng thà, rán cá, rán mú rồi. Có cá cầm cái lật đi luôn. Tiện vô cùng luôn. 30k một cây thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái khóa dây, khóa số này, để về các bác khóa cổng, khóa cửa các kiểu này, khóa đồ vật các thứ rất tiện nhá. Thì đây, nó là dạng dây cáp bọc nhựa nhá, dùng bền lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem. Đó, dây cáp bọc nhựa. Con này thì mật khẩu thì bên công ty người ta để mặc định là 4.0. Đấy thì về các bác cứ xoay cho em là 4.0. Đây.
xoay thẳng gióng thẳng hàng này 4.0 này. Đấy là sẽ mở được nhá. Thì nó là dạng dây cáp bọc nhựa này, có nhìn những sợi cáp bên trong là bọc nhựa bền bỉ và dùng, ví dụ là các bác dùng ngoài trời cho em thoải mái, khóa cổng, khóa cửa, khóa xe, khóa đồ rất tiện. Các bác không cần phải mang chìa khóa chung chiếc gì, chỉ cần các bác nhớ mật khẩu là xong. Đấy thì mặc định sẽ là 4.0. Thì các bác muốn khóa thì các bác cứ đảo lại đi cho em, đảo lại đi. Đấy là nó sẽ đứng khựng là luôn, không thể khóa được, trừ khi là các bác có mật khẩu. Thì các bác xoay cho em về 4.0 đó là tự động sẽ mở ra nhá. Đây, đấy 1.0 này, 2.0 này, 3.0 này. Đấy. 4.0 này, đấy, gióng thẳng hàng anh em nhá, gióng thẳng hàng. Đấy các bác rút cái ra luôn, rất tiện dụng, khóa đồ, khóa xe các kiểu cho em luôn. Tiện dụng lắm. Rồi. À, em báo giá luôn nhá. Lên lại em sẽ là sản phẩm là cái khóa số, khóa dây số nhá. Khóa dây số. Khóa dây số này thì bữa trước bên em đang bán giá sẽ là đi 70k, hôm nay em cũng xả kho bán anh luôn. Giá chỉ còn có là đi 50k thôi nhá. 50k. Khóa dây số nhá. 50.000 trong chiếc khóa dây số này. 50k một chiếc này, dùng hai cực kỳ luôn nhá. 50k thôi. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn với bác máy hàng, đó là cái bộ đầu xả máy giặt này. Lên mã em sẽ là cái bộ đầu xả máy giặt nhá. Đây, bộ sản phẩm sẽ gồm có là đầy đủ nhà, sẽ gồm có một cái phần đầu nó thắt xuống này, phần nắp sàn này, nắp thắt sàn và cái phần đầu dẫn từ cái ống xả máy giặt xuống nhá. Thì đây, đây là cái phần dẫn từ ống xả máy giặt, các bác chụp vào trong. Sau đó khi mà nước nó vào đây thì nó sẽ tụt thẳng lên đây luôn, nó không bị trang trãi ra nha các nhá. Và ở cái phần sàn ấy thì ví dụ các bác có đổ trang nước vào sàn thì nó có cái phần nắp cống thoát sàn này thì nước nó vẫn chảy được cống nhá. Nó vẫn chảy xuống cống được và cái phần nắp này nó sẽ đậy kín và nó sẽ chống mùi, nó bốc ngược lên. Đấy, rất là nhiều những cái chức năng đó nhá. Rất nhiều chức năng khác nhau. Nói chung là một cái con sản phẩm rất là hay ho. Rồi lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái đầu xả nước máy giặt này. Đấy, đầu xả nước máy giặt. Thì tại em đang bán một cái bộ đầu xả nước máy giặt này thì sẽ là đi 40.000 một bộ này các nhá. 40k. Đấy, 40k thì hôm nay bên em cũng xả kho bán nhanh luôn. Giá chỉ còn có là đi 30k thôi, 30k. Đấy, đầu xả nước máy giặt nhá. 30.000 một cái đầu xả nước máy giặt như này, dùng hai lắp. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm đầu xả nước máy giặt này. Đấy, đây. Đây bình thường các bác đây đổ nước này. Đấy, nước nó rất là khó thoát xuống này và nó trang trãi nhá. Đấy, các bác phải rút cái ống kia bắt đầu nó ra. Thì bây giờ các bác có cái này các bác lắp vào này. Đó, các bác lắp vào nhá. Đó, lắp vào. Đấy, sau đó các bác chụp nó xuống. Quá ok vào luôn. Và ví dụ như cái nước ở sàn mà nó có bị văng ra là nó vẫn có thể là chảy xuống thoải mái cho em luôn nhá. Dùng cực kỳ hay luôn. Đó, tiện dụng. Giá cả hợp lý mà dùng nó rất là thông minh và hay lắm. Đấy, nhà bác nào mà hiện tại đang lắp những cái máy giặt nhà này là dùng cái này là hợp lý này. Đó. À, giá hiện tại đang xả rất là tốt nhá, 30k một cái bộ đầu xả nước máy giặt này. Lên mã em sẽ là đầu xả nước máy giặt 30.000 một bộ thôi nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái que đo nhiệt độ này. Lên mã em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Que đo nhiệt độ rất là hay. Để về ví dụ các bác có đo nhiệt độ nước này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ sữa này, rồi là thậm chí là các bác đo nhiệt độ thức ăn này, ví dụ như các bác có nướng con gà, các bác bên ngoài thì thực ra nó chín rồi nhưng bên trong không biết nó chín hay chưa, thì các bác dùng cái này để các bác xiên vào xem nó đủ cái độ chín của con gà chưa, là các bác biết là nó chín hay chưa nhá. Đấy thì nó sẽ toàn bộ con này nó có màn hình hiển thị điện tử trên này, nó sẽ báo toàn bộ về hết trên này nhá. Thì đây, các bác chỉ việc bấm on này, đấy nó sẽ hiện lên màn hình hiển thị điện tử như này. Đấy, hiện tại thì đang là độ F thì các bác có thể chuyển về độ C nhá, thì các bác bấm cái nút độ C được chưa. Nó có hai đơn vị đo là đơn vị đo độ C và đơn vị đo là độ F nhá. Thì các bác bấm dùng đơn vị nào thì các bác bấm đơn vị đấy. Thì thường thường bên Việt Nam mình thì hay bấm là hay dùng là nhiệt độ C ạ. Thì bấm cho em về nhiệt độ C. Đó, có thế thôi. Còn là on off thì là nút bật tắt rồi. Dùng thì tắt đi, không dùng dùng thì bật lên, không dùng thì tắt đi, cứ thế thôi nhá. Đây em sẽ cầm thử với cái phần đầu cho bác xem này. Đấy thì nhiệt độ bắt đầu lập tức là nó sẽ đẩy luôn này. Đó, các bác nhìn nhá. Đấy thấy không? Đây em đang cầm tay vào nhá. Như kiểu là các bác đo nhiệt kế nhá, đấy bắt đầu đang nhảy lên này theo nhiệt độ thân nhiệt này, đấy, đang nhảy nhá, 33.9 này, đấy, 34 này, đấy, bắt đầu đang nhảy lên nhá. Đó, giờ đây bắt đầu em bỏ ra này, em bỏ ra nhá, đấy, bỏ ra, khoảng tầm lúc bắt đầu là nó sẽ tự động nó sẽ tụt xuống luôn này, đấy, đấy có thấy không, bắt đầu tự động sẽ bắt đầu nó đang tụt xuống này, đấy, nói chung là nó cảm nhận nhiệt độ cũng khá là tốt luôn đấy, đấy 34.8 này bắt đầu đang giảm này, 34.7 này. Đang giảm dần nhé, đang giảm dần này. Đó, rồi báo toàn bộ nhiệt độ ở trên cái phần màn hình hiển thị điện tử trên này luôn. À, rồi em báo giá luôn. Bữa trước thì cái sản phẩm que đo nhiệt độ này thì đang bán giá là 70k. Hôm nay thì em cũng xả kho với anh luôn nhá. 70k, giá chỉ còn có là đi 50k thôi. Lên mã em sẽ là que đo nhiệt độ này. Que đo nhiệt độ có nhá. Que đo nhiệt độ, giá hiện tại bên em đang bán chỉ có 50.000 một cây nhá, 50k một cây. Các bác về đo các loại nhiệt độ khác nhau, đo sữa, đo rượu rồi đo đồ ăn thức uống các thứ nhà mình. 50k một cây nhá, 50k một cây.
Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái bộ vít V50 này. Lên mã em sẽ cái bộ vít V50 nhá. Bộ này sẽ gồm có cho bác tổng là 50 chi tiết trong một cái bộ vít như này. Đấy, 50 chi tiết dùng hai lắp. Đó, cái này con đợi chút để em bóc cho nhá. 50 chi tiết luôn các bạn, 50 chi tiết luôn, dùng quá ok luôn. Đấy, đặc biệt cho bác nào hiện tại đang dùng những con máy khoan pin, máy khoan cầm tay, dùng cái con này xoáy đồ sẽ đạt rất ok. Rồi là cho các bác thợ thuyền, ví dụ như là các bác thợ sửa xe đạp, xe máy, rồi là ô tô này. Đấy, vì cái dòng ốc vít này nó là dòng ốc vít hầu như là dành cho các bác thợ là chuẩn chỉ nhất nhá. Thì nó sẽ gồm có là các loại các cỡ, ví dụ như là đầu ba ke này, đầu dẹt này, rồi là có những cái đầu nó rất là dị, ví dụ như những cái đầu vuông này này. Đấy, ví dụ như những cái đầu vuông này. Đây em lấy nét ra. Đấy, những cái đầu vuông này rất là hay nhá. Đấy. Rồi là ở bên này thì có những cái đầu ví dụ như là đầu hoa thị này, đầu lục giác này, đầu dẹt này. Đầu dẹt rồi là đầu tròn đầy đủ cho em luôn. Đấy, một cái bộ tuyển tập sẽ gồm có tổng là 50 đầu vít. Và cái sản phẩm này thì em nói luôn là cái đầu vít nó khá là dài. Cho các bác xoáy những cái chỗ ví dụ như là ở trong những cái phần ngóc ngách, những cái lỗ sâu để các bác luồn vào nhá. Đây các bác nhìn thấy cái đầu này rất là dị này. Cái đầu này ở bên châu Âu là người ta hay dùng những cái đầu như này này. Đấy, ở bên châu Âu ấy. Nói chung là bây giờ thì càng nhiều đầu vít thì càng đa năng, các bác càng sửa được nhiều thứ. Đấy, vì đôi khi là có những cái đầu vít nó rất là khó kiếm, như cái bộ này nó có luôn nhá, cái bộ này nó có luôn. Cái này gọi là cái bộ này nó là cái đầu này nó gọi là cái đầu vít múi này, đầu vít múi này. Nó gọi như kiểu là dạng múi nhá. Đó. Nói chung là nhiều lắm, nhiều những cái đầu vít hay và dị lắm. Giá thì hợp lý nữa. Đấy, giá hợp lý. Rồi để là lên luôn bác mã hàng đó là cái bộ vít V50. Đấy, V50. Bộ này thì em báo giá nhanh luôn, giá hợp lý lắm, dễ mua. Đấy. Bộ này thì bữa trước bên em đang bán là 200k đấy. 200k, đây em cũng giảm giá xả kho luôn. V50 nhá, vít, mã vít là V50 này. Giá thì bữa trước bên em đang bán là 200k, nay bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá chỉ còn có là đi 170.000 thôi nhá. 170k một cái bộ vít V50. Sẽ có tổng là 50 chi tiết trong một cái hộp vít như này. Đấy, 50 chi tiết luôn. Toàn bộ chân của nó sẽ là chân lục giác nhá, để về bác lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay. Toàn bộ thì sẽ là thép CRV nhá, thép CRV. Đó, tổng là 50 đầu vít nhá, đựng trong cái hộp rất là đẹp, chi tiết đầy đủ ngon lành như này, xịn sò. Về các xoáy thợ thuyền gia đình với em ok. 170k nhá, 170k, giá tốt các bác nhanh tay vào việc này. Bộ vít V50, hộp màu xanh. Rồi, tiếp theo em cũng lên luôn bác mã hàng đó là cái dòng cưa gấp này, cưa gấp bên em đang gửi bác nhá. Lên mã em sẽ phẩm là cưa gấp đen trắng. À, con này thì cái phần tổng chiều dài của nó lưỡi sẽ là 30cm, dòng của Made in Japan. Đấy, cưa hàng Made in Japan. Dòng cưa này dòng cưa lưỡi kép nhá, cưa cực kỳ là ngon, sắc ngọt luôn. Đấy, và cái phần tay cầm nó khá là dài nên khi bác cưa nó có lực giật, cưa rất là nhanh. Và tay cầm có bọc cao su chống trơn trượt cho em. Đấy, và ngoài ra thì khi mà cưa xong mình có thể gấp gọn vào mang đi mang lại mỗi lúc mọi nơi cho em, rất ok. Giá tại bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn. Lên mã em sẽ cái bộ vít cái cây cưa gấp đen trắng nhá. Cưa gấp đen trắng nó sẽ có hai màu là màu đen và màu trắng. Thì lên mã luôn với em sẽ là cưa gấp đen trắng. Giá bên em đang bán là 70.000 một cây nhá. 70k một cái cây mã hàng đó là cưa gấp đen trắng này. Về các bác cưa cành, cưa cây, cưa đồ đạc các thứ cho em. 70k một cây, dùng tiện lắm, dùng hai lắm. 70k nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái bộ ba thớt dùng nhà bếp này. Bộ ba thớt kháng khuẩn 5D nhá, thớt kháng khuẩn 5D. Đấy, bộ ba thớt kháng khuẩn 5D nhá. Kích thước thì nó sẽ có là các cỡ là cỡ L này, 35 x 25 này, cỡ M 30 x 20 và cỡ S là cỡ nhỏ nhất là 20.5 x 15.5. Đấy, chất liệu sẽ là nhựa PP. Hàng này thì hàng Made in Việt Nam nhá. Đấy, thớt kháng khuẩn 5D. Đấy, dùng ok luôn. Hàng hãng đàng hoàng nhá, hàng hãng đàng hoàng luôn đấy, dùng xịn lắm. Thì đây, bộ này sẽ gồm có bác là tổng là 3 thớt này, một chiếc thớt to nhất này, đấy, một chiếc thớt vừa vừa và chiếc thớt nhỏ nhất này. Thì bác có thể chia ra một chiếc là chuyên đồ sống này, một chiếc để chuyên đồ chín này, một chiếc để chuyên cho bác ngọt hoa quả này. Đấy, rồi là các bác dùng rau củ quả thịt thà riêng ra. Đấy thì khi sử dụng riêng như thế thì sẽ đảm bảo an toàn về sức khỏe và cho bác một cái cảm giác an toàn và sử dụng nó yên tâm hơn nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ 3 thớt kháng khuẩn 5D nhá. Đấy, thớt bộ ba thớt này, bộ ba thớt nhá. Bộ ba thớt này hiện tại bên em đang giảm giá rất tốt luôn đấy. Tờ này đang bán chỉ có 60.000 một bộ ba thớt này thôi. Sẽ gồm có là ba thớt thì chia ra tính nhà là và các bác mua là chỉ có mất có là đi 20.000 một cái thôi. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ thớt ba cái mà chỉ có 20.000 thôi. Giá gọi là siêu siêu hạt rẻ luôn mà dùng ok luôn. 60k một bộ ba thớt nhá. Đấy, 60.000. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn bác mã hàng đó là cái cây kìm đa năng này. Lên mã em sẽ lấy cái cây kìm đa năng của Nhật này. Cái cây kìm mà dùng rất là hay. Đấy, đợt này thì nó về cái lô này hàng
của Nhật đấy, hàng nội địa Nhật, Japan nhá, có nhìn chữ Japan này đấy, Japan. Thép sẽ là thép CRV nhá. Con này thì đa năng các bác có thể là cắt kẹp, ngoài ra thì có thể là bấm cốt cũng như là tuốt dây. Và đợt này về cái lô này nó có cái lò xo trợ lực các bác, khi mà biết các bác chỉ việc bóp thôi, còn trách nhiệm mà đẩy ra thì cái lò xo nó sẽ có trách nhiệm đẩy ra nhá. Đấy, nó có phần trợ lực rất hay. Đấy, các bác nhìn cái phần dưới nó tuốt dây này, phần trên bấm cốt này. Đấy, còn phần trên nữa là cắt kẹp này. Hàng bãi Nhật Japan nhá, thép CRV. Hàng vẫn còn rất là đẹp và mới nhá. Giá thì cũng rất là yêu thương. Hàng đẹp nhưng mà giá tốt nhá. Hàng đẹp giá tốt. Giá tại em đang bán là 130k thôi, 130k. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái kìm đa năng. Kìm đa năng nhá. 130.000 một cây kìm đa năng này, giá gọi là siêu siêu hạt rẻ luôn đấy. Giá quá dễ mua, 130k. Dùng ok cực kỳ luôn. Đa năng các bác sử dụng gia đình anh em thợ thuyền dùng ok. Tay cầm nó có mặt quách điện nên dùng yên tâm luôn nhá. 130.000 một cây. Đó là cái dây điện vàng. Đấy, tiếp tục hàng lại về nhá. Rất là nhiều bác hỏi cái mã dây điện này nhưng mà nó đang bán nó bị trứng hàng, không có hàng để bán đâu ạ. Vì nó hiện tại đang quá là hot. Dây dài 30m nhá. Đấy, và đợt này thì nó về cái mẫu này mẫu mới. Hàng thì vẫn của Tachi nhá. Hàng vẫn của Tachi made in Japan này. Đấy, ổ đúc thì chống va đập chống vỡ này, có đèn báo luôn các nhá, có đèn báo. Và dây thì sẽ là dây hai lớp bọc cách điện. Ngoài ra thì dây dẻo, không bị gập gãy, không bị rối nhá. Dùng ok lắm. Cái này thì các bác đi công trình công trường, anh em thợ thuyền dùng, rồi là các bác sử dụng gia đình, rồi là các bác sự kiện các thứ là làm rất ok. Dòng này thì có yên tâm đi, chất lượng đi. Dây đồng sẽ là dây lõi đồng 100%. Đây có nhìn này. Đây em đang soi đèn mà để có nhìn chuẩn nhá. Chuẩn đồng 100% luôn này. Đấy, vàng chóe chọe luôn nhá. Dây thì chống va đập chống vỡ và có đèn báo này. Đấy, đèn báo. Con này thì dây thì em nói luôn, đợt đấy nó về cái lô này, dây của nó là dây 1 chấm nhá. Dây là dây 1 chấm. Đấy, dây là dây 1 chấm nhá, dây 1 chấm. Và cái chiều dài của nó là 30 mét thì nói chung là các bác dùng gia đình thì thoải mái. Ở đây thì cái phần ổ, cái phần phích cắm nó sẽ đúc liền luôn này. Đấy, phích cắm đúc liền luôn. Đúc liền luôn nhá. Đây là phích nguồn vào, còn đây là cổng ra. Cổng ra thì sẽ gồm có một ổ, hai ổ, ba ổ, bốn ổ nhá. Sẽ có là ổ dẹt, ổ tròn, ổ ba chân, ổ bốn chân là các bác đều cắm nó hết luôn. Và em nhắc lại một lần nữa là dây sẽ là dây đồng và dây sẽ là lõi 1 chấm nhá. Đấy, dây là dây lõi 1 chấm. Đấy, bữa trước thì 2.5 nhưng đợt này nó về cái lô này nó chỉ có 1 chấm thôi. Đấy, còn chuẩn đồng 100% luôn nhá. Đấy đi các bác. Nói chung là 1 chấm thì các bác dùng ví dụ như là máy móc, những cái đồ cơ khí cơ bản điện gia dụng thì dùng thoải mái rồi. Đấy, anh em công trình sự kiện rồi là công trình công trường, rồi các bác thợ thuyền dùng ok. Rồi là thậm chí các bác dùng gia đình thì bộ này quá là ngon luôn. Với một cái mức giá thì đợt này đang giảm rất sâu nhá. Giảm gọi là siêu sâu luôn đấy. Rồi thì em báo giá luôn nhá. Bên mã em sẽ là sản phẩm là cái dây điện vàng. Đấy, dây điện vàng. Dây này là dây 30m nhá. Dây 30m này. 30m thôi nhá. 30m. Dây sẽ là dây 30m này. Đó. Và dây thì sẽ là dây 1 chấm nhá, dây 1.0. Đó, dây 1.0. Và em báo giá luôn. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 300k đấy. Hôm nay thì em cũng về lô mới bán nhanh xả kho một cái giá rất là yêu thương, dễ mua này. 230k. Bao ship tại nhà luôn. Đó. 230.000 một cái cuộn dây 30m, dây là dây 1 chấm, bao ship tại nhà. Giá vô cùng yêu thương và rất dễ mua. Đấy, các bác mua đâu được một cái cuộn dây 30m mà giá nó chỉ có 230.000 thôi. Ví dụ như các bác ra quán những cái dây 1 chấm này mà nó dài 3m, có kèm cả ổ, có đúc như này, thì yên tâm với em đi, làm một điều là nó phải không bao giờ nó dưới 400.000 đâu. Đấy. Mà hàng này hàng của Tachi luôn nhá. Hàng của Tachi made in Japan cho em luôn. Quá xịn sò con này, có cả đèn báo ổ luôn nhá. Đầy đủ ok luôn. Dùng gia đình thợ thuyền rất hợp lý. 230.000 nhá. 230k. Dây 1 chấm dài 30m nhá. Đấy, báo giá rất rõ ràng và cụ thể, quay chi tiết dây đồng, dây lõi đồng 100% đây. Đấy, 230.000 một quặng, bao ship tận nhà luôn. Giá vô cùng yêu thương. Đấy, thì bác chốt nhanh. Số lượng này không có nhiều đâu. Đấy, thì lại về lô mới đấy. Lô trước là hết sạch rồi. Đấy, thì bác nào bữa trước là chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Đó. 230.000 một quặng dây, bao ship tận nhà, dây dài 30m nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái bộ tô vít cam này. Bộ này thì sẽ có tổng cho bác là 31 chi tiết này. 31 chi tiết nhá. Đấy, bộ tô vít cam. Hàng hay lắm, các bác mua về để xoáy những cái đồ đạc gia đình nhà mình, rồi là anh em thợ thuyền xoáy ok luôn. Nó sẽ gồm có cho bác là đi đó, đây nó sẽ gồm có một cái cây vít chính này và những cái đầu vít đi kèm nhá. Đấy, tổng là 31 đầu vít này. Thì nó sẽ có các loại đầu vít ba ke, đầu dẹt, đầu tròn, đầu tam giác, là những cái đầu nó rất là dị. Đấy, đầu sao, đầu hoa thị đầy đủ cho em luôn. Đấy, một bộ tô vít cam nhá. Lên mã em sẽ là tô vít cam. Đấy, 31 chi tiết trong một cái hộp, bộ hộp vít này nhá. Về các bác xoáy đồ gia dụng, đồ thợ thuyền, anh em xoáy ok luôn. Đấy, giá hợp lý lắm. Đợt này thì bên em cũng đang giảm giá xả kho bán nhanh luôn đấy.
tô vít cam nhá. Bữa trước thì bên em đang bán bộ này là 50k, hôm nay bên em cũng xả kho bán này luôn, giá chỉ còn là đi 30k thôi, 30k. Lên mã em sẽ là bộ tô vít cam nhá, 30.000 bộ này. Các bác mua đâu được cái bộ tô vít cam giá quá hạt rẻ, chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác mã hàng đó là đèn USB, lên mã em sẽ là đèn USB nhá. Đấy thì em hôm nay em cũng xả kho bán luôn đấy, hầu như đợt này đang đồng loạt xả kho đấy các nhá, đồng loạt xả kho, hầu như video nào cũng xả kho hết đấy các nhá. À, đèn USB thì bữa trước thì bên em đang bán là 70k, này bên em cũng xả kho bán nhanh luôn, giá siêu tốt này, 30k nhá. Đấy, bán nốt bán nhanh luôn, 30.000 cho chiếc đèn USB này. Con này dùng hay lắm, thì nó là đèn USB đó, đèn USB nhá. Đây một con đèn quá ok luôn này. Thì cái sản phẩm này về bác cứ cắm trực tiếp vào cái nguồn điện, đó là cái nguồn điện DC 5V. Thì đây em đang có một cái đèn nó có cái cổng sạc DC 5V này. Đấy các bác cắm à, là đèn nó sáng thôi. Đấy đây không, ánh sáng nó vừa đủ, các bác có thể là học tập làm việc này rồi là sử dụng. Nó rất là hay là nó là dòng đèn di động, các bác có thể là ví dụ mang đi công tác này, rồi là các bác mang ra ngoài nhiều những cái chỗ mà nó không có điện ấy, thì các bác có thể là dùng cái nguồn điện này để các bác có thể là làm việc, rồi là mang đi cắm trại, mang đi câu cá, nói chung là những cái chỗ nào các bác cần dùng cái đèn này. Đấy, ánh sáng nó vừa đủ để các bác sử dụng và làm việc nhá. Đấy, rất là hay. Đấy, cứ cắm là lên đèn thôi. Ánh sáng hỗn hợp là màu trắng và màu vàng thôi nhá. Và con này là nó có thể bẻ gấp đây. Đấy, nó có thể bẻ gấp các kiểu lên luôn, dùng hay lắm. Đó. À, đèn USB nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là đèn USB. Giá hiện tại bên em đang gửi bác cái giá, mức giá rất tốt luôn. 30k nhá. 30.000 cho một cái con đèn USB này. Giá chỉ có 30.000 thôi. Giá gọi là siêu siêu hạt rẻ luôn đấy. Đó, dễ mua. Đấy, và giá hợp lý. Đấy, số lượng có hạn của anh em tay chốt đơn luôn nhá. 30k đèn USB nhá, 30.000. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái bảng tự xóa này. Lên mã em sẽ là bảng tự xóa nhá. Đây mua về cho các cháu như mình học này. Đấy, bình thường thì nó là một chiếc bảng nha. Đấy, đây khi mà các bác viết vào nhá. Đấy, viết vào đây. Đấy, các bác viết này. Rồi các cháu như mình vẽ tập tô tập vẽ này nhá. Các bác bấm cho em phát này. Tự động sẽ mất luôn, rất hay. Thiết kế cực kỳ thông minh nhá. Đấy, cứ viết và vẽ vào đây thoải mái. Bấm cái tự động nó mất luôn, nó gọi là bảng tự xóa nhá. Đấy, mua về cho cháu nhà mình tập tu tập viết tập vẽ này, rồi là các bé nhà mình làm cái này, một cái tờ giấy nháp, ví dụ như là cộng trừ như chia nháp ra đây. Đấy, 4 cộng 4 bằng mấy, các thứ là nháp đây. Đấy, bằng mấy mấy, sau đó là khi mà nháp xong cái bấm cái nó mất luôn, đỡ tốn giấy nháp nhá. Đấy, đỡ tốn giấy nháp, nói chung là nó sử dụng trong rất là nhiều việc. Đấy đó, các bác người lớn thì mình dùng cái con này, mình dùng để nốt lại những cái cần thiết cũng được. Đấy, sau khi mà nốt xong thì mình có cái là mình bắt đầu là mình nhớ lại, rồi bắt đầu khi mà nhớ xong mình bấm cái mất luôn. Đó, bắt đầu lại dùng. Nó đi kèm là một cái cây bút này nhá, dùng tiện lắm. Mua về cho các bé nhà mình học tập này, sử dụng này, rồi người lớn dùng ok luôn. Giá hợp lý nữa. Rồi lên mã em sẽ là sản phẩm là bảng tự xóa nhá. Sản phẩm này thì bữa trước bên em đang bán giá sẽ là 60k, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh luôn nhá. 40k. Lên mã em sẽ là bảng tự xóa này, giá tại vì đang bán là 40.000 một chiếc bảng tự xóa nhá, bấm cái mất luôn này. Đấy, 40k một chiếc nhá. 40.000 chiếc, giá rất yêu thương, dễ mua nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái bộ ví nâu này, lên mã em sẽ là cái bộ ví nâu nhá. Đấy, bộ này thì đầy đủ các phụ kiện chi tiết đi kèm, sẽ gồm có là các loại bấm móng này, rồi là rũa giếc lấy móng tay, zip giếc, rồi là kìm cắt da chết, rồi là nặn mụn này, đầy đủ luôn để các bác mua về sử dụng cả gia đình nhà mình. Đấy, các bác nữ dùng những cái món nhỏ nhỏ lặt vặt này. Các bác nam thì dùng những cái bấm móng tay móng chân. Đấy, nói chung là đa di năng, cả nam cả nữ cả nhà dùng được luôn nhá, từ lớn đến bé luôn, dùng hay lắm. Một bộ ví nâu này tại em đang bán giá rất tốt luôn. Đấy, bữa trước thì cái bộ ví nâu này thì đang bán là 60.000, nay em cũng giảm giá xả kho luôn nhá. Đấy, lên mã em sẽ là bộ ví nâu. Bộ ví nâu này, đấy ví nâu. Bữa trước đang bán 60, hôm nay giảm giá bác là chỉ còn có 40k thôi, 40.000 một cái bộ ví nâu nhá. Đấy, đựng trong một cái bao da rất là đẹp như này. Xịn sò ngon lành nhá. Đấy, chất lượng luôn. Quá ok, đẹp lắm. Mua về cắt móng tay móng chân, rồi là kìm kéo các kiểu các loại nhá. Đấy, như kiểu là một cái dụng cụ, bộ dụng cụ làm neo luôn đấy nhá. Đấy, 40k một bộ ví nâu nhá, bộ ví nâu 40.000 một bộ này, giá siêu yêu thương. Rồi tiếp theo thì em lên luôn mã hàng đó là cái tay nắm cửa này. Lên mã em sẽ là tay nắm cửa. Nhà bác nào có cái tay nắm cửa hình chữ L này là các bác dùng cái này là ok này. Đấy, về để bác cho vào cái tay nắm cửa này mình. Đấy, chẳng may là nó có bị va đập các thứ vào thì các bác dùng cái này để các bác bọc vào. Đấy, tránh tình trạng là nó hỏng khóa này, thứ hai là chẳng may là mình có đập vào nó đỡ hơn. Đấy, vì cái con này là cái bọc silicone mà, nó siêu êm luôn, bọc và êm lắm. Đấy, báo giá bác luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái tay nắm cửa này, cái bọc tay nắm cửa nhá. Giá hiện tại em đang bán là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc bộ, một chiếc tay nắm cửa nhá, 15k. Đấy, các bác cùng xem thực tế về video này. Đó, bình thường các bác để cửa không này, các bác chẳng may các bác đẩy vào nó va chạm, nó rất là hay hỏng khóa, rồi là nó hỏng tường nhá. Đấy, bác lắp cho em cái con này vào.
Đấy, đẩy cái là bắt đầu là nó êm ái ngon lành luôn, rất ok. Đó, thấy không? Rất điện nhá, hay lắm. Tay nắm cửa silicone. Giá tại mình em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 một chiếc tay nắm cửa nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác, mã hàng đó là cái bộ tô vít đỏ vàng này. Lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Bộ này thì về đặc biệt cho các bác thợ điện làm bộ này rất ok. Bộ này sẽ gồm có bác là đi 2 4 6 7 cây vít nhá. 7 cây vít thì trong đấy nó sẽ có một cái cây bút là bút thử điện này. Đấy, một cây bút thử điện, còn lại sẽ là 6 cây vít. 6 cây vít thì nó sẽ có các loại ví dụ như là đầu ba ke, đầu dẹt đủ cả luôn này. Đấy, ba ke và dẹt đủ cả, toàn bộ sẽ được bọc cách điện nhá. Đấy, yên tâm là dùng điện rất ok. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, bọc cách điện an toàn. Dùng ok. Đấy, cây dài có, cây ngắn có, ba ke có, dẹt có, bút điện có luôn. Đựng trong một cái bao da rất là đẹp như này. Giá thì cũng vô cùng yêu thương luôn các nhá. Đấy, giá vô cùng yêu thương luôn. Rồi, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái tô vít đỏ vàng. Giá của nó sẽ là đi 130k nhá, 130k. Tô vít đỏ vàng này. Tô vít đỏ vàng nhá. Bộ tô vít đỏ vàng. Giá sẽ là 130.000 bộ nhá. Đấy, chuyên để các bác làm điện làm đóm, dù bộ này rất ok. 130k, trong đấy là có một cái cây bút thử điện đi kèm luôn là 130.000 bộ nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi, hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi nhá, hàng của Unica Japan. Đấy, bộ này sẽ gồm có bác là 5 mũi khoan tháp. Chất liệu thì sẽ là dạng thép gió. Đấy, phủ một lớp titan nên khi bác khoan nó rất là sắc bén, ngọt ngào. Các bác có thể là khoan các thể loại ví dụ như là khoan sắt, khoan gỗ, khoan thạch cao, khoan nhựa. Đấy, các bác dùng để tạo lỗ nhá, rất là ok luôn. Đây, thì nó sẽ gồm có là 5 mũi với 5 kích cỡ khác nhau. Đấy, thì về các bác có nhu cầu được bác dùng mũi nào được bác cứ lấy mũi đây thôi. Đấy, toàn bộ thì dòng này thì nó là cái đầu chân chân lục giác này, thì về các bác có thể là lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay, các bác khoan cho em rất ok. Đó, đây kích thước, kích cỡ đầy đủ khắc trên từng cái một cũng như là đầy đủ thông số ở trên này luôn. Đấy, bộ mũi khoan tháp 5 mũi hàng của Unica Japan nhá, Unica Japan. Đấy, giá rất tốt luôn này. Đó thì em báo giá luôn. Đấy, thì hôm nay cũng lên mã xả kho bán anh luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp trắng. Đấy, khoan tháp trắng là khoan tháp 5 mũi này, khoan tháp trắng đi. Đấy, khoan tháp trắng. Khoan tháp trắng này thì bữa trước bên em đang bán là 200k, nay em cũng xả kho bán anh luôn. 170k một bộ nhá. 170.000 một cái bộ mũi khoan tháp trắng. Sẽ gồm có cho bác là 5 mũi. Hàng của thương hiệu Unica Japan như này. Đấy, Unica Japan. Đó, 170.000 một bộ, hàng quá đẹp luôn. Dễ mua và dùng ok lắm. Đấy, dùng đa năng, các bác sử dụng gia đình, anh em thợ thuyền dùng bộ này thì ok quá luôn. Rồi, tiếp theo thì hôm nay bên em cũng về luôn các bác, hàng đó là cái sản phẩm bút lấy dấu này. Đấy, bút lấy dấu bằng đồng nhá, bút lấy dấu bằng đồng. Giá thì tại em đang bán thì em báo giá luôn. Tại em đang bán là 40k thì các bác có thể lấy kèm cùng với cái bộ mũi khoan đa năng, cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, 40k. 40k nhá, lên mã em sẽ là bút lấy dấu 40.000 một cây bút lấy dấu bằng đồng này nhá, toàn bộ là bằng đồng luôn, dùng bền lắm. Đấy, chắc chắn. Đây, đồng vàng chóe luôn này. Con này thì các bác lấy dấu yên tâm chất lượng đi. Lấy phát nào là dính phát đấy luôn, chuẩn cực kỳ nhá. Đây em sẽ lấy cho bác xem. Phát này. Đấy, lấy chuẩn cực kỳ đây em nhá. Các nhìn này. Đó, thấy không? Ăn luôn nhá, lõm luôn này, thấy không? Cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, cứ lấy phát nào là ăn phát đấy luôn. Mà con này nó lấy anh em, dòng này lấy nhẹ lắm. Nó không như những cái dòng mà các bác lấy là các bác cứ phải dùng lực, như con này thì nó dùng mẹo, các bác chỉ việc là xoáy ấn xoáy nhẹ cái là bắt đầu là nó theo cái đà lực của nó vào luôn, lệnh lấy dấu rất dễ dàng. Đấy, thì các bác có thể mua kèm thêm. Đấy, thì khi mà nó mua kèm thêm thì cả bộ như này thì bộ mũi khoan tháp thì sẽ là 170 này, còn là cái bút lấy dấu thì sẽ là 40 này. Đấy, thì nếu mà các bác lấy cả combo thì sẽ được bao ship đấy các bác nhá. Nếu mà lấy cả combo là 210.000 bao ship đấy. Đấy, còn các bác lấy nguyên bộ mũi khoan tháp trắng thì sẽ là 170, còn bút lấy dấu lấy lẻ là 40k, tùy nhu cầu. Nếu mà các bác muốn bao ship thì lấy cả combo này là được bao ship này. Đấy, lấy cả combo này là được bao ship nhá, giá hợp lý lắm đấy. Chỉ có 170k thôi là bộ mũi khoan tháp trắng của Unica Japan, còn là bộ bút lấy dấu là 40k một chiếc nhá các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng đó là cái bọc thức ăn này. Đây là em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, một túi 100 chiếc, về các bác dùng thoải mái luôn đi. Đấy, về để các bác dùng để bọc bảo quản thức ăn đồ uống nhà mình. Đấy, đỡ rồi bâu kiến đỗ này, bảo quản thức ăn trong tủ lạnh này, có cái bọc rất là tiện nhá. Đấy, ví dụ các bác có một cái đĩa thức ăn mà ăn chưa hết này, các bác bọc vào lên trên chốc này, sau đó là các bác để trong tủ lạnh, thứ nhất là nó không bị khô, không mất mùi thức ăn này, thứ hai là giúp tủ lạnh đỡ mùi hơn và cảm giác là đồ của bác sẽ bảo quản được lâu hơn. Đấy, tươi ngon hơn nhá. Đấy, bọc thức ăn giá rất dễ mua luôn. Một túi này là 100 chiếc nhá, một túi 100 chiếc, và bên em đang bán một cái túi bọc thức ăn này là đi 20k nhá, 20k. Lên mã em sẽ là cái túi bọc thức ăn 20k nhá, 20k một cái túi bọc thức ăn như này.
100 chiếc dùng cực kỳ hay luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy, đây. Đấy, dùng rất hay, 100 cái nhá, thoải mái sử dụng luôn, sử dụng rất là dễ dàng. Đấy các bác thấy không? Có cái đĩa là các bác cứ lồng vào cái là xong. Mình bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh để ở ngoài cũng được, rất là tiện dụng nhá. Đây. Đó. Nó thấy không? Rất ok nhá. Rất là dẻo dai co giãn coi nhá. Đấy, bọc đĩa, bọc bát ô tô các kiểu có lại khay khiếc các kiểu các cũng luôn. Ok luôn nhá. Đấy, các bác không cần dùng những cái màng các bác xé rích chắc, như con này bọc cực kỳ tiện luôn. Chỉ có 20k thôi. Lên mã em sẽ là túi bọc thức ăn nhá, một túi là 20k một túi. Sản phẩm bộ vòi nối rửa bát này, lên mã em sẽ là cái bộ vòi nối rửa bát nhá. Vòi nối rửa bát con này dùng cũng rất là hay. Để về các bác dùng để chuyển từ cái bộ vòi nối rửa bát này mình. Từ vòi 1 ra vòi nhiều chế độ nhá. Đây. Một chiếc vòi của nó đây. Thì cái phần đầu là đầu silicone thì về các bác kết nối với lại cái đầu vòi nhà mình. Còn đây là cái chế độ nó, cái phần vòi nó sẽ ra các chế độ nhá, chế độ phun tia 1 này và chế độ phun ra như kiểu vòi sen những cái tia nhỏ này. Đấy, nó sẽ có đảo hai chế độ, các bác xoáy công tắc cho em rất ok. Đấy, từ một chiếc vòi là chỉ có vài trăm nghìn nhưng các bác lắp cái con vòi nhìn như kiểu là vòi tiền triệu luôn. Dùng hay lắm. Về chuyên để các bác lắp vào những cái vòi chậu rửa bát nhà mình. Đấy, rửa bát, rửa đồ, rửa tay, chân đều được. À, rồi, lên nãy em sẽ sản phẩm là cái vòi nối nhá, vòi nối. Bên em đang bán một cái vòi nối là đi 40k nhá. Vòi nối này. Giá sẽ là 40k. Đấy, giá rất chi là hạt rẻ và dễ mua luôn nhá. Đây em sẽ cho các bác xem thực tế cái video về sản phẩm em đang dùng này, dùng hay lắm. Đó. Đây nhá, sản phẩm em đang dùng đây, em sẽ mở cho bác xem này. Đó thì đây, về là cái đầu silicone này các bác lắp vào cái vòi nước nhà mình này. Đấy, các bác cứ đút lựa lựa đút vào mà, vì nó co giãn, silicone nó co giãn mà. Đây em sẽ mở nước các bác xem nhá. Đấy, nước ra rất đều, rất là khỏe luôn nhá. Các bác có thể là đảo ngoáy các kiểu này, vì đây nó có phần lò xo mà, đảo ngoáy đi. Rồi là các bác chỉnh các chế độ này. Chế độ một tia này. Chế độ ra nhiều tia này. Đấy, nước ra khá mạnh, đều nước nhá. Những cái tia này ra nước rất đều luôn. Đó. Di chuyển này, đảo hướng các kiểu này. Đấy, từ chậu 1 sang chậu 2 nhá, quá ok luôn. Rất tiện dụng, dùng gia đình, sử dụng gia đình. Các bác về lắp vào cái vòi chậu rồi bát là mình dùng tiện cực kỳ luôn đấy. Giá hạt rẻ là 40k. Cái vòi nha, vòi nước đều này, lắp cái con này vào ngon luôn luôn nhá, chất lượng luôn. Quá ok luôn. Đó thì mã của nó sẽ là vòi nối nhá. Vòi nối 40.000 một chiếc vòi nối này, về dùng hay lắm. Rồi, sản phẩm cái keo nắp cam, vỉ keo nắp cam bên em tiếp tục hàng về này. Và cái con này dùng hay lắm. Các bác mua về để các bác dính như những cái đồ trang sức này, đồ gỗ này, rồi là đồ da, đồ sành, đồ sứ, đồ nhựa, nói chung là các bác dính đa năng luôn. Con này dính cực kỳ chắc mà dính nó khô rất là nhanh, dùng hay lắm. Hàng này thì hàng của Thái Lan nhá, hàng Thái Lan, keo của Thái, dùng ok luôn. Lên mã em sẽ sản phẩm là vỉ keo nắp cam này. Bên em sẽ bán theo vỉ là 5 típ nhá, bán theo vỉ là 5 típ, em báo giá luôn. Keo nắp cam, một vỉ 5 típ này giá sẽ là 30k thôi, 30.000 nhá. Giá rất hạt rẻ, dễ mua. Keo nắp cam này. Đó. 30k một vỉ 5 típ nhá coi nhá, 5 típ nó sẽ có là 5 típ nha. 1 2 3 4 5, 5 típ, giá chỉ có 30.000 thôi. Dòng keo của Thái các bác dán đa năng các kiểu các loại luôn. Đồ trang sức, đồ gỗ, đồ sành, đồ sứ, đồ da, đồ nhựa cho em, đầy đủ các thể loại luôn nhá. 30k. Đấy, dùng ok lắm. Đấy, 5 típ luôn, dù về dùng thoải mái, dùng dần thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cọ lưng này, nên mã em sẽ là cái cây cọ lưng này. Đó, em báo giá luôn, giá hiện tại em đang bán một cái cây cọ lưng là 30k nhá. Các bác mua về để kỳ cọ lưng chân tay người ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage dùng thích lắm. Đây, nó sẽ có là hai mặt nhá, một cái mặt kiểu dạng bàn trái này và một cái mặt búi cước này. Đấy, các bác kỳ mặt nào các bác kỳ cọ vừa massage. Đấy, cái tay cầm nó dài khoảng tầm con này tổng chiều dài nó khoảng tầm hơn 30cm. Đấy, khá là dài, các bác kỳ cọ lưng chân tay người ngậm rất ok. Giá hạt rẻ lắm, 30.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái cây cọ lưng. Cây cọ lưng thôi nhá, 30.000 một cái cây cọ lưng nha. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho các mã hàng đó là cái bọc yên xe này, lên mã sẽ là cái bọc yên xe nhá. Đấy, yên xe này các bác đang bị hỏng này, hoặc là hiện tại là nhiều khi thì các bác đi trời nắng các thứ giờ mà để ở ngoài nó rất là nóng. Đấy, mình ngồi rất là nóng nóng yên ấy, thì các bác mua cái con này về. Đấy, chức năng là chống nắng rồi là nó ngồi cảm giác nó sẽ thoáng mát hơn này. Ở đây nó là cái dạng lưới nhá, có nhìn cái dạng lưới này. Đó, lưới rất là nhiều những cái lỗ nó đan xen nhau, ngồi cực kỳ thông thoáng và bảo vệ yên xe của bác nhá. Đấy, bảo vệ yên xe của bác. Ở đây thì nó có cái phần thun để bác có thể là co giãn, nghĩa là yên to yên nhỏ là các bác cho được hết. Đấy, yên xe đạp rồi là yên xe đạp điện rồi yên xe máy các thứ ra cho được hết cho em. Ở đây nó có hai cái dây để các bác quàng xuống dưới cái phần yên này để cho yên nó sẽ chắc chắn hơn, ok hơn. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm, đây các bác cùng xem này. Đó, dùng ok lắm, ví dụ như yên rách các bác về bọc lại vào được. Đấy, đẹp đẽ ngon này luôn, thấy không? Quá xịn luôn, nhìn hay lắm. Đấy, có những cái dây chằng bên dưới nhá,
để có thể chằng lại cho nó chắc chắn yên hơn. Chất liệu thì nhiều lỗ thoáng khí, thoáng mát, ngồi dễ chịu. Đó, ok. Rồi, bên mẹ em sẽ là sản phẩm là cái bọc yên xe. Đấy, con này thì bữa trước bên em đang bán giá là 60k, nay em cũng giảm giá xả kho bán anh luôn, 60k, giảm còn 40k con nhá, 40k. Đấy, bọc yên xe giảm còn 40.000 một chiếc con nhá, 40.000 một chiếc nha. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái bạt phủ xe này. Lên mẹ em sẽ cái bạt phủ xe nhá. Cái bạt phủ xe này dùng hay lắm. Về đợt này cũng đang thời tiết nó khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, mình mua con này về cũng rất là hay. Về để các bác bọc với yên xe này mình. Chất liệu của nó thì nó là dạng nhựa PA cao cấp này. Đấy, nhựa PVC không nhá, cao cấp. Đó, đây các bác phủ xe chống mưa chống nắng cho em rất ok. Con này thì các bác về phủ xe đạp điện này, xe máy cho em là ok. Đấy. Đây, rất ok luôn, bạt phủ xe các bác nhá. Em cũng báo giá luôn. Cái này thì cũng đồng giá, đồng giá với lại bọc yên xe luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe này thì giá của nó thì bữa trước cũng đang bán là 60k, hôm nay cũng giảm giá xả kho luôn, 40k. Đấy, bạt phủ xe 40.000 một chiếc nhá. 40k một chiếc dùng hay lắm. Đây, các bác cùng xem cái hình ảnh về cái bạt phủ xe này. Đây các nhá, khi về các bác phủ nó sẽ nhà này. Đấy, kín mít xe luôn. Ok luôn, tránh nắng, tránh mưa rất tốt nhá. Đó, xe đạp, xe máy các kiểu cho em luôn nhá. Đầy đủ ngon lành, tránh nắng, tránh mưa ok luôn. Đấy, về các bác phủ xe tiện lắm, dùng tiện lắm. Có cái mình vứt cốp xe thì chẳng ví dụ trời mưa trời gió hoặc trời nắng quá mình có cái mình phủ nhá, bảo quản xe của bác bền bỉ hơn. 40.000 một chiếc nhá, bạt phủ xe. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác nhá, đó là cái bịch khăn lau bát 10 chiếc này. Đây bác sẽ là cái bịch khăn lau bát 10 chiếc nhá. Cái này về bác lau bát, lau đĩa, lau bàn, lau ghế thứ rất ok. Đấy, lau đồ đạc các kiểu này, ok lắm. Cái này thì một cái bịch này là 10 chiếc nhá. Đấy, khổ to, khổ này là khổ 20 x 20. Nên bác em sẽ là cái bịch khăn lau bát 10 chiếc. Giá thì bên em đang bán một cái bịch khăn lau bát 10 chiếc này là đi 30k nhá, 30k. Đấy, và dòng này là dòng vải bông, thấm hút nước tốt và mình có thể là giặt giũ tái sử dụng được nhiều lần. Khăn lau bát. Đấy, khăn lau bát một bịch là 10 chiếc nhá. Và giá của nó sẽ là đi 30k các bạn, 30k cho một bịch khăn lau bát 10 chiếc. Sản phẩm bóp tay để về các bác tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe này, về các bác dùng để tập luyện cơ tay cơ thiết nhá, rất ok. Đây, con này thì các bác cứ này các bác bóp thôi. Ngoài ra thì nó sẽ có là tăng cấp độ tối thiểu là 5kg và cấp độ tối đa cao nhất là 60kg. Đấy thì các bác điều chỉnh ở cái phần vòng xoay đâu cho em nhá. Các bác cứ xoáy thôi, tăng giảm các bác xoáy thôi cho em. Đấy thì xoáy đây nó sẽ tăng hoặc giảm. Và con này rất là hay là khi mà các bác dùng các bác chỉ bấm này, đấy là tự động cái số nó sẽ nảy là các bác biết là các bác bóp được bao nhiêu cái. Đấy, rất là thông minh luôn, để mình đặt mục tiêu ví dụ hôm nay là mình bóp 10, mai bóp 10, 15, ngày kia 20 rồi 30, cứ nâng dần nhá. Và các bác muốn reset về không thì ấn mạnh vào cho em, ấn sâu vào. Đấy, sau đó các bác quay cho em về không. Quay về không cho em. Quay về không cho em. Đó thì các bác chỉnh về không là xong. Có thế thôi nhá, rất là dễ dùng. Đó, nó lại reset về không hết này. Đó, nói chung là các bác lựa cái chế độ reset này các bác lựa cho em là về không. Đó, lại về không, bắt đầu các bác bấm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, bắt đầu nó sẽ nhảy số lên dùng tiện lắm. Đấy, đếm được cả số cái bóp luôn. Báo giá bác luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm bóp tay. Đấy, tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, giá sẽ là 50k nhá. 50k trong chiếc bóp tay nhỉ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác mã hàng, đó là cái khóa đĩa xe này. Lên mã em sẽ là cái khóa đĩa xe nhá. Con này dùng hay lắm. Về các bác dùng để chuyên để các bác khóa vào đĩa bánh xe cho mình. Đó, có cả tem chống hàng giả xịn sò ngon lành luôn nhá. Đó, con này thì thiết kế thông minh theo dạng tròn. Nên khi mà trộm nó có mở rất là khó vì nó không có một cái phần tựa nào để nó mở nhá. Và đây cái chìa khóa rất là dị. Sản phẩm này đi kèm là một khóa và đi kèm là hai chìa. Đấy, thì bác chỉ việc thao tác ấn vào đấy. Và khi nhiều khi các bác ví dụ các bác không cầm chìa khóa thì vẫn có thể khóa được, bấm cho em vào cái là sập vào luôn. Đấy, khóa không cần chìa nhá, dùng tiện lắm. Đấy, thiết kế nhỏ gọn tiện lợi. Các bác có thể là bỏ túi rồi là vứt cốp mang đi mang lại tiện dụng lắm. Đấy, nhỏ gọn nhưng mà có võ nhá. Giá thì cũng rất là nhỏ thôi. Nên mà em sẽ sản phẩm là khóa đĩa xe. Khóa đĩa xe nhá, khóa đĩa này. Khóa đĩa này thì bữa trước bên em đang bán là 70k, nay em cũng xả kho bán nhanh luôn. 50k. Vào việc luôn nhá. Khóa đĩa 50k cho một chiếc khóa đĩa nhà hàng vẫn còn mới nguyên vỉ này. Về dùng cực kỳ ok luôn, tiện, nó nhỏ gọn, mang đi ok, an toàn, hiệu quả nhá. Đấy, các bác có này các bác cứ khóa phịch cho em vào cái là xong xuôi ok luôn.
Ở đây các bác cùng xem thực tế video sản phẩm này. Siêu mini có thể dễ dàng bỏ túi mang đi bất cứ đâu. Giới thiệu đến các bác đây là loại khóa phanh đĩa chống trộm dành cho xe máy. Chất liệu là thép nguyên khối không gỉ được nhập khẩu từ Đức nên khả năng chống cắt phá trộm xe cao, an toàn hơn các loại khóa thông dụng trên thị trường. Cách khóa và mở đơn giản với bộ đôi chìa khóa thông minh. Ngày mà biết đến loại khóa phanh đĩa này, tôi vứt hết các khóa cảng chữ U và cồng kềnh lại còn không an toàn nữa. Giờ thì đi đến đâu tôi cũng bỏ túi chiếc khóa phanh đĩa nhỏ gọn tiện dụng này. Loại khóa này tuy nhỏ nhưng chất lượng đúng với nhu cầu sử dụng của rất nhiều người. Các bác muốn bảo vệ chiếc xe thân yêu của mình thì hãy nhanh tay sắm ngay một chiếc khóa thông minh như này nha. Đó, thực tế về sản phẩm khóa đĩa xe nhá, nhỏ gọn tiện lợi, an toàn, hiệu quả. Giá tại vì em đang xả kho bán nhanh luôn, 50.000 một bộ nhá, 50k. Sản phẩm bao tay làm vườn này, đây mã sẽ là sản phẩm là cái bao tay làm vườn nhá. Đấy, bao tay làm vườn, đây. Bao tay làm vườn nhá, để về các bác làm vườn này. Thì đây nó rất là hay thiết kế, nó có những cái phần móng vuốt nha. Để là các bác có thể là làm vườn, các bác bới đất cào cỏ này dùng tiện lắm. Đây, đấy, nó có những phần móng vuốt bằng nhựa này. Đấy, các bác bới đất cào cỏ nhá, tiện dụng vô cùng luôn. Bọc cao su non bên ngoài chống xước tay xước chân, dùng thoải mái cho em đi. Đấy, các bác đi cả đôi vào. Đấy, làm vườn làm tường. Dòng này nó co giãn nhá, nên yên tâm là tay to tay nhỏ là các bác đeo hết cho em luôn. Đấy, đeo vừa vặn chắc chắn. Ok. Đó, giá thì hợp lý nữa. Lên mã em sẽ là sản phẩm là bao tay làm vườn nhá. Bộ này thì hiện tại em đang bán giá là đi 30k coi nhá, 30k. Đấy, lên mã em sẽ là bao tay làm vườn. Đấy, bao tay làm vườn nhá. Giá sẽ là 30k một đôi bao tay làm vườn này, 30.000 đô này. Tiếp theo thì em lên luôn các bác mã hàng đó là cái bộ vòi hai góc này, để về các bác lắp vào cái bồn chậu rửa mặt coi nhá. Lắp, nhớ cho em là lắp vào bồn chậu rửa mặt để các bác dùng để rửa mặt. Rồi là sử dụng hai lắp, con này nó là dòng vòi hai góc thông minh thế hệ mới, thì đi kèm là những cái phần gioăng phụ kiện đi kèm. Đấy, đi đây em quay cái vòi chính đây, đây một con vòi chính này, đó, nó có thể là mở ra này, gập vào này, đấy, rồi là nó xoay, rồi là nó lái các kiểu, và nó có là chỉnh các chế độ nước đây cho em, rất ok. Đấy, con này thông minh lắm, chất liệu của nó là bằng nhựa nhá, nói luôn các bác là bằng nhựa, mạ inox, không đến nơi các bác bảo tưởng là inox nhưng không phải nhá, nó bằng nhựa, đấy, chất liệu là bằng nhựa, đó, nhựa mạ inox nhá, rồi. Sản phẩm này hiện tại em đang bán giá sẽ là đi 50k. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là vòi hai góc nhá, vòi hai góc này, vòi hai góc. Đấy, giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi hai góc này, 50.000 bộ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về video này, dùng hay lắm. Đó, về các bác lắp vào cái chậu rửa mặt cho mình nhá. Đó, lắp đặt nó vào. Đấy, sau đó các bác điều chỉnh các góc độ này của nước này, điều chỉnh các chế độ nước này, đa di năng luôn, dùng hay lắm, lắp đa lắp léo các kiểu nhau luôn nhá. Đấy, mua về sử dụng và trải nghiệm. Đấy, dùng hay lắm. Đó, 50k một bộ nhá. Lên mã em sẽ sẩm là vòi, bộ vòi hai góc, đầy đủ các phụ kiện các thứ bên trong đi kèm. Giá sẽ là 50k một cái bộ vòi hai góc đó nhá, 50k một bộ này. Bao tay lái xe thì hàng mới shop tiếp tục về để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ là bao tay lái xe. Giá này em đang bán một cái đôi bao tay lái xe là 50k. Đấy, các bác đi mùa hè thì chống nóng, mùa đông thì giữ ấm. Ok lắm, dùng đa năng luôn. Ở cái phần bao tay này thì nó sẽ có cái phần là cái bọc cao su chống trượt để các bác có thể là thoải mái lái xe và không lo nó thì trơn trượt nhá. Đây, đi rất là vừa vặn luôn này. Đó, đi rất vừa. Vừa mà nó ôm tay lắm, các bác đi nó ôm tay. Đấy, lái xe cảm giác nó thật tay hơn này. Đấy, có phần cao su chống trơn trượt nhá. Đấy, các bác dùng để lái xe lái cộ cho em rất ok. Chống nóng này, rồi là chống nắng, đấy, đỡ cháy ra tay, rồi là các bác đi mùa đông thì giữ ấm, rất ok. Giá tại em đang bán một cái đôi bao tay lái xe này là đi 50k một đôi nhá. Lên mã em sẽ là bao tay lái xe. Bao tay lái xe này, đấy, giá sẽ là 50k. 50k một cái đôi bao tay lái xe nhá, 50k một đôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ chuyển đổi khoan này cưa. Đấy, nhà bác nào mà có hiện tại đang có máy khoan rồi mà các bác muốn từ khoan thành cưa để các bác có thể là cưa cành, cưa cây, rồi là các bác cưa gỗ như kiểu là một cái chiếc cưa lọng, thì các bác mua cái này về cho em rất ok. Cái bộ này đây, nó là một cái thân chuyển như này, đi kèm là một cái tay nắm, thì về các bác xoáy đây để các bác khi mà bác có lực thì bác cầm lên nó sẽ có lực, nó chắc chắn hơn này. Đấy, và đi kèm cho bác luôn là ba lưỡi cưa nhá, ba lưỡi cưa các kiểu các loại này, ba lưỡi cưa ngắn dài đủ cả luôn này. Đấy, ba lưỡi cưa nhá. Thì đây em sẽ lấy một lưỡi bất kỳ, các bác lắp vào thì các bác gạt xem cái phần gạt cái này. Đấy, sau đó các bác đút vào. Đấy, các bác cầm, các bác gạt, sau đó các bác đút vào nhá. Đây, đấy, các bác gạt này, các bác đút vào này. Đấy, đút sâu vào, sau đó các bác thả tay ra, tự động nó sẽ vào lẫy nhá.
tự động sẽ vào lẫy đó, tự động vào lẫy, và bắt đầu khi mà các bác lắp vào máy khoan thì nó sẽ như kiểu là cái dạng tĩnh tiến đó, các bác nhìn này. Đấy, như kiểu là tĩnh tiến em đang quay này, như kiểu là tĩnh tiến thì nó sẽ cưa gỗ, cưa ghiếc các thứ rất là ngọt ngào luôn, chuyển từ khoan thành cưa nhá. Đấy, có cả tay cầm tay nắm đi kèm, báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ chuyển đổi khoan thành cưa, bộ này bữa trước bên em đang bán là đi 150k, hôm nay bên em cũng xả kho bán nhanh luôn. Bộ khoan thành cưa này, khoan thành cưa 150k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn là 80.000, một cái giá rất là sốc để các bác dễ mua nhá. Bộ chuyển đổi khoan thành cưa đấy, 150k giảm còn 80k một bộ nhá, giá siêu tốt, siêu dễ mua luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này đây. Máy khoan cầm tay chả nhẽ chỉ công việc ăn và bác tháo vít thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại, biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cắt rất ngon nhá. Đó, các bác cắt cả những cái đường xéo xéo này, rất ok này. Đó, rồi, lên mã em sẽ có bộ chuyển đổi máy khoan thành cưa, giá 150k, đang giảm còn 80.000 một bộ nhá. 80k một bộ, giá rất dễ mua luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy trà bếp này. Lên mã em sẽ là máy trà bếp, con này thì các bác dùng để vệ sinh trà bếp, khu vực nhà bếp, các thứ rồi. Rồi các bác những cái đồ này các bác cần trà, các trà, dùng rất là tiện nha đây. Con sản phẩm thì sẽ gồm có cho bác là thân máy này. Đấy, thân máy, đi kèm là những cái đầu trà, nó sẽ có đầu cước rồi là một cái đầu trà nha. Đấy, đầu cái đầu này để các bác dính treo tường. Đó, con đây. Đây là hai cái đầu trà chính này. Thì khi mà sử dụng thì các bác rất là dễ dùng thôi. Các bác bật máy này. Đấy, máy chạy nha, thì các bác trà, các bác dùng để các bác trà. Đấy, các bác cứ gì sát vào để các bác trà, trà xong trà nồi, trà chỗ nào các bác cần trà nhá. Đấy, sau khi các bác trà xong thì các bác ví dụ là các bác có muốn đánh bóng thì các bác lắp cái đầu này vào. Cái đầu này như kiểu là cái đầu đánh bóng nhá. Thì các bác ví dụ có ít cái những cái đồ đánh bóng các bác dưới đây để các bác đánh bóng lên. Đấy, dùng rất ok nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe, rất là êm nhá. Đó, thay đổi thao tác, thay đầu nó cũng rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy đây, rất ok cho em luôn. Đấy, cực kỳ hay nhá. Máy trà bếp. Và cái sản phẩm này thì đây, đi kèm luôn các bác là một cái cọng dây cáp sạc này. Một cái cọng dây cáp sạc, nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện DC 5V. Thì khi mà hết pin thì các bác lại tháo và nắp ít ra. Sau đó là các bác cắm sạc vào cái ổ này, vào cái chân này. Đấy là các bác cắm sạc cho máy, có thế thôi. Dùng rất ok nhá. Dùng cực kỳ dễ dùng và rất là tiện. Trà bếp, trà đồ, các thứ đó sạch sẽ, ngon lành nhá. Đỡ phải đánh chứ nó vất vả. Các bác dùng máy này rất là nhàn. Rồi lên mã em sẽ sẩm là máy trà bếp này. Máy trà bếp. Máy trà bếp hiện tại em đang bán giá sẽ là đi 100k một chiếc nhá. 100.000 cho con máy trà bếp nhá. 100.000 một con. Dùng rất là tiện luôn đấy. Đây các bác cùng xem thực tế video về cái sản phẩm này, các bác cùng xem này. Đây. Chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chỉ cần dùng máy cọ rửa điện đa năng di chuyển nhẹ nhàng là đã có thể đánh bay mọi vết bẩn ở bếp. Đó, sản phẩm có đến 3 đầu cọ rất ok. Đấy, có thể cọ xong rồi ok luôn nhá. Bám bên đầu, vệ sinh xong nồi hay bồn rửa một cách nhanh chóng. Sản phẩm giúp việc nhà trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Vệ sinh bếp gas chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Trà rất là dễ dàng sử dụng nhá. Cọ rửa điện đa năng di chuyển nhẹ nhàng. Trà đồ, trà đạc, trà bếp ga, rồi trà bàn bếp, trà xong nồi, trà chậu rửa mặt các kiểu em luôn. Rất ok, dễ dùng, dễ sử dụng, trà cả dép luôn này. Giá thì vô cùng tốt, 100k một chiếc máy trà bếp nhá. Nên mẹ em sẽ làm máy trà bếp 100k. Thuốc bôi bọ cạp trị đau xương khớp này, đau nhức mỏi cơ bắp người ngậm này rất ok. Đặc biệt là dành cho người già rất ok nhá. Sản phẩm thuốc bôi bọ cạp chiết xuất từ thành phần từ rắn này cũng như là bọ cạp này. Đấy, một típ này là 20g nhá. Về bác nào mà đang đau nhức xương khớp người ngậm thì bác dùng cái này bác bôi rất ok nhá. Nó là dạng kem bôi, dạng kem típ nha. Một típ là 20g. Đấy, thuốc bôi bọ cạp nhá, trị đau nhức xương khớp người ngậm. Giá hiện tại bên em đang bán là đi 30k nhá. Đấy. À 30k, nên mã em sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp. Đấy, thuốc bôi bọ cạp. Một típ là 20g, giá sẽ là 30k một típ nhá. 30.000 một cái típ thuốc bôi bọ cạp này, bôi rất là nhạy nhá. Cái này em bán nhiều, dùng hay lắm. Tiếp tục về lô hàng đó là cái đèn pin độ đầu cảm biến. Lên mã em sẽ cái đèn pin độ đầu cảm biến này. Đèn pin, đèn độ đầu đi, đèn độ đầu cảm biến. Con này nó có chức năng cảm biến rất hay nhá. 140.000 một chiếc, 140k một chiếc đèn pin độ đầu cảm biến như này. Cái sản phẩm này nó là dòng đèn pin đeo đầu các bạn, đèn pin đeo đầu. Thì đây, hàng nguyên hộp này, giấy tờ các thứ này. Đi kèm là cả cái cọng dây cáp sạc luôn. Thì đây, bộ sản phẩm này sẽ gồm có các bác là một cái thân đèn và đi kèm là một cái cọng cáp sạc nha. Thì con này nó là dòng đèn pin đội đầu nhá, dùng rất là tiện.
dây đeo đầu co giãn 4 chiều, đeo rất là ôm đầu luôn nhá. Đấy, và cái phần đèn này có thể điều chỉnh gập giữa các kiểu này. Đó, rất ok. Và đây là cái phần công tắc để bác bật đèn. Con này sẽ bật đèn này, 1 này, 2 này, 3 này, 3 chế độ cơ bản cũng chữ đèn pin nhá. Và các bác muốn chuyển sang chế độ cảm biến thì các bác bấm nút wifi cho, bấm nút wifi này. Đấy thì nó sẽ tự động nó chuyển sang chế độ cảm biến nhá. Thì đây các bác nhìn này. Đấy. Vẫy tay cái đèn tắt này. Vẫy tay cái đèn nó mở này. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đó thấy không? Đấy, chức năng cảm biến nhá, rất là nhạy luôn. Đấy, chỉ cần một thao tác là các em vẫy tay này. Vẫy tay này. Đấy, vẫy tay này. Vẫy tay này. Đó, dùng rất ok nhá. Đó, rất ok nhá. Rồi, lên mã sẽ là sản phẩm là đèn pin đồ đầu cảm biến. Đó, 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Cái sản phẩm này nó còn có cả chỉnh pha đấy, chỉnh pha đây em sẽ chỉnh pha bác nhá. Con này có thể là chỉnh pha thu vào này. Chỉnh pha rộng ra này. Đấy, chỉnh pha rộng ra, có nhìn cái phần vòng xoay này thì các bác điều chỉnh pha bằng cái thao tác là các bác xoáy cái vòng đầu cho em này, xoáy cái vòng này. Đấy, nó có từng lớp một này, các bác cứ xoáy. Đấy, xoáy làm sao nó các bác cảm thấy nó phù hợp, các bác dùng nó phù hợp thì các bác dừng lại. Đấy, còn không thì các bác cứ xoáy nhá. Đấy, xoáy hết cỡ thôi. Đấy, sau đó các bác lại xoáy ngược lại cho. Đó, rất ok. Cái phần đầu đèn này của nó thiết kế là dạng nhôm nhá, nên nó tản nhiệt rất là tốt. Đây còn đây, phần chip LED, sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá, các bác nhìn này. Đèn này em zoom này, sáng trắng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, thấy không? Sáng trắng này, các bác biết là chất lượng đèn nó sáng nhiều. Đèn sáng vô cùng luôn và soi rất là xa nhá, và có thể là chỉnh pha rộng pha hẹp vào, dùng rất là hay. À, đây là một cái hay nữa là khi mà các bác sử dụng, các bác bật đèn lên thì nó sẽ báo luôn về cái phần trăm pin để các bác có thể chủ động này, 25 50 75 100 này, để các bác chủ động các bác sạc pin. Và một cái hay nữa là con này nó có thể làm sạc dự phòng cho điện thoại. Thì đây nó sẽ có là hai cổng này, một cái cổng sạc vào, thì đây cái cổng nhỏ là cái cổng sạc vào nhá, cổng nhỏ là cổng sạc vào, thì đây các bác cắm ở đây để các bác sạc pin cho đèn này. Đấy, có ví dụ còn khi mà điện thoại có hết pin, điện thoại hết pin thì các bác có thể là cắm vào cái chân USB này để các bác sạc pin cho điện thoại, hoặc là sử dụng cái này làm một cái con sạc dự phòng để các bác sạc pin cho những cái đồ cần sạc các bác nhá, dùng rất là hay luôn. Đó, lên mã em sẽ là đèn pin độ đầu cảm biến đa chức năng này, vẫy tay cảm biến này, rồi là điều chỉnh pha này, chip LED siêu sáng này, soi xa soi gần, cũng như là sạc dự phòng này, tích điện này, đa năng nhá, dùng rất ok luôn. Đèn pin độ đầu cảm biến 140.000 một cây nhá, 140k một cây đèn pin độ đầu cảm biến nhá. Tiếp tục về mã hàng, đó là cái đôi bao tay lái xe. Lên mã em sẽ là bao tay lái xe nhá. Cái sản phẩm bao tay này dùng rất là hay, các bác mua về mình đi xe đi cộ này. Đấy, bác nào về hay phải sử dụng đi xe lái xe ngoài trời, các bác dùng để chống nắng này, rồi là ví dụ như là các bác mùa đông các bác giữ ấm cho em, rất ok. Đôi bao tay đi rất là vừa vặn và rất là đẹp. Con này thì các bác yên tâm là có thể tự tin lái xe, vì cái phần bàn tay là nó sẽ chám một lớp cao su chống cho trượt, nên có yên tâm là con này các bác đeo vào mà các bác vẫn có thể lái xe vẫn rất là thật tay nhá. Đây em sẽ đeo nó xem này. Đấy, đeo rất là vừa vặn này. Đấy, ngón nào ngón đấy này. Phần này có phần cao su chống trơn trượt này, các bác cầm tay lái mà không lo trơn nhá. Đấy, rất ok. Cái phần đầu tay này đều có một cái lớp này để khi bác sử dụng những điện thoại thông minh là các bác vẫn có thể ấn cảm ứng được nhá, ấn cảm ứng được luôn. Đấy, cho các bác hay phải đi phượt này, các bác đi xe ôm, các bác phải hay lao động ngoài trời chống nắng, rồi là giữ lạnh, chống nóng chống lạnh rất ok. Nói chung là đa năng lắm, đa năng mà đẹp. Con đôi bao tay rất là đẹp, chắc chắn, xịn sò, giá thì tốt. Giá thì hiện tại em đang bán một cái đôi bao tay lái xe này là 50k nhá. Lên mã em sẽ là bao tay lái xe. Bao tay lái xe này. Giá sẽ là 50k cho một cái đôi bao tay lái xe nhá. 50.000 một đôi thôi, giá rất là hợp lý. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi thể thao. Lên mã em sẽ là túi thể thao này. Báo giá bác luôn. Giá hiện tại em đang bán là 30k nhá. Túi thể thao 30k một cái túi thể thao nha. Bác nào hiện tại đang đi tập thể dục này, chơi thể thao các thứ rồi, mà các bác dùng những cái các bác tay các bác phải cầm điện thoại các thứ là đôi khi nó rất là phức tạp. Đấy, chạy nó cũng mất sức, thì các bác mua ngay cho em một cái túi này về. Các bác khi mà các bác chạy hoặc là các bác tập thể dục thể thao thì các bác cho em những cái điện thoại này, rồi những cái đồ cần thiết mình mang đi, chìa khóa này, tiền này, các bác bỏ vào đây. Sau đó là các bác đeo vào hông nhá. Đây là ở đây nó có phần dây này. Các bác đeo qua hông thì cái phần dây này nó sẽ điều chỉnh được về cái độ rộng dài, cũng như là cái dây này nó là dây thun nên nó sẽ co giãn 4 chiều khi mà các bác đeo vào, nó rất là ôm vào cái phần eo của bác, và các bác có thể là chạy nhảy tập thể dục thể thao thoải mái mà không lo nó bị rơi đồ. Đấy. Bên cạnh những cái bên ngăn này nữa thì nó có một cái ngăn để các bác có thể đựng chai nước này. Đấy, một cái ngăn này các bác đựng chai nước, các bác xỏ chai nước đây, nó có một cái phần dây đỡ này. Và một cái bên hông này nữa là các bác ví dụ có thể đựng những cái đồ nhỏ lặt vặt như dây chuyền thời trang, rồi là nhẫn nhiếc, rồi là chìa khóa được bỏ đây, cũng rất ok nhá. Đó, túi thể thao đeo vào cực kỳ hay chất lượng, và nói chung là giúp ít
giúp ích trong cái công việc mà các bác tập thể dục thể thao đấy, rất ok. Giá thì hợp lý, 30k một túi thể thao nhá, túi thể thao 30k. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, các bác có thể là đeo qua hông này. Đấy, thấy không, đeo qua hông nhá. Các bác để đồ điện thoại trước này. Rồi là tiền nong các bác dùng để các bác chạy bộ này. Đấy, dắt chìa khóa này. Rồi là các đồ các kiểu nhá, đựng chai nước dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, mang đi tập thể dục thể thao, mang đi chơi, mang đi du lịch cũng rất là tiện. Đó, đa năng các bác nhá. Đây thấy không? Đấy, đeo này, nhìn đẹp không? Quá ok luôn nhá. Đấy, đeo qua hông cái này, xoay về trước này. Đấy, các bác để đồ này đạp qua đây nhá. Dùng tiện lắm, dùng thích lắm. Đó, dùng quá ok cho em một cái con sản phẩm, cái con túi thể thao luôn, dùng rất là hay nhá. Đó, đây con nhìn này. Là một thực tế nhá. Đó, để điện thoại này, để tiền này, để đồ linh tinh này. Đấy, bên này còn để được cả chai nước luôn nhá. Đấy, chạy thoải mái mà không lo nó bị rơi đồ đạc linh tinh. 30k cho một chiếc túi thể thao nhá, 30.000 một chiếc. Tiếp tục lại về cái siêu phẩm, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Lên mãi em sẽ cái bộ khẩu 12 chi tiết này, bộ khẩu cho các bác mua về sửa chữa xe máy, xe đạp, xe đồ các thứ rồi, dùng rất ok. Xoáy các kiểu các loại nhá, rất là hay luôn. Bộ sản phẩm hàng chuẩn chính hãng của thương hiệu Filter. Đấy, thương hiệu Filter. Hàng chuẩn chính hãng luôn nhá. Đây là yên tâm. Về chất lượng dùng quá ok luôn, và tại vì em đang bán rất là nhiều rồi. Đấy, bán số lượng thì chắc phải khoảng tầm vài nghìn bộ sản phẩm này. Đây có nhìn từ những cái phần đầu khẩu này, làm cực kỳ đẹp, sắc nét nhá. Đấy, và làm rất là cẩn thận luôn. Logo dập từng cái một luôn này. Thì nó sẽ gồm có bác là 10 đầu khẩu này. Đi kèm là một cái tay lắc 1/2 có đảo chiều xoáy nhanh và một cái thanh nối dài. Đầu khẩu này các bác yên tâm là về các bác cứ xoáy cho em. Đấy, bên em sẽ bảo hành bác xoáy bao xài bao bền, cũng như là ví dụ là nó có bị bật do ngay là nó bị tuyết đầu, tuyết lõi này, thì cứ yên tâm là bên em sẽ đổ trả bác luôn. Riêng hàng này yên tâm là thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp luôn, các bác xoáy cho em thoải mái đi. Đó, tay lắc 1/2 có phần ốp cao su chống trượt này, có đảo chiều xoáy nhanh cho em luôn. Đấy, đảo chiều xoáy nhanh, một cái thanh nối dài nhá, một cái thanh nối dài. Đó, các bác khớp vào này. Đấy, rất ok. Đấy, và mình có thể là nối dài ra, đây em sẽ lấy cho bác xem một cái đầu này. Đấy, thép CRV nhá, cực kỳ đẹp luôn. Có thấy không? Đẹp dã man luôn đấy. Đấy, con này là con to nhất, con này mã của nó là 24. Con này là con 24 nhá. Đó, các bác khớp vào. Khớp lại vào nhá. Đó, xoáy quá ok cho em luôn. Đấy, xoáy đồ, xoáy đạc, xoáy xe máy, xe đồ các thứ ra. Có đảo chiều xoáy nhanh nhanh luôn nhá. Có nhá. Rất ok luôn. Đó. Quá ok trong con sản phẩm này, dùng rất là hay nhá. Rồi lên mãi em sẽ cái bộ sản phẩm là cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi 10 cái đầu khẩu từ 8 đến 24, 8 10 12 13 14 15 17 19 22 24 này. 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Đi kèm là một cái tay lắc 1/2 cũng như là một cái thanh nối dài các bác nhá, một cái thanh nối dài. Tổng thì sẽ có cho bác là 12 chi tiết đúng như trên hình và trên video các bác đang xem đây. Đó, nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra cho em luôn. Hàng chuẩn tính hãng của Filter nên là rất là xịn, đẹp, chất lượng nha. Hàng hãng nên là yên tâm về chất lượng rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Mà giá của nó hợp lý lắm. Giá hiện tại vì em đang bán một cái bộ khẩu 12 chi tiết này, đang bán giá sẽ là 170k bộ nhá. Khẩu 12 170.000 một cái bộ khẩu 12 chi tiết này, 170k, một cái mức giá để các bác rất là dễ mua luôn. Giá chỉ 170k thôi. Giá vô cùng tốt nhá. Đấy, các bác mua đâu được cái bộ khẩu đẹp như này, chất lượng nhỉ, mà giá chỉ 170k thôi. Mua về các bác xoáy đồ đạc các thứ gia đình nhà mình. Anh em thợ thuyền xoáy quá ok luôn đấy, 170k nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái cây chổi cọ đen này. Đấy, cái sản phẩm rất là mới nhá. Báo giá bác luôn. Hiện tại bên em đang bán một cái cây chổi cọ đen này là 15k một cây nhá. 15k một cái cây chổi cọ đen này. Thì đây nó là như kiểu một cái dạng cái cây bàn chải đánh răng ấy, nhưng mà nó là bên em lên mã gọi là chổi cọ đen cho nó đỡ nhầm nhá, hoặc là chổi đen được, chổi cọ đen. Thì nó là một cái dạng chổi nhỏ nhỏ nha. Thì đặc biệt là ví dụ như là dùng các bác cọ những cái phần khe kẽ, những cái phần chỗ nhỏ để các bác luồn lách, các bác cọ này. Đấy, rất là hay. Đấy, các bác cọ rửa rất là sạch sẽ con này nhá. Rất ok. Giá thì siêu tốt 15.000 một chiếc nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này. Đấy, xem nó nhiều nhá. Đây các bác cùng xem này. Đây, đấy, nó dùng để cọ rửa những cái khe kẽ này. Đấy, ví dụ như là bồn rửa bát này, rồi là vòi nước, khe kẽ, mọi chỗ ngóc ngách mà những cái bàn chải to mà cọ vào rất là vướng, nhưng dùng con này các bác cọ rất là tiện nhá. Đấy, cọ khe cửa này, khe cửa sổ, khe cửa trên, cửa dưới này. Đấy, rồi là những cái phần ngóc ngách, những cái lỗ nhỏ li ti mình không thể là
dùng cái gì được, chỉ có dùng những cái cây chổi cọ này thôi, cọ nó sẽ cọ một cách dễ dàng hơn nhá. Đấy, khe kẽ này, khe lồng máy giặt này, các kiểu em luôn. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là những cái quạt điện này các bác dùng cái này, bác cọ cũng rất là ngon này. Đấy, dùng cái này các bác quét, các bác cọ này. Đấy, đa năng luôn các nhá, dùng rất ok luôn. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 23 cm, có nhá, 23 cm, dùng rất ok. Lên mã em sẽ là cái cây chổi cọ này, cây chổi cọ đen. Chổi cọ đen này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá, chổi cọ đen giá 15k một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo nay bên shop có về ví cái mã hàng đó là cái băng gâu, cái băng gâu y tế. Cái băng gâu này ví dụ các bác dán lên cái phần vết thương hoặc các bác làm lụng hay bị đứt tay, các bác dùng cái này các bác dán này. Một hộp này là 100 miếng nhá, 100 miếng và nó sẽ có là các loại kích cỡ khác, hình dạng khác nhau. Thì đây, nó sẽ có là những cái loại nhỏ nhỏ như này này. Đấy, rồi là có những cả những cái như là hình tròn này, như này là hình tròn này, đây như cái này là hình tròn này. Đấy, hình tròn nhé các nhá, hình tròn. Đấy, hình tròn, giờ là hình chữ nhật dài dài, hình vuông to, vuông nhỏ này. Đấy, vuông to nhỏ dùng rất ok. Cái sản phẩm này dính rất là dính nhá các bác nhá, cực kỳ dính luôn. Nó không như những cái dòng sản phẩm các bác mua thị trường, những cái dòng sản phẩm truyền thống, nhưng con này dính siêu dính. Đấy, siêu dính. Đây nha, em bóc thử bác xem cái này, dính lắm. Con này dính dã man, nó không như những cái dòng mà các bác dùng ở nhà, các bác mua ở bình thường cửa hàng ấy, nó không dính đâu, nhưng con này dính siêu dính luôn. Cái loại này mà bác cứ ví dụ đi lại và các bác ví dụ dám vào tay mà các bác tập một lúc là bắt đầu là nó bong ra, là nó sẽ ấy ngay, nó sẽ bong ra ngay. Như con này siêu dính luôn, cái phần băng keo nó dính dã man luôn đấy. Em bữa trước dính con này em biết rồi. Đấy, dính kinh khủng luôn. Đấy, đây như là những cái tay các bác đau đứt này, các bác dính vào này. Đấy, dính kinh khủng khiếp luôn đấy. Con này thì các bác cứ cho các bác hoạt động chạy nhảy cho em thoải mái mà không lo nó bị bong nhá. Đấy, không như cái dòng bình thường các bác mua thị trường, các bác dính mà khoảng tầm ví dụ như là tiếng, mà ví dụ thời tiết nó nóng ra mồ hôi cá là bắt đầu nó bong ra ngay, bong ra nhanh lắm. Thì con này nó ôm cực kỳ chặt mà cái băng keo nó kinh khủng khiếp luôn, nó dính dã man luôn đấy. Đó, đây mấy anh em sẽ là cái băng gâu y tế nhá. Đấy, băng gâu y tế, một cái hộp này là 100 miếng như này, 100 miếng và nó có 4 loại kích cỡ nhà nhau, hình tròn này, hình dài dài nhỏ này, hình dài dài to này, và một cái hình nhỏ nhỏ này em đang dán này. Đấy, giá sẽ là đi 20k nhá, băng gâu y tế 20k coi nhá, băng gâu y tế 20k một cái hộp 100 miếng nha, về dán thoải mái luôn. Các bác ra ngoài thị trường mà các bác mua ví dụ một hộp như này mà nó chỉ có một cỡ không thôi, nó chỉ có một cỡ không mà nó có nhiều cỡ đâu, không nhiều cỡ mà nhiều hình dạng kích thước như này đâu, mà cũng phải rơi khoảng tầm 25 cho đến 40.000 hộp rồi. Đấy, bên em bán là chỉ có 20.000 thôi, mà lại còn có đầy đủ các loại kích cỡ, hình dáng khác nhau để cho các bác dán mọi vị trí cũng như là mọi loại vết thương. Đấy, nói chung là đặc biệt là các bác dùng cho cả gia đình nhà mình, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn nhé. Đấy, vì nó các kích thước hình dạng khác nhau mà, cho mọi người, mọi người mọi nhà. Đấy, băng gâu y tế 20.000 hộp, một hộp 100 miếng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khay úp cốc mạ vàng này. Đấy, tiếp tục hàng lại về một cái lô khay úp cốc mạ vàng, hàng rất là đẹp luôn đấy nhá, hàng siêu đẹp luôn, siêu nét, siêu đẹp, rất ok đấy bác này. Đây, một chiếc khay úp cốc mạ vàng lung xà linh luôn nhá. Đấy, mạ vàng cực kỳ đẹp chất lượng này, và đi kèm luôn cho bác là một cái đế nha. Đấy, một cái đế để khi mà các bác úp cốc mà nó có ráo nước là nó sẽ, cái khay nó sẽ chứa nước luôn, chứa những cái nước thừa vào. Đấy, các bác rửa ráy cốc chén hoặc là uống nước xong mình có khay này mình úp cốc cho nó sạch sẽ, khô ráo cốc này. Đấy, và thứ hai là cái sản phẩm này nó có thể là di động. Đấy, các bác nhìn này, các bác có thể xách mang đi mang lại từ phòng khách xuống phòng bếp, từ phòng bếp lên trên tầng, nói chung là di động đa năng và rất là đẹp, nhìn các bác nhá, nhìn sang trọng lịch sự, nhìn rất là quý tộc luôn. Giá thì hiện tại đang bán rất là tốt. Giá tại em đang bán một cái khay úp cốc mạ vàng này sẽ là 90.000 một khay nhá, 90k một cái khay úp cốc mạ vàng nha, rất ok. Một khay này sẽ úp được là 2, 4, 6 cốc nhá, 6 cái cốc, và cốc sâu cốc dài là vẫn có thể úp được thoải mái luôn. Đấy, đây các bác cùng xem cái sản phẩm như em đang dùng đây. Cái này em đang dùng khoảng tầm là hơn một năm nay các bác nhìn, nhưng mà nó vẫn còn giữ màu sơn các thứ vẫn rất là đẹp nhá. Đấy, không có xỉn hay là gì nhào cả, cực kỳ đẹp, mạ vàng vẫn rất là sáng luôn này. Đấy, các bác dùng để úp cốc, úp kiếp rất là tiện luôn. Đấy, cốc lúc nào cũng khô ráo, sạch sẽ, ngon lành nhá. Úp cốc thủy tinh, cốc ngựa cho em ok luôn nhá, 90k nhá. Lên lại em sẽ cái sản phẩm là khay úp cốc 90.000 một khay. Đấy, mạ vàng cực kỳ đẹp, đi kèm cả một cái đế nhựa này, có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thuốc diệt rong rêu. Lên lại em sẽ cái thuốc diệt rong rêu này. Đấy, một cái túi này là 500g, chuyên diệt rong sân nền, rong sân này, nền xi măng này, diệt là mốc trần này, tường nhà này,
Hướng dẫn sử dụng thì các bác pha cái này với 500g thuốc với 5 lít nước nhá. Quậy tan tưới lên bề mặt có rong, dùng chổi quét tới có lui cho rong thấm. Đấy, các bác dùng chổi để các bác quét để cho nó ngấm thuốc hơn, để cho nó bong cái chân rêu lên nhá. Đấy, nó sẽ sạch hơn. Để yên 5 phút sau đó dùng chổi quét lại và các bác rửa sạch. Đấy, rửa sạch để các bác dùng nước mạnh xịt càng tốt để nó bong hết cái chân rêu ra. Đấy, dùng rất ok nhá. Sản phẩm này từ nọ em bán rất là nhiều. Giá hiện tại đang rất là tốt. Nên mã thì em sẽ là thuốc diệt rong rêu. Đấy, thuốc diệt rong rêu này. Giá sẽ là đi 40k một túi nhá. 40k một túi, một túi là 500g, nửa cân thôi nhá. Đấy, 4 cho một túi là 40k. Đấy, 5 pha với 5 lít nước và bác rửa một sân thoải mái luôn thôi nhá. Đấy, và dòng đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Như là các bác dùng cái bóng mà nó có đuôi xoáy này, các bác xoáy là ok này. Đấy, đuôi xoáy. Và ở cái phần đuôi đèn nó sẽ thích hợp luôn là một cái công tắc để các bác có thể bật tắt này. Đấy, bật tắt ở luôn công tắc luôn. À, ở phần đuôi đèn luôn. Và cái phần dây này nó sẽ là bọc một cái như kiểu là cái thanh lò xo, cái thanh dẻo này, thì mình có thể là bẻ các góc này. Đấy, bẻ các góc nhá. Con này như kiểu là một cái đuôi đèn di động, các bác có thể mang đi mang lại mọi chỗ mọi nơi. Đấy, nhẫn là cái chỗ này nó có điện là các bác có thể cắm vào để mình có thể thắp sáng. Đấy, phần đầu này cực kỳ chắc chắn con này luôn. Cái này em đang dùng mà dùng rất ok, em dùng khoảng tầm hơn năm rồi, dùng rất ok, dùng tiện lắm. Đôi khi là mình có những cái chỗ mà mình cần thắp sáng để mình cần làm việc xử lý công việc luôn thì mình cứ thế này mình cắm trực tiếp vào điện là bắt đầu là để mình để thắp sáng rất ok nhá. Đó, rồi lên mãi giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này, giá một chiếc đuôi đèn lò xo này giá sẽ là đi 40.000 một chiếc nhá, một cái mức giá để có rất là dễ mua này. Đuôi đèn lò xo nhá, đuôi đèn lò xo. Đấy, 40k một chiếc đuôi đèn lò xo nhá, 40.000 một chiếc, dùng rất là hay đấy, có tích hợp cả công tắc bật tắt luôn. Đây em sẽ test cho bác xem về cái thực tế về cái sản phẩm này. Đây các nhá, đây các bác ơi, ở đây nó có sách tích hợp là cái công tắc này, các bác có thể bật tắt bằng cái công tắc này rất là tiện này. Đấy, rồi là các bác có thể là gập này, gập bẻ cong đi này. Đấy, rồi là mình có thể là bẻ lại rất ok. Cái phần đuôi của nó rất là hay nhá, thiết kế cực kỳ là thông minh đấy. Nó gọi là đuôi đèn lò xo, có thể là bẻ gập các kiểu cho em để điều chỉnh nó sáng các hướng này. Đó, rồi, đuôi đèn lò xo giá sẽ là 40.000 cho một chiếc nhá. 40k một chiếc đuôi đèn lò xo nha. Đó, ngoài ra thì em cũng lên luôn bác một số cái mã bóng đèn hiện tại em đang phân phối này. Đó, thì hiện tại em đang có các mã như sau. Một mã 20W này, 20W. Mã 30 này, 30. Đó, 30W này. Và một mã là 40W này, 40W. Và cái loại nhỏ nhất bên em đang bán là cái mã 3W nhá. Thì đây em sẽ đi quay bác luôn. Cái con 3W này em vừa thắp sáng cho bác xem đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là đi 3W nhá. Đấy, công suất nó là 3W này. Nó sử dụng dòng chip led siêu sáng với rất là tiết kiệm điện. Đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, toàn bộ là dòng chip led siêu sáng nhá. Con này thì cái công suất 3W này rất là phù hợp, ví dụ các bác dùng làm đèn ngủ này, hoặc các bác thắp sáng ở phần đầu cổng này, phần đường đi đối lại này, ánh sáng vừa đủ, không sáng quá mà cũng không tối quá nhá. Và nó rất là tiết kiệm và công suất nó tiêu thụ nó chỉ có 3W thôi, nó tiết kiệm điện lắm. Đấy, không bị tốn quá nhiều chi phí tiền điện nhá. Giá hợp lý nữa. Lên mã em sẽ là cái bóng 3W, bóng 3W này tại em đang bán là đi 10.000 một quả nhá. 10k một cái quả bóng 3W này, 10k một quả bóng 3W nhá. Đây là bóng 3W, là bóng nhỏ này. Tiếp theo thì có cái dòng đó là cái dòng bóng 20W này. Đấy, 20W thì cũng là đuôi xoáy và sử dụng chip led siêu sáng này. Con này là con 20W này. Đấy, 20W nhá, 20W. Đó. Cũng rất là sáng nhá. Đấy, bác nào ánh sáng cần ánh sáng kiểu là thấp mình ấy ở phòng ấy thì dùng con này rất ok này. Đấy, gọi là phòng nhỏ dùng con này rất ok. Con này đuôi xoáy, sử dụng dòng chip led siêu sáng tiết kiệm điện này, chống nước mưa, chống bụi và chống côn trùng nhá, dùng rất ok luôn. Đấy, và tuổi thọ cao, tuổi thọ nó lên đến là 30.000 giờ nhá, 30.000 giờ. Đó. Con này thì còn là con 20W. 20W này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là đi 45k nhá, 45k cho một cái quả bóng 20W này. Đấy, 45k quả bóng 20W nhá. Ngoài ra thì có cái mã đó là mã 30W. 30W thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 60k. 60k nhá. Đấy, 60k. Bác nào thích độ sáng một chút, ví dụ các bác lắp vào trong phòng rộng thì làm con 30W này là ok này. Đấy. Ngoài ra thì ví dụ như là các bác nào mà muốn ánh sáng thật sáng hẳn lên. Đấy, và ví dụ như các bác lắp ngoài sân rộng thì mình dùng cho em cái con 40W nha. 40W này hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 75k một quả nhá. 75k một cái quả bóng đèn 40W nha. Đấy, thì hiện tại em đang có các mã như sau. Một mã 20W là đi 45k. Một mã 30W là đi 60k và một mã là 40W là đi 75k nhá. Đấy, thì tùy nhu cầu. Và ngoài ra thì có cái loại bóng nhỏ nhất là loại cái loại bóng 3W. Đấy, bóng 3W thì là 10k nhá, 10k. Đó, thì có các mã như
em đã vừa quay bác xem đó. Đấy, toàn bộ là dòng bóng là bóng màu trắng nhá, bóng màu trắng. Nói chung là bóng này các bác dùng gia đình thì rất là hợp lý, ánh sáng màu trắng dùng gia đình và cái giá cả của nó hợp lý ạ, giá cả hợp lý. Các bác mua cửa hàng các thứ là không bao giờ có cái giá đâu. Đấy, giá này thì nói chung bên em đang gửi bác một cái giá rất là tốt để các bác rất là dễ mua rồi. Đó. Sản phẩm tiếp theo nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là máy hơi. Lên mã em sẽ là máy hơi. Sản phẩm này thì về để cho các bác bơm xe. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, xe ô tô các kiểu các loại quá nhá. Dùng rất là hay luôn. Sản phẩm hàng nguyên hộp này. Đấy, em sẽ đập hộp bác xem luôn nhá. Một con máy hơi dùng rất là hay con ạ. Đây, đóng gói cực kỳ cẩn thận luôn. Hàng này thì hàng của Đài Loan nhá, hàng của Đài Loan, hàng made in Taiwan của Đài Loan ạ. Nhưng mà dùng ok lắm, cái này em bán nhiều mà. Các bác sử dụng phản hồi rất ok. Bơm cực kỳ khỏe và bơm rất là nhanh luôn và rất là tiện. Mình chỉ cần có điện là 220 các bác cắm là các bác dùng cho em ok luôn. Bơm khỏe dã man luôn này, con này là bơm ô tô các thứ là cho em bơm thoải mái luôn nhá. Đấy, bơm ô tô thoải mái luôn này. Đấy, nó như kiểu là một cái con máy hơi. Đấy, nhưng mà nó là con máy hơi thu nhỏ. Thường thường các bác ra ngoài cửa hàng cửa hiệu, những cửa hàng lớn thì máy hơi nó nhìn rất là to, nhưng con này là dạng máy hơi thu nhỏ đi. Đấy, thu nhỏ đi. Hàng thì bên em cam kết 100% hàng lõi đồng nhá, hàng lõi đồng này. Đấy, hàng lõi đồng 100% nhá. Đấy, nhưng yên tâm, hàng chuẩn lõi đồng 100% nên là dùng siêu bền. Đấy. Đây, hàng made in Taiwan. Đó, sử dụng điện AC 220. Bơm tối thiểu là 35 lít trên phút nhá. Cực kỳ khỏe luôn đấy, 35 lít trên phút là rất là khỏe. Con này đây nó sẽ có là một cái nút công tắc bật nguồn và cái nút dơ le điều chỉnh này. Nhưng mà thường thường các bác nên dùng nút này thôi. Nút này thì chứ nó hơi khó dùng. Và đi kèm là một cái nút là một cái đồng hồ để các bác đo cân áp suất nhá. Ở đây là phần buồng hơi buồng máy này. Phần dây nguồn cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây là dây nguồn. Đó. Và đây là cái dây hơi ra. Dây hơi ra được bọc dù chống gập chống gãy làm rất là cẩn thận luôn. Đó, đây dây hơi này, rồi là phần dây bơm này. Đấy, dây bơm để các bác bơm, các bác cạp và các bác bơm. Đấy, nói chung là các bác bơm xe đạp, xe máy, ô tô các kiểu các loại nha. Bây giờ em sẽ cắm cho bác xem nhá, cắm trực tiếp vào điện 220. Đấy, bật đấy, máy bật đấy, máy chạy cực kỳ êm và có yên tâm là cực kỳ khỏe luôn nhá. Con này thì em cũng nói luôn là khi mà các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra, sau đó là các bác cắm máy và test thử giúp em luôn. Đấy, có vấn đề gì bên em xử lý cho luôn nhá, cho nó dễ. Đấy, cắm nhận hàng, cắm vào và test thử, các bác bơm thử luôn. Đấy, bơm luôn cái xe này mình luôn. Đấy, để cho nó rõ ràng. Đấy, có vấn đề gì bên em xử lý luôn. Nhưng mà yên tâm là hàng này thì quá ok rồi, bán cực kỳ nhiều. Đây, em sẽ bật máy bác xem nhá. Bật máy này. Bật máy xong em ép hơi nhá, để các bác nhìn xem cái cân nó lên hay không được các bác biết ngay nhá. Em bật máy ép hơi này. Em ép hơi nhá. Đấy, đây không? Hơi ra cực kỳ khỏe đó nhá. Đây giờ còn một cái mẹo nữa. Giờ đây em đang có một cái túi bóng ở đây này. Em có một cái túi bóng ở đây nhá. Đấy, để xem nó bơm hơi với cái túi bóng xem nó nhào nhá. Đây thì em đẩy hết cái hơi ở trong cái túi bóng ra. Đấy, đây em bơm thử bác xem nhá. Bơm này, bật máy này. Đấy, thấy không? Hơi đẩy ra căng đét luôn này. Đấy. Hơi đẩy ra căng đét luôn nhá. Đó, đây mặc dù cái túi này nó thủng rất là nhiều lỗ này, coi nhìn này, lỗ thủng rất là nhiều này. Nhưng mà hơi đẩy ra rất là nhanh. Đây là bơm dây bóng nhá. Ví dụ đây, túi bóng nó rộng nhá. Chứ còn ví dụ các bác bơm xăm xe thứ là rất là ok. Hoặc là nhà bác nào mà hiện tại đang sửa xe ấy, mình có một cái con này kiểu dạng sửa xe nhỏ lẻ ấy. Sửa xe kiểu là quán nhỏ thôi ấy. Mua máy to thì nó tốn tiền. Đấy, rồi là nó mình đầu tư nhiều quá nó cũng khó. Thì các bác mua một con này giá nó hợp lý ấy. Nó chỉ có 480.000 thôi. Đấy, bỏ ra giúp em 480.000. Đấy, sở hữu xe một cái con máy hơi dùng rất hay. Các bác sử dụng gia đình, anh em sử dụng thợ thuyền mang đi bơm đồ đạc các thứ cũng rất ok nhá. Rồi em báo giá luôn này. Lên mắt em sẽ sản phẩm là máy hơi. Đấy, máy hơi mini. Giá của cái sản phẩm này bữa trước bên em đang bán là 550k đấy. Đấy, bữa trước có bác mua là 550k vì đợt đấy giá nó hơi cao. Bữa này thì bên em đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua luôn. 480.000 cho một chiếc máy hơi này. Rồi anh em bao ship tận nhà luôn. 480k một con máy hơi mini. Đấy, máy hơi mini.
và bao xịt vào nhà đấy, vừa test áp xem thực tế sản phẩm rồi đấy, bơm rồi cũng như là test áp suất các kiểu. Thì sản phẩm này các bác cứ nhận hàng kiểm tra và test thử, cắm trực tiếp vào điện 220 và các bác bơm trực tiếp vào cái lốp xe này mình đấy, xem là nó có lên hơi không là các bác biết ngay thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái nắp cống nhựa nhá. Nên nãy em sẽ là nắp cống nhựa này, một chiếc này như em đang bán là 20k có nhá, 20.000 một bộ nắp cống nhựa dùng rất là hay đó. Thì sản phẩm này rất là thông minh, nó chắn mùi rồi là chắn côn trùng chắn mùi bốc lên nhá. Đấy, rồi là chắn những con côn trùng nó chui lên, dùng rất ok. Đấy, hiệu quả mà giá hợp lý là chỉ có 20.000 thôi. Các bác mua về lắp vào những cái cống như mình. Đấy, mùi miếc nhiều khi là cống để lâu mùi nó bốc lên khó chịu lắm. Thì bác mua cái này về nó chống mùi nó bốc ngược lên rồi là côn trùng nó chui lên. Đấy có nhá, dùng rất ok luôn. Sản phẩm bằng nhựa nên rất là bền bỉ. Giá thì hợp lý nữa. Giá tại em đang bán một cái nắp cống nhựa này là 20k nhá. Lên mã em sẽ là nắp cống nhựa này. Đấy, nắp cống nhựa chống mùi 20.000 cho một chiếc nắp cống nhựa nhá. 20.000 một chiếc, dùng rất ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này. Đây. Tối nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại nắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đó thực tế về sản phẩm nhá, nắp cống nhựa chắn mùi đó, chống côn trùng chui lên, giá sẽ là 20k một cái bộ sản phẩm đầy đủ này. Về các bác chỉ việc lắp vào, sau đó các bác lắp cái cống như mình xong, 20.000 bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là cái bộ bấm móng của Đức, hàng của Quái Linh này, tiếp tục lại về cái lô này, hàng quá xịn luôn và giá thì siêu tốt. Giá hiện tại mình em đang bán một cái bộ bóng Đức M3 này, giá sẽ là đi 120.000 đồng nhá. Lên mã em sẽ cái bộ bóng Đức M3 hàng của thương hiệu Quái Linh này của Đức này, giá sẽ là đi 120k bộ nhá, 120.000 một cái bộ Đức M3 nha, quá xịn luôn. Hàng đựng trong hộp đầy đủ ngon lành, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok. Đây, hàng đầu tiên là một lớp hộp giấy này. Đấy, bên trong nữa là một lớp hộp nhôm này. Đóng gói siêu kỹ. Đấy, và rất là đẹp, hộp nhôm luôn nhá, hộp nhôm luôn. Đấy, tiếp theo thì bên trong giấy tờ thứ này. Rồi là bên trong là 3 chiếc bấm móng nhá, một chiếc bấm móng to này. Đấy, một chiếc to nhá, logo Welling nhá. Đấy. Một chiếc vừa vừa này. Và một chiếc là bấm móng khóe này, bấm kiểu bấm khóe móng các thứ nhá, thì bác dùng như này, nó treo chéo này. Đấy, thì 3 chiếc sắc bén vô cùng, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đấy, hàng của Đức mới yên tâm về chất lượng, dùng ok lắm. Đây. Cái này rất hay là khi mà bác sử dụng, bác chỉ việc là đẩy lên cho em. Đấy, nó sẽ kín vào, và khi mà bác bấm móng là những cái móng tay rơi vào bên trong này. Đấy, nó sẽ bị không bị rơi vãi lên tinh, và lúc nào các bác cắt xong các bác đẩy xuống và các bác bắt đầu đổ ra. Đấy, đổ ra thùng rác nhà mình là xong, dùng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ bóng Đức M3 nhá, hàng rất là đẹp, đựng trong hộp nhôm, ok nha. Đấy, hàng đầy đủ giấy tờ. Giá một cái bộ bóng Đức M3 này giá sẽ là đi 120.000 một bộ nhá. Các bác mua về làm quà, mua về biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Bộ bóng Đức M3 120.000 một bộ. Hàng logo Welling rất là xịn, ngon lành luôn, giá rất là tốt để các bác dễ mua. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác ngoài hàng, đó là cái bộ 6 lọ gia vị này. Lên mã em sẽ cái bộ 6 lọ gia vị nhá. Bộ này sẽ có bác là 6 lọ gia vị trong một cái kệ như này. Về các bác có thể là đựng các loại gia vị như là mắm, muối, mì chính, rồi là các loại hạt này, hạt tiêu, rồi là hạt gia vị vào đây cho em rất ok. Thì đây em sẽ gỡ cho bác xem một hộp nhá, dùng ok lắm, cái này đẹp lắm, dùng đẹp dã man luôn. Các bác để trên bàn bếp nhà mình nhìn nó rất là sang, nhìn đẹp, và thủy tinh rất là dày, con này thủy tinh dày lắm. Đây, đợi chút em gỡ ra cho bác coi nhá, cũng ok đó, đẹp cực kỳ luôn. Và cái này rất là hay là nó có thể là xoay tròn, dùng nhìn phê cực kỳ luôn. Các bác để trong bàn bếp các thứ nhà mình nhìn đẹp lắm, đây có nhìn này. Đấy, xoay tròn luôn cho em nhá, xoay tròn luôn. Đấy, các bác lấy lọ nào thì mình xoay lọ đấy. Và đây, một lọ nó sẽ này, thì các bác xoáy ra để các bác bỏ gia vị vào này. Đấy, sau khi các bác bỏ gia vị xong, các bác xoáy cho nắp này vào. Đấy, và lúc nào các bác muốn lấy gia vị thì các bác xoay cho em, nó sẽ có ba cỡ này, một loại lỗ nhỏ này, một loại lỗ to này, và một cái loại lỗ to hẳn như này. Đấy, để các bác có thể là dốc ra, các bác rắc lên này. Ok, cho muối, cho mì chính, mắm muối, mì chính, các loại hạt vào đây, các bác dùng. Xoay tròn cho em nhé. Con này thì cái phần thân dưới của nó thủy tinh, phần trên này sẽ là toàn bộ nghĩa là inox 304, đẹp cực kỳ luôn, sang lắm, có thể là xách đi xách lại mọi nơi mọi chỗ. Đó, xoay tròn
cực kỳ đẹp, chất lượng xịn sò luôn, rất ok nhá. Đấy, một bộ 6 lọ gia vị nha, bên em đang bán giá sẽ là đi 140k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ 6 lọ gia vị này, bộ 6 lọ gia vị. Bộ 6 lọ gia vị nhá, 6 lọ gia vị. Giá sẽ là 140k thôi. Đấy, 140k. 140k một cái bộ này các bác nhá, 140k bộ này đẹp lắm, dùng hai lắm. Đó, giá chỉ 140 thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn với bác hàng đó là dòng sạc aqui 12V và 24V. Đấy, bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy. Con này là con 24V này, con này là con 12V nhá. Dòng sạc của Foxua. Đấy, rất là nhiều chức năng khác nhau và sạc cực kỳ là ngon luôn. Đây, dòng sạc Foxua của Foxua này. Hàng này thì Foxua công ty sản xuất tại thị trường Trung Quốc nhá, Made in China. Con này thì cái input vào của nó sẽ là 100 cho đến 240V và output ra sẽ là 13.8 đến 15.5V. Max của nó sẽ là 5A nhá, max sẽ là 5A. Và con này thì sạc 12V và sạc bình từ 4Ah cho đến 100Ah các bác nhá. 4Ah đến 100Ah. Con này nói chung các bác sạc bình xe máy là ok này. Đấy, con này sạc bình xe máy rất ngon luôn đấy. Sạc vào rất hay luôn. Và đây có đi kèm là sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm này thì cứ yên tâm đi. Đấy, xuất đi rất là nhiều nước khác nhau, ví dụ như là Anh này, rồi là có Đức này, thị trường của Đức này, thị trường Tây Ban Nha này, của Pháp này, rồi là Italia, có của Russia có nhá. Rất xuất đi rất là nhiều nước, hai mấy nước khác nhau cơ, nên là yên tâm về chất lượng và sản phẩm đi, dùng ok lắm. Nói chung là hàng hãng mà chứ không phải hàng trôi nổi linh tinh gì, hàng hãng. Nhiều bác hỏi là có quạt gió không, yên tâm nhá, có quạt gió, quạt tản nhiệt đầy đủ hết luôn. Đấy, có quạt gió, quạt tản nhiệt đầy đủ hết luôn nhá. Còn đây là rắc nguồn vào, còn đây là hai nguồn ra, sẽ có là hai kẹp này, kẹp âm và kẹp dương để các bác kẹp vào bình các bác sạc nhá. Đấy, dòng sạc aqui 12V nhá, dùng cực kỳ ok luôn, em báo giá luôn nhá. Lên máy em sẽ là cái sản phẩm là bình sạc aqui 12V. Đấy, công suất là từ 4Ah cho đến 100Ah này. Cái con 12V này giá hiện tại em đang bán sẽ là đi 190k nha, 190.000 một cái con sạc aqui 12V nha. Đấy, nó có màn hình hiển thị báo về phần thông số luôn, ví dụ như là điện áp vào, rồi là nhiệt độ của bình. Đấy, cũng như là mức độ pin xem còn bao nhiêu, hết bao nhiêu, sạc được bao nhiêu nhá. Đây, nó báo hết vào cái màn hình hiển thị ở trên này luôn. Đó, đây là con 12V, 4Ah cho đến 100Ah nhá. Và tiếp theo là cái con 24V. Những cái dòng mà 24 thì yên tâm là sạc được cả cho 12 luôn. Con này thì sạc được cho cả 12 này, 12V 8A và 24V là 4A nhá. Đó, con 24V thì nó sẽ to hơn một chút, hàng cũng của Foxua luôn. Đấy, hàng cũng của Foxua, có màn hình hiển thị đầy đủ như con kia. Đây đây, con này thông số của nó thì cái này thì nguồn vào thì cũng là 100 đến 240V. Đấy, và max là 130W và output ra sẽ là 12V. Đấy, 8A và 24V là 4A nhá. Tức là con này cái nguồn ra của nó sẽ là các bác sẽ sạc được cho bình 12 cũng như là bình 24. Cái con này thì nó chỉ sạc được cho bình 12 thôi này, còn con này thì nó sẽ sạc được cho cả bình 12 và cả bình 24 luôn. Đấy, đi tùy nhu cầu. Bác nào ví dụ như là dùng những cái bình to thì nên mua những cái con to như này. Còn bác nào dùng những bình nhỏ, bình xe máy thì dùng những con nhỏ này. Đấy, tùy nhu cầu bác dùng nhá. Hàng của Foxua thì đây, em sẽ nói qua một chút về chức năng. Hai con này thì chức năng của nó đều như nhau. Thứ nhất là chức năng chống ngược cực này. Đấy, các bác ví dụ các bác có cắm điện mà các bác kẹp ngược cực mà không lo có vấn đề gì nhá. Đấy, các bác vẫn dùng bình thường luôn. Vì nó có chức năng kẹp ngược cực, khi mà ngược cực thì đồng hồ máy toàn bộ nó sẽ tự động nó ngắt luôn. Đấy, chức năng thứ hai sẽ là chức năng khử sun phát này. Đấy, thì tự động nó sẽ khử sun phát nhá, khi mà các bác sạc thì giúp các bác bình các bác sẽ tăng tuổi thọ lên. Bác dùng aqui rất là nhiều những cái phun sun phát dùng lâu ngày rất là nhanh hỏng bình. Đấy, thì con này nó có chức năng là khử sun phát này. Chức năng thứ ba là chức năng tự ngắt khi đầy nhá. Đấy, tự ngắt khi đầy. Đấy, khi mà đầy thì tự động là bình aqui sẽ tự động ngắt nhá. Đấy, aqui sẽ sạc sẽ tự động ngắt khi mà đầy, sạc đầy. Thì toàn bộ sản phẩm, hai sản phẩm này thì đều có quạt gió nhá. Nhiều bác hỏi quạt gió không thì hai sản phẩm này đều có quạt gió hết luôn. Đấy, đều có quạt gió bên hông để tản nhiệt nhá, nên cứ yên tâm đi. Đó. Và cái con bình sạc 24V này thì bên em đang bán giá sẽ là đi 330k nhá, 330k. Đấy, còn con sạc 12V thì giá sẽ là 190k. Con 24V thì các bác sẽ có thể là sạc cho bình 12. Đấy, rất là nhiều những cái chức năng hay ho trong ưu việt nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, các bác cùng xem này. Hello anh em, trên tay em đây là dòng sản phẩm sạc aqui thông minh cho ô tô xe máy đến từ thương hiệu của Foxua. Bộ sạc này nó cực kỳ thông minh cho em luôn nha. Sẽ có chức năng chống ngược cực, tự ngắt khi đầy, và chức năng bảo dưỡng phục hồi aqui bằng khử sun phát. Anh em dùng aqui cũng biết tác hại của chất sun phát đến aqui như thế nào rồi đúng không? Giá có thể sạc cho bình 12V
Anh em nào cần sạc cho bình lớn hơn, ví dụ như 24V thì có thể để lại comment ở dưới phần bình luận nhé. Màn hình LCD hiển thị điện áp, dòng sạc, nhiệt độ và báo lỗi nếu có. Quy trình làm việc chia ra làm 3 giai đoạn: sạc nhanh, sạc hấp thụ và sạc thả nổi. Khi ắc quy đầy, bộ sạc sẽ tự động ngắt kết nối để bảo vệ ắc quy, cho nên anh em có thể cắm qua đêm mà không phải lo nghĩ gì. Nhu cầu sử dụng các thiết bị dùng dòng điện 12V này càng nhiều, nên việc sắm cho gia đình một bộ sạc thông minh như thế này giúp việc kiểm tra, bảo dưỡng của anh em trở nên dễ dàng hơn. Nhấn ngay vào phần giỏ hàng ở góc dưới màn hình để đặt hàng nha nhé. Đó, thực tế về sản phẩm bình sạc ắc quy Myon nhé, toàn những chức năng là ưu việt thôi. Chống ngược cực này, tự ngắt khi đầy và chức năng khử sun phát này, rất ok luôn. Giá thì cái con bình 12V đang bán là 190k, còn cái con bình 24V thì bên em đang bán là 330k nhá. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy con nào thì em sẽ nhặt cho bác con đấy nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái máy vắt cam của Socani này. Tiếp tục lại về cái lô máy vắt cam của Socani về để bác vắt cam, vắt quýt các thứ là rất ok. Đấy, vắt cam rất tiện dụng nhá. Em báo giá luôn 190k, lên mã em sẽ là máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Con này hàng của Socani nhá. Đấy, Socani là một trong những thương hiệu chuyên về những cái đồ gia dụng, rất là nổi tiếng trên thế giới này. Đấy. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 45W nhá và dung tích sẽ là 700ml, sử dụng điện 220, rất là ngon luôn. Công suất vừa đủ, không lớn quá, không nhỏ quá nhá. Đấy, các bác dùng gia đình con này rất ok này. Đấy, hoặc là thậm chí các bác dùng quán xá dùng con này cũng ok quá luôn đấy. Thì đây. Con sản phẩm hàng vẫn còn nguyên hộp nhá. Thì rất là dễ dùng thôi. Về là các bác cứ cắm trực tiếp cái này vào điện 220, sau đó là mà lấy cái này ra. Đấy, thì các bác chỉ việc là ấn cam vào đây, khi mà ấn xuống thì tự động cái phần công tắc nó sẽ bắt đầu là máy nó chạy, là cứ thế là nó quay thôi. Đó, sẽ vắt cam nhá, và khi mà vắt xong thì nó có cái lưới lọc này, thì nó sẽ lọc những cái hạt ở trên này, còn nước nó sẽ chảy xuống cái bình dưới này nhá. Đấy, nước nó sẽ chảy xuống cái bình dưới này, thì cái bình này thì nó sẽ chảy dưới cái bình này. Các bác có thể chiết ra chai, rồi là các bác chiết ra cốc, rồi là các bác có thể để đấy các bác uống luôn được. Cái bình này dung tích chứa của nó là 700ml và dung tích cái máy này đang hoạt động là 45W nhá, sử dụng điện 220 chưa, dùng rất tiện, có cả phần nắp đậy luôn, rất kín đáo, ngon lành, ok. Giá hiện tại bên em đang bán là 190.000 nhá. Đây mã em sẽ là sản là máy vắt cam, giá đang bán là 190.000 các bác nhá. Máy vắt cam của Socani. Máy vắt cam giá bình dân chỉ hơn 200k, tại sao lại bán chạy như vậy? Cùng test thử xem nào. Đầu tiên máy cho ta cảm giác vắt rất nhẹ nhàng, chỉ cần đưa miếng cam vào, bóp nhẹ và ấn xuống là trục motor sẽ quay, đầu vắt cam sẽ xoáy đều trên từng mũi cam khiến cho nước được vắt kiệt nhất và hoàn toàn không bị đắng. Với công suất chỉ 45W nên rất tiết kiệm điện. Máy có dung tích là 700ml, vừa đủ nước cam cho cả gia đình thưởng thức. Phần trên của máy sẽ là một khay lọc để giữ lại hạt và bã cam. Với thiết kế nhỏ gọn và tiện dụng nên rất dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Còn gì tuyệt vời hơn khi trong những ngày hè nắng nóng, chỉ sau vài thao tác bạn đã có một ly nước cam mát lạnh để uống. Máy vắt cam tự động 2 chiều, một sản phẩm hữu ích trong nhà bếp của bạn. Máy vắt cam. Thực tế về sản phẩm máy vắt cam của Socani nhé, giá rất tốt, 190k luôn. Bữa trước bên em đang bán hơn 200.000 một con đấy, và đang giảm giá rất sâu, các bác rất dễ mua nhá. 190.000 một con máy vắt cam của Socani nhà các bác nhá. Đó là cái nồi bí ngô này. Đấy, tiếp tục hàng lại về nhá. Bữa trước thì đang bán hết hàng, nhiều bác hỏi quá nhưng mà hết sạch ạ, không còn một cái nào. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Mã hàng nồi bí ngô để về bác nấu nướng, rồi là bác luộc gà, luộc vịt đây rất là tiện. Dòng này thì nó là dòng dung tích lớn, dung tích của sản phẩm này thì sẽ có dung tích là 8 lít nhá, và đường kính nồi là 280ml, là tương ứng với là 28cm nhá, đường kính khá là to luôn đấy. Và dung tích nồi là 8 lít rất là lớn, các bác luộc gà, luộc vịt đi rất ok này. Đấy. Và con này nó có thể sử dụng ví dụ như là bếp từ này, rồi là bếp ga, đấy, rồi là bếp hồng ngoại, rồi là các loại bếp, nói chung là các bác nấu các loại bếp cho em nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại nấu được hết. Thì đây, con nồi đây. Đấy, của nó hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, mới keng luôn nhá, mới keng luôn. Đó, nồi mới keng, nồi đẹp lắm ạ. Nồi đẹp vô cùng luôn nhá. Đây. Phần mặt nắp thì sẽ là kính cường lực nhá, kính cường lực và trong suốt luôn. Các bác có thể nhìn theo dõi đồ ăn được các bác như nào. Đấy. Ở đây thì một lớp gioăng cao su này, nên khi mà các bác sử dụng là các bác đậy nó rất là kín. Đó, đậy rất là kín nhá. Đây, đó, rất là đẹp luôn, trong suốt, trong vắt luôn nhá. Và đi kèm là những cái phụ kiện này. Đấy, những cái phụ kiện để về các bác lắp vào nhá. Đấy, những cái phụ kiện để các bác lắp vào, đầy đủ ốc vít các thứ này để về các lắp vào. Hàng này thì để tiện cho việc vận chuyển thì bên nhà sản xuất sẽ tháo rời ra, thì về các bác có thế là các bác lắp vào thôi nhá. Đấy, về là các bác có thế là các bác lắp vào thôi. Đấy, thì nó sẽ có là cái nắp nồi các bác là về lắp này, và hai cái tay quai đi kèm này, hai tay quai đi kèm về các bác lắp vào cho em là xong. Đấy, hai cái tay quai đi kèm.
Đó đây, hai cái tay quay đi kèm để về các bác lắp vào cái quay quay cái quay nồi là xong, có thế thôi, đầy đủ các phụ kiện đi kèm các bác nhá. Đó, nắp kính cường lực trong suốt. Cái phần này thì cái phần phần bên trong nồi thì sẽ tráng được tráng một lớp nano bạc chống dính nhá. Đấy, chống dính. Đó, và vung đậy là sẽ là vung kính cường lực trong suốt nhá, thì các bác dùng để theo dõi đồ ăn các thứ nhà mình rất ok. Đó. Rồi, em báo giá luôn, lên mã sẽ là sản phẩm là nồi bí ngô này. Tiếp tục hàng về và em báo giá luôn nhá. Đợt này thì nó về lô này lô mới nên là giá rất là tốt luôn. Nồi bí ngô. Đấy, bữa trước thì cái nồi này bên em đang bán là đi 190 rồi ạ, nồi bí ngô. Đấy, nồi bí ngô 190k. Nay thì bên em cũng giảm giá xả kho bán anh luôn. Giá chỉ còn là đi 170k nhá. 170.000 cho một cái con nồi bí ngô này. Đấy, 170k. Giá rất tốt luôn, các bác rất dễ mua nhá. 170.000 một con. Dung tích của nó sẽ là nồi 8 lít con nha, nồi 8 lít và đường kính nồi sẽ là 28 cm. Các bác có thể nấu bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em, nấu đa năng các loại bếp luôn. Và nồi rất là to. Các bác có thể luộc gà, luộc vịt, rồi là những nấu những cái nồi nước to đây rất là thích. Đấy, vì nó có dung tích lớn mà, 8 lít cơ, nên là nấu thoải mái luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì rất là nhiều bác bữa trước là mua cái máy hút chân không rồi, nhưng mà cái túi hút chân không nó chưa về. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái túi để các bác cho vào cái máy hút chân không này. Thì hiện tại bên em sẽ về theo bịch này nhá. Một bịch này là 100 chiếc này, một bịch là 100 túi này để về các bác hút nhá. Thì em báo giá luôn. Một bịch 100 túi này thì bên em đang bán giá sẽ là 120k nhá. Đấy, túi hút chân không. Túi hút chân không. Giá sẽ là đi 120k một bịch 100 túi nhá. Đấy, một bịch là 100 túi này. Đấy, giá sẽ là 120k. Đấy. Thì các bác có thể mua kèm thêm cái này cùng với lại cái máy hút chân không kia để về là các bác có cái là các bác bỏ vào để các bác hút nhá. Thì nhiều khi là cái giấy ở bình thường là các bác không thể hút được đâu. Thì cái giấy chuyên dụng của nó là cái giấy này này thì các bác hút là vẫn hút được. Thì đây, về cái lô này để về các bác sử dụng này. Và đây là máy. Máy thì hiện tại bên em vẫn đang bình ổn giá rất là tốt vì hàng đang rất hot mà, hàng hot lắm. Về cứ về luôn nào, hết đồ đấy luôn đấy. À, máy hút chân không nhá thì bên em đang bán là đi 140k. Đấy, 140.000 nhá, 140k cho con máy hút chân không này. Còn nếu các bác mua kèm thêm túi thì sẽ là 100 túi, một cái bịch 100 túi nha thì sẽ là 120k. Cũng hút chân không nhá. Đấy, túi hút chân không là 100 túi là 120k. Còn máy là 140k nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái máy sấy tóc này. Nên mã em sẽ là máy sấy tóc này, tiếp tục hàng lại về nhá. Dòng máy sấy tóc công suất của máy sấy tóc này thì là 3500W và sử dụng điện 220. Sấy thì gió rất là khỏe nhá, nóng rất nhanh luôn. Đấy, các bác sấy rất ok. Đấy, dùng gia đình rất ok. Con này cầm chắc chắn lắm, dùng ok lắm. Giá thì rất là tốt. Lên mã em sẽ là sản phẩm là máy sấy tóc. Bên em đang bán một chiếc máy sấy tóc này thì là 150k nhá, 150k. Lên mã em sẽ là máy sấy tóc nhá. 150k. Sử dụng điện 220 và công suất là 3500W. Con này thì ở đây nó sẽ tích hợp là hai công tắc này, một công tắc chỉnh gió và một công tắc là chỉnh độ nóng nhá. Đấy, thì tùy nhu cầu về các bác chỉnh, muốn gió mạnh gió nhẹ là bác chỉnh ở đây. Đấy, muốn nó nóng nhiều nóng ít thì các bác chỉnh ở đây cho em. Hai công tắc riêng biệt nhá, chỉnh gió một công tắc và chỉnh nóng một công tắc. Đấy thì tùy nhu cầu. Máy sấy tóc nhá, 3500W, giá sẽ là 150k. Nói chung là dòng này các bác dùng gia đình cho em rất ok này. Đấy, dùng gia đình hợp lý lắm. Đấy, công suất nó vừa đủ. Đấy, không lớn quá, không nhỏ quá nhá. Lớn quá thì các bác dùng lại tốn điện, mà nhỏ quá thì dùng nó không đủ. Đấy, thì nói chung là 3500W thì dùng gia đình là hợp lý quá rồi. Đấy, giá hợp lý nữa, 150.000 một chiếc máy sấy tóc nhá. Thuốc ngứa thì hàng bên shop tiếp tục về để phụ bác này. Lên mã sẽ là sản phẩm là thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc ngứa, một cái hộp thuốc ngứa này thì một típ này là 15g nhá, một típ này 15g. Bác nào đang bị hắc lào, lăng ben, bác nào đang bị ngấm, ngứa ngoài da, các thứ các bôi cho em rất ok. Thì đây, một típ này là 15g này. Thuốc bôi cực kỳ thích luôn, bôi vào mát lắm. Cái này em bữa trước em ngứa bôi vào mát cực kỳ luôn, bôi vào cảm giác là các bác dịu luôn. Đấy, đỡ ngứa hẳn đi luôn. Đấy, thì các cứ bôi cho em thường xuyên, cá nó rất điểm đi luôn nhá. Đó, một típ là 15g thuốc ngứa, thuốc trị hắc lào, lăng ben, nấm, rồi là ngứa ngoài da, các thứ là bôi cho em rất nhạy. Đấy, hàng chuẩn chính hãng này. Hộp bên ngoài vẫn tem bóng này. Đó, thấy không? Báo giá luôn, lên mã sẽ là sản phẩm là thuốc ngứa. Bên em đang bán một hộp này là 20k nhá, 20k thôi. Giá rất hạt rẻ luôn đấy, 20.000 một hộp thuốc ngứa nhá. Cái này là cái hộp băng gâu này, băng gâu hàng bên shop tiếp tục về này. Băng gâu để các bác mua về để mình dán vết thương nhá, dán ví dụ như là các bác bị đứt tay hoặc là bị chảy xước các thứ là các bác dán vào cho em. Đấy, đây. Một hộp này là 100 chiếc nhá, 100 chiếc, nhưng mà
Cái hộp này rất là hay là nó sẽ phân loại ra các loại băng gâu khác nhau. Thì đây, nó sẽ có là loại to này, rồi là loại vừa vừa này, loại nhỏ này, loại tròn, rồi là loại dài dài này. Đấy, thì đây, một hộp là 100 miếng nhá, 100 miếng thì nó sẽ có chia ra các loại khác nhau. Đây. 100 miếng nhá. 100 miếng này, một hộp là 100 miếng này. Nó sẽ có là các loại, ví dụ như loại tròn này, cái loại vừa vừa này, loại dài dài này, loại nhỏ này. Đấy, thì nói chung là cái bộ này các bác mua về là dùng gia đình hợp lý nhất này, dùng gia đình hợp lý nhất. Vì gia đình nhà mình ví dụ như là trẻ em thì đôi khi là ví dụ những cái ngón tay nhỏ nhỏ, rất nhỏ thì mình dùng cái nhỏ, người lớn ngón tay to thì dùng những cái to, hoặc là ví dụ như các bác bị kiểu bị chấm chấm nhỏ đau thôi thì các bác có thể dùng cái tròn nha. Đấy, nói chung là đa năng, dùng gia đình hợp lý nhất. Lên mã em sẽ là cái băng gâu dán vết thương nhá, băng gâu này. Đấy, băng gâu dán vết thương. Đấy, giá thì bên em đang bán rất tốt luôn, 20k nhá, 20.000 một cái hộp băng gâu 100 miếng nha. Các bác cứ ra ngoài quán xá thứ là người ta đang bán một cái hộp này khoảng tầm 25-30.000 luôn đấy. Đấy, bên em bán được 20.000 thôi, giá rất tốt, dễ mua. Đấy, các bác có thể mua kèm cùng với những thứ khác. Tiếp tục lại về áo mưa này, áo mưa để các bác đi mưa đi gió thứ này. Đấy, đợt này đang vào mùa mưa mà. Đấy, các bác mua con này xem. Đó. Con này thì đây, một bộ áo mưa nhá, sẽ gồm có là cả quần cả áo luôn, hàng nguyên hộp nhá, mới kèm kèm. Đây, đấy, bộ áo mưa này, hàng này của Tú Phong nhá, hàng vẫn còn nguyên hộp này. Đây, nó sẽ gồm có là một áo này và một quần, đúng như trên hình các bác đang xem, kiểu dáng thể thao trẻ trung năng động nhá. Và bộ áo mưa này thì hai lớp chống mưa và lạnh. Đấy, hàng VIP 1 luôn nhá, hàng VIP loại 1, đạt các cúp của sản phẩm luôn này. Đấy, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng này, do người tiêu dùng bình chọn này. Đấy, rất ok luôn. Con này thì yên tâm giúp em là 100% là không thấm nước nhá, và nó là dòng áo mưa hai lớp nên là có yên tâm là chống mưa và chống lạnh rất là tốt luôn. Đấy, chống mưa chống lạnh các bác có thể là dùng mùa mưa và dùng mùa đông thoải mái luôn. Đấy, mùa đông thì các bác đi chống lạnh này, mùa hè thì các bác đi ví dụ cơn mưa con gió mình sử dụng luôn này. Đấy, và nó rất là nhỏ gọn, gói và nó chỉ nhảy thôi, các bác vứt cốp xe đứng rất tiện, mình khi mình vứt cốp xe dùng cái là mình có cái mình mặc luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Hàng hai lớp, hàng xịn luôn đấy, hàng xịn hàng lại một luôn. Hàng này thì của Việt Nam. Đấy, hàng của Việt Nam nhá. May khâu rất chắc chắn, xịn sò này, có nhìn này. Đường kim mũi chỉ may khâu rất ok, có phần bo tay áo luôn nhá. Đấy, đầy đủ ngon lành luôn. Hàng có khóa kiếc đầy đủ ngon lành này. Đấy. Khóa rồi là một cái lớp lớp bên ngoài nó che cả lớp khóa để nó không bị ngấm vào nhá. Đầy đủ ngon lành. Đây. Hai lớp này. Lớp bên trong là lớp áo chống chống thoát nhiệt này. Đấy, chống thoát nhiệt giữ ấm này. Rồi lớp bên ngoài là lớp áo mưa này. Đấy, lớp áo mưa này. Đó, tem chống giả, tem Tú Phong luôn nhá. Chống mưa các thứ ok. Đằng sau nó còn cả cái mũ nữa thì các bác có thể là cởi cái mũ ra, còn đây là hiện tại đang là gập rồi. Đấy, các bác có kéo cái này ra là lấy cái mũ ra, đầy đủ cả mũ luôn nhá. Rồi đây là quần. Đấy, quần đây nhá, quần đây. Quần chun ạ, quần chun. Đây là các bác nói chung là các bác to nhỏ mặc hết, vì nó là dòng chun mà, nó không bị bí. Đấy, chun to bụng nhỏ là mặc được hết cho em luôn. Đấy, dạng chun, quần áo đầy đủ ngon lành cho em luôn. Cả bộ này giá rất tốt, hạt và hạt rẻ này. Lên mã em sẽ là cái bộ áo mưa. Hiện tại anh em đang bán một cái bộ áo mưa, giá thì đang bán sẽ là 220k nhá, 220k, và bên em bao ship tại nhà luôn. Lên mã em sẽ là phẩm là cái bộ áo mưa. Đấy, bộ áo mưa đúng ở trên hình bác đang xem đây, gồm cho cùng có là một áo và một quần. Đấy, 220k một cái bộ áo mưa như này và bao ship tại nhà nhá, 220.000 bộ, 220k. Đấy, và bao ship tại nhà, giá gọi là siêu siêu tốt luôn đấy, giá rất tốt để các bác dễ mua, bao gồm cả áo cả quần, mình để trong cốp xe, mình đôi khi mình mưa gió mình có cái mình mặc luôn. Tiếp sản phẩm tiếp theo em lên luôn các bác, mã hàng đó là cái bình giặt giày khô nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ bình giặt giày khô này, các bác mua về để các bác giặt giày. Đấy, đặc biệt như những cái giày vải, giày thể thao này, đôi khi là các bác giặt bằng nước là các thứ nó rất là nhanh hỏng giày, rồi nó hôi giày mà nó lâu khô, thì các bác chuyển ngay sang cái chế độ là giặt giày khô nhá. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó, các bác giặt nó sẽ nhanh, và các bác khi mà các bác muốn dùng là các bác có thể dùng luôn vì không ướt và các bác không cần phải phơi. Đấy, giặt xong là tự động nó sẽ khô nhá, rất tiện dụng. Con này thì nó là dạng bọt này thì dùng các bác lắc đều. Đấy, các bác thấy dạng bọt này. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp cái bọt này vào đôi giày bác, các bác ngâm cho em, lúc nào nó tan bọt thì các bác dùng cái bàn chải các bác đánh một lượt đi. Đấy, để cho nó bong những vết bẩn ra. Đấy, và bắt đầu là các bác lấy một cái rỉa khô nhá. Đấy, rỉa khô, rỉa sạch các bác lau đi, lau qua lượt cái bắt đầu là nó sẽ ngấm hết những cái bông miếc vào trong cái vải là xong, dùng rất là dễ dùng thôi. Rồi lên mã em sẽ sản phẩm là cái chai xịt giặt giày khô nhá. Chai xịt giặt giày khô hiện tại mình đang bán một chai này là 90k nhá. 90k. Đấy, chai xịt giặt giày khô này.
giặt giày khô. Đấy, 40.000 một cái chai xịt giặt giày khô này, dùng hai lắm, tiện lắm các bạn. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm test thực tế này, các bác dễ hình dung hơn này. Đây. Bình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn TikToker review. Chuyện là mình thích đi giày trắng, nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình bút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước hai là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những vết bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đó, thực tế về cái sản phẩm chai xịt giặt khô giày nha. Đây nãy em sẽ là cái chai xịt giặt khô giày. Giá tại vì em đang bán một cái hộp chai xịt giặt khô giày này, giá của nó sẽ là 90.000 một chai nhá. 90k một chai, về các bác dùng để giặt giày, giặt khô giày dùng rất tiện luôn, 90k một chiếc nhá. Đấy, giặt thoải mái luôn. Một cái chai này dung tích của nó sẽ là 300ml này, giặt khô giày 90k. Rồi tiếp theo thì em lên luôn mã hàng, đó là cái lọ, đó là cái chai xịt hô chân. Đấy. Dòng này ví dụ các bác nào đang bị hôi chân, thối chân, các bác dùng cho em rất tiện luôn. Đấy, và nó rất là nhanh. Nhanh khô nhanh khỏi nhá, dùng ok lắm. Đó. Con này về các bác cứ xịt trực tiếp vào cái đôi giày, rồi là sạc xịt vào cái bàn chân của bác, rồi là giày tất, nói chung là những cái đồ liên quan đến khu vực giày các bác cứ xịt hết cho em. Đấy, để nó sẽ tiêu diệt hết những cái vi khuẩn gây nấm gây mùi nhá. Con này chứa một cái hàm lượng nano bạc nhá, nên khi bác xịt nó rất là nhanh và cũng như là nó mùi thơm dễ chịu nha, dùng ok. Một lọ này của nó sẽ là 360ml. Lên mã em sẽ là cái chai xịt giặt giày khô, tại vì em đang bán một chai xịt giặt khô là đi giặt giày khô, giá của nó sẽ là đi xịt hô chân, xin lỗi là xịt hô chân. Đấy, xịt hô chân nhá, giá của nó sẽ là 30k thôi nhá, 30k. Đấy, bác nào đang bị hô chân thối chân các bác mua về xịt cho em, nó là dạng hơi xịt nha. Đấy, thấy không? Mùi rất là thơm nhá, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, dùng hay lắm. Xịt hôi chân nhá, 30.000 một chai thôi, dùng tích 360ml. Các bác khi mà các bác xịt ngày xong, các bác cảm giác đi chân các bác sẽ thông thoáng khô ráo, thích cực kỳ luôn, dùng thích lắm. Cái này em đang dùng mà dùng ok lắm. Tiếp theo thì em lên luôn các bác mã hàng, đó là cái đuôi đèn lò xo nhá. Lên mã em sẽ phẩm là đuôi đèn lò xo này. Đấy, em báo giá luôn, hiện tại em đang bán một chiếc đuôi đèn lò xo này, sẽ là đi 40k nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo 40.000 một cây đuôi đèn lò xo này, dùng tiện lắm. Con này thì về là các bác có bóng đèn này, các bác kết nối đúng như em đang kết nối đây. Đấy, có bóng đèn. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em dùng là xong. Nó có cả cái phần công tắc bật tắt trên thân của đèn luôn này. Còn đây cái phần lò xo, các bác có thể là bỉa các hướng các kiểu mà không lo bị gập gãy nhá. Đấy, bỉa đấy các bác điều chỉnh xem hướng nào mình phù hợp mình dùng ok. Đấy, con này nói chung là nó gần như một cái chiếc đuôi đèn di động, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, các bác cắm vào để các bác lấy ánh sáng để các bác làm việc học tập các thứ rồi nhá. Đấy, sử dụng rồi cắm trực tiếp lên 220 là dùng ok. Đó, lên mã em sẽ phẩm là cái đuôi đèn lò xo nhé. Hiện tại em đang bán một chiếc đuôi đèn lò xo này đi 40k nhá, 40k, dùng hay lắm. Đó, tiện lắm, dùng thích lắm. 40k một chiếc đuôi đèn lò xo nhá. Về thì hàng bên em là bán chỉ có nguyên đuôi thôi, không bán kèm bóng nhá. Bóng này là cái này là em tự lắp ạ. Đó. Đuôi đèn lò xo nhá các nhá. 80.000. À xin lỗi bác, là 40.000 một chiếc và có tích hợp công tắc bật tắt. Đây sẽ test bác xem này. Đây nha, em sẽ cắm thử bác xem này, bật này, tắt này, bật tắt này. Đấy, con này hiện tại nó có cả công tắc tích hợp ở trên thân đèn luôn, dùng tiện. Đây, có thể bẻ gấp vào này, bẻ mở ra này, bẻ nghiêng xuống này. Đấy, rồi bẻ sang trái, bẻ sang phải cho em rất ok. Đó, điều chỉnh các hướng để các bác dùng nhá. Lên mã em sẽ phẩm là cái đuôi đèn lò xo 40.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, đó là cái cây cà lê 8 đầu nhá. Lên mã em sẽ là cà lê 8 đầu này. Bên em đang bán một cái cây cà lê 8 đầu, giá của nó sẽ là đi 90.000 một cây thôi con nhá, 90.000 một cây, giá gọi là siêu siêu tốt, giá bao giá thị trường luôn đấy, 90k. Cái cây rất là hay là nó sẽ gồm có bác là 8 đầu cà lê. Đấy, đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 này, đầu nó sẽ là đầu 8 ly và đầu lớn nhất của nó sẽ là đầu 19 nhá, 19. Đấy, tùy nhu cầu, về bác xoáy gia đình các thứ này, rồi sử dụng thợ thuyền cho em rất ok luôn. À, thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp dày dẫn, giá tại em đang bán rất tốt luôn đấy, 90k một cây. Lên mã sẽ là sản phẩm là cái cà lê 8 đầu, giá sẽ là 90k đấy các bác, cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian,
với chiếc Clay 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc Clay, không phải mất công tìm Clay phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đồng Clay đi. Ghế về sản phẩm nhá, dùng rất hay luôn. Dùng rất là tiện, xoáy các kiểu các hướng luôn, rất ok nhá. Đây mẹ em sẽ là cái cà lê tắm đầu. Tại vì em đang bán ok cà lê tắm đầu là 90k quá nhá, 90.000 một cái cây cà lê tắm đầu nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, đó là cái hút bụi mini nhá. Lên mã em sẽ là hút bụi mini, em báo giá bác luôn. Giá thì cũng gọi là bao giá thị trường luôn đấy. Giá rất tốt mà máy thì cực kỳ ngon. Hút bụi mini này, hút bụi mini. Hiện tại em đang bán một con hút bụi mini là đi 130.000. Đấy, các bác mua đâu được một con hút bụi mini mà giá chỉ 130 thôi. Giá siêu tốt. Ở chỗ khác người đang bán những cái con này nó cũng tựa tựa như cái dòng này, nó bây giờ còn tầm 250 một con đấy. Đấy, bên em bán thì có 130.000 thôi, các bác dễ mua. Máy thì yên tâm đi, các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Riêng con này mà các bác mà nhận hàng mà các bác test mà không hút thì bên em không lấy tiền, cho bác giá lại luôn. Đấy, yên tâm em một điều là hút cực kỳ ngon nhá, nhỏ gọn tiện lợi, hút cực kỳ khỏe. Các bác có thể là sử dụng để trên xe tô hút này, rồi là các bác để ở nhà hút khe kẽ cửa này, rồi là ví dụ là đặc biệt là có bác chia sẻ em là tôi chuyên dùng để tôi hút dọn dẹp ban bàn thờ. Đấy, hút những cái tàn hương các thứ rồi. Rồi là những cái nụ hoa các thứ dụng ở trên bàn thờ các thứ rồi. Dùng rất là tiện nhá vì nó nhỏ gọn thôi. Đấy, cầm nó nhiều một cái chiếc súng nhỏ gọn này này. Đi kèm thì sẽ gồm có một cái tay nối dài nhá, một cái thanh nối dài này. Và một cái đầu chổi nhá. Thì bác có thể là dùng đầu nào cũng được, lắp dùng đầu nào các bác lắp đầu đấy vào. Đấy, có thể là bỏ cái dùng ra các bác hút này. Hút cực kỳ khỏe luôn. Đấy, máy có cả đèn báo này. Con này thì đi kèm sẽ có một cái cọng dây cáp sạc, thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình, hoặc là các bác cắm vào cái nguồn điện DC 5V cổng USB này là các bác sạc pin cho máy thôi, có thế thôi. Đây em sẽ test bác xem thực tế về sản phẩm nhá, test thực tế luôn này. Ở đây đang có một ít gạo các thứ này, test bác xem luôn nhá, dùng ok lắm. Đây, con nhìn em hút nhá. Đó, đấy không? Chỉ có trong vòng chưa đến gọi là 10 giây luôn nhá. Hút cực kỳ nhanh, hút rất là khỏe luôn. Đấy, bao dùng bao xài bác luôn, dùng thích vô cùng. Và bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy thì khi mà các bác mở cái nắp này ra, đấy, sau đó là các bác kéo trong cái nắp này ra này. Đấy, thì bắt đầu là các bác đổ rác ra. Cái này bác có thể là vệ sinh giặt rũ nước nồi thoải mái. Là khi mà dùng tháo này ra xong thì khi các bác muốn hút tiếp thì nhớ cho em là lắp cho em cái lọc này vào nhá. Nhớ cho em là các bác phải lắp cái lọc này vào. Các bác mà không lắp cái lọc này vào thì thôi. Đấy, máy nó chui vào máy thì rất là nhanh hỏng máy nhá. Thì nhớ ra là các bác phải lắp cái lọc này vào. Bắt đầu các bác lắp máy vào, bắt đầu lại bật lên và bắt đầu các bác hút. Có thế rồi, hút rất là nhanh, rất là nhạy, khỏe, khoắn, ngon này. Giá hợp lý nữa. Lên máy sẽ là sản phẩm là cái hút máy hút bụi mini nhá. Hút bụi mini. Hiện tại em đang bán cái chiếc máy hút bụi mini là 130.000 một chiếc nhá. 130k một chiếc hút bụi mini nha. Pin 18650 hàng mới shop tiếp tục về để phục vụ anh nhá. Lên máy em sẽ là cái bộ pin 18650 này. Đấy, các bác mua về để các bác lắp đặt những cái thiết bị nào nó dùng cái pin sạc này rất là tiện. Con này hàng công ty, hàng chính hãng nhá. Pin 18650 dung lượng của nó sẽ là 6800mAh và nó cái nguồn của nó sẽ là 3.7V nhá. Đấy, pin các bác sử dụng lắp đồng lắp đồng hồ các thứ, rồi là lắp những cái đồ mà nó dùng cái pin này này. Đấy, hoặc là về các bác thay những cái cell pin của nhà mình, ví dụ như những cái máy khoan pin nó hay dùng cái pin này vào. Tại vì nó là pin 18650. Em báo giá bác luôn, hiện tại em đang bán một cái viên pin 18650 nha. Với mức giá thì vô cùng là tốt luôn. 20k nhá, 20.000 một chiếc pin 18650 này các nhá. 20k này. Đó, 20k một chiếc nhá. Dùng rất ok luôn đấy. Tiếp theo thì em lên luôn bác mà hàng, đó là cái lô túi đeo thể thao để bác mà hay đi tập thể dục thể thao lý mình tiện này. Đó. Lên mã em sẽ phẩm là cái lô đó là cái túi túi thể thao. Bên em đang bán một cái bộ túi thể thao là đi 30k nhá, 30.000 một cái bộ túi thể thao này. Đó. Dùng hai lắp các bác mua về tập thể dục các thứ là dùng rất ok. Sản phẩm bóp tay tập thể dục cho các bác này. Đấy, các bác mua về để bóp tay tập thể dục tay chân. Báo giá luôn lên mã em sẽ mở là bóp tay. Bên em đang bán một chiếc bóp tay là đi 50k nhá, 50.000 một chiếc thôi. Đấy. 50k. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn bác mang đó là cái đồng hồ kim nhẫn này. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là nhẫn đồng hồ nhá. Có cả nhẫn còn đồng hồ luôn, dùng tiện lắm. Từ đây cho bác xem một cái này. Đây còn nó một cái ngoài lẻ này. Đấy, con này dùng rất là dễ, các chỉ bóc ra
Đó đây, một con nhẫn này cực kỳ đẹp, mặt rất đẹp nhá. Con này các bác phải đeo làm nhẫn và còn để đeo thời trang và đeo sưu tập rất là ok. Đây. Có cả phần giờ rất rõ ràng luôn, các bác muốn mua về để các bác kết nối. Bây giờ các bác rút xem cái tấm nhựa ra, sau đó ấn nút vào là đảo sẽ kết nối thôi. Con này thì về các bác rút cái này ra, các bác sử dụng đeo vào ngón tay rất đẹp. Con này thì cái phần đeo là nó có co giãn, các bác ví dụ là tay to nhỏ đeo hết cho em luôn nhá. Lên mã em sẽ là một nhẫn đồng hồ, tại vì em đang bán một chiếc nhẫn đồng hồ là đi 50k này, 50k một chiếc nhá, 50.000 một chiếc nhẫn đồng hồ này, dùng tiện lợi. Đấy, dòng kìm đa năng của Nhật này, hàng bãi nhá, cực kỳ xịn luôn, hàng bãi nhưng vẫn còn rất là mới nhá, chất lượng. Đó. Dòng này thì nó đa năng, các bác có thể là bấm cốt này, rồi là tuốt dây. Đấy, ngoài ra các bác có thể là cắt kẹp các kiểu hàng của Japan nhá. Đấy, chữ Japan dập chìm trên thân này. Chất thép thì sẽ là thép CRV cực kỳ cứng cáp luôn. Ngoài ra thì dòng sản phẩm này nó hỗ trợ một cái lò xo trợ lực. Đấy, khi mà các bác bóp vào này, đấy, bóp vào là các bác bóp bình thường. Đấy, còn khi mà các bác mở ra, đó các bác mở ra nhá, đấy là tự động nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó trợ lực đẩy tay bác nhá, dùng rất ok luôn. Đấy, bấm cốt tuốt dây rồi là các bác cắt kẹp cho em. Đấy, rồi là các bác thợ thuyền dùng kìm này làm điện cũng rất ok nhá. Đấy, làm điện rất ok vì nó có phần bọc khách điện này, quá ok luôn. Một con kìm đa năng nhá, bán rất là nhiều rồi. Đấy, cứ về đâu hết, cứ về lô nào hết lô đấy luôn, tiếp tục lại về lô mới để phục vụ anh nhá. Giá hiện tại em đang bán cái cây kìm đa năng này giá siêu tốt luôn, giá siêu siêu tốt luôn đấy, mà dùng ok lắm. Giá hiện tại em đang bán một cây kìm đa năng này giá sẽ là đi 130.000 nhá. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là cây kìm đa năng 130.000 một cây này, 130.000 một cây kìm đa năng nha. Hàng của Nhật, made in Japan. Đó, quá xịn sò ngon lành luôn. Bấm cốt tuốt dây là cắt kẹp cho em. Đấy, dùng điện này, có cả lò xo trợ lực cho em nhá. 130.000 một cây kìm đa năng này. Dùng rất ok luôn đấy, 130k. Lên mã em sẽ là phẩm là cây kìm đa năng nhá, 130.000 một cây, dùng ok lắm. Đấy, giá tốt nữa. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn đi bác, mã hàng đó là cái dòng lọ xay tiêu này. Lên mã em sẽ là cái lọ xay tiêu nhá, sản phẩm hàng nguyên hộp. Đây. Dùng thích lắm. Này về các bác dùng để xay tiêu ăn gia đình nhà mình dùng rất là tiện nha. Đây, nó sẽ gồm có một cái phần lọ này để các bác đựng tiêu. Đây là chất liệu là thủy tinh, còn cái phần cối xay thì của nó sẽ là inox 304 nhá, xịn sò ngon lành luôn. Lọ xay tiêu về đây, các bác chỉ việc bỏ tiêu đây, sau đó các bác xoáy vào nhá. Đấy, sau đó là các bác mở cho em cái nắp này ra và bắt đầu là các bác một tay các bác cầm ở đây, một tay các bác cầm một cái phần thủy tinh các bác xay, cứ thế các bác quay thôi là bắt đầu là tiêu nó sẽ vỡ ra, nó vỡ vụn ra nhá. Và cái con này nó có thể là điều chỉnh theo cái mức độ mà các bác muốn xay, ví dụ như là các bác muốn nó vỡ ỉ nhiều, muốn nó vỡ vụn vỡ nát ra thì các bác xoáy chặt vào, các bác muốn nó kiểu là vỡ mảnh mảnh, vỡ hạt to thì các bác xoáy nó rộng ra. Đấy, tùy nhu cầu các bác sử dụng thì các bác chỉnh cái này cũng được. Đó, còn cứ thế là các bác cầm nó quay thôi và khi mà dùng xong thì các bác lại đậy nắp ra. Và một cái mẹo nhỏ rất là hay là khi mà các bác muốn bảo quản tiêu nó lâu, nó giữ mùi thì các bác khi mà dùng cái lọ này xong, các bác cứ bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh nha. Lúc nào ăn thì các bác lấy ra các bác xay, còn không thì các bác lại bỏ vào tủ lạnh. Tiêu nó dùng được rất là lâu. Đấy, và lúc nào cũng trong tình trạng là thơm và không bị mốc nữa nhá. Dùng hay lắm. Đấy thì các bác cứ bỏ thẳng trực tiếp cái này vào trong tủ lạnh này. Đấy, một cái mẹo nhỏ anh em đang dùng mà. Đây, ở đây em thì xay tiêu thì nó là quá là đơn giản. Ở đây em có một ít cái hạt gạo này, rất là rắn luôn. Thì đây em sẽ xay bác xem nhá. Xay hạt gạo luôn nhá. Đấy, xay hạt gạo luôn đây các bác cùng xem này. Nó xay này. Đấy, một tay là các bác cầm thì các bác quay thôi. Cứ cầm này các bác quay này. Đấy, đây, con nhìn này. Vỡ vụn nó luôn nhá. Ngon lành kiểu nào luôn. Đó, vỡ vụn luôn, rất ok. Đó, rất ok luôn. Rồi, lên mã em sẽ là phẩm có lọ xay tiêu nhá. Lọ xay tiêu. Cái lọ này tại em đang bán giá rất tốt luôn. Tại em đang bán là đi 50k một lọ nhá, 50k một lọ. Lên mã em sẽ là lọ xay tiêu này. Lọ xay tiêu 50.000 cho một cái lọ xay tiêu luôn nhá, 50k. Đấy, lọ xay tiêu 50k một lọ này con nhá, 50k một lọ, dùng hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng đó là cái dòng đuôi đèn điều khiển từ xa. Lên mã em sẽ là đuôi đèn điều khiển từ xa nhá. Em báo giá bác luôn, giá tại vì em đang bán một chiếc đuôi đèn điều khiển từ xa này, giá sẽ là đi đuôi đèn điều khiển này. Đuôi đèn điều khiển từ xa, giá tại vì em đang bán một độ đuôi đèn điều khiển này là 80.000 một bộ nhá. Các bác mua về thì các bác lắp bóng của nhà mình vào, sau đó các bác có thể là điều khiển từ xa, bấm công tắc từ xa rất là tiện. Đây, bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là pin này, rồi đi kèm là điều khiển cũng như là đuôi đèn. Đây nhá, đấy, bộ sản phẩm đây. Thì về thì bác ví dụ là có nhà mình có những cái đuôi cũ sẵn rồi thì bác về chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ như mình, sau đó là cái phần đuôi này thì các bác lại xoáy cho một quả bóng đèn vào đây. Đấy, bắt đầu là các bác dùng cái điều khiển này các bác bấm này. Đấy, con này thì khoảng cách bấm nó khoảng tầm được 20m nhá.
nó khá là xa luôn đấy, 20 mét. Và nó có chức năng là hiện giờ, các bác có thể hiện giờ sau 15 phút thì đèn sẽ tắt này, sau 30 phút này, sau 60 phút này. Đấy, tùy nhu cầu các bác bấm hiện giờ, còn không thì mình có thể bật tắt bình thường bằng cái nút bấm nguồn được. Đấy, con này thì điều khiển từ xa dùng rất là thông minh. Đấy, và dễ dùng, các bác đỡ phải đi lại nhiều, mình bấm từ xa mình vẫn có thể là bật tắt đèn cho em ok luôn. Đấy, bộ sản phẩm thì khi mà về dùng thì cái phần điều khiển này về các bác nhớ cho em là cậy cái nắp này ra, xong rồi các bác lắp cho em pin này nhá. Đấy, lắp hai pin đi kèm trong hộp vào là các bác sử dụng thôi, dùng rất ok. Đó, lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái đu đèn điều khiển từ xa. Hiện tại bên em đang bán một bộ này là đi 80k một bộ nhá, đu đèn điều khiển từ xa 80.000 một bộ này. Đây với nhá, nhà em cũng đang dùng cái sản phẩm này đây. Đây em sẽ bấm cho bác xem này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, còn cái chức năng hiện giờ thì bác về các bấm nhá. Đấy, còn đây em sẽ đây chỉ test được chức năng là bật tắt thôi. Đây bật này. Đấy, đây em đang lắp cái bóng đèn 8 cánh 200W này. Đấy. Tắt này, bật này, tắt này, bật này, rất tiện dụng luôn. Mà cái điều khiển này, cái này em đang gắn trực tiếp vào cột, còn không được các bác có thể là cầm tay cũng bấm được, tùy nhu cầu của bác sử dụng nhá. Đó, rất là tiện luôn. 80.000 bộ mình có thể là bật tắt từ xa. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái bộ đèn 4 cánh này. Đấy thì về các bác có thể mua cái thêm cái đèn này về để các bác kết hợp với lại cái đu đèn điều khiển để mình sử dụng ở nhà cũng rất là tiện. Và cái này về các bác lắp vào đu đèn là mình cũng rất ok. Con này sử dụng là dòng đuôi xoáy nhá, dòng đuôi xoáy và công suất của nó sẽ là 100W nhé, ánh sáng màu trắng và hàng mới sản xuất tháng 6 2023 luôn này, hàng mới luôn nhá, hàng mới keng. Đấy, sản phẩm này sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện. Đấy, tuổi thọ lâu, đấy, tuổi thọ cao nhá. Đây nó sẽ gồm có là 4 cái ánh sáng và bên trong là một cái phần chóa tròn này nó cũng sáng luôn, đèn sáng lắm. Con này thì trước đây em đang hay sử dụng ánh sáng đèn 4 cánh này để em quay sản phẩm cho các bác xem này. Sáng và nó sáng rộng nhá, sáng rộng, đặc biệt như bác nào nhà rộng hoặc là các bác có thể là sử dụng trong nhà ngoài sân đều được luôn. Đấy, về là các bác xoáy với đuôi nhà mình là bật lên là dùng thôi, tiện lắm, giá hợp lý nữa. Con này nếu mà trước là những cái năm ngoái em đang bán những cái con này giá cao lắm, về rơi khoảng tầm 170-180.000 một con đấy, đợt này đang giảm giá rất sâu vì bên công ty đang ưu đãi rất tốt rồi. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái cây đèn 4 cánh nha, đèn 4 cánh nha, hiện tại em đang bán cái quả đèn 4 cánh nha. Đèn 4 cánh giá tại mình đang bán là 90k một quả nhá, 90.000 một quả đèn 4 cánh, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá và tuổi thọ lâu. Ở đây rồi, tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Lên mã em sẽ là bộ mũi khoan đa năng, một bộ mũi khoan đa năng sẽ gồm có bác là tổng là 5 mũi này. 5 mũi khoan đa năng dùng rất ok luôn, các bác sử dụng gia đình, anh em dùng thợ thuyền cho em rất ok. Con này thì dòng đầu mũi của nó sẽ là đầu mũi tên lửa này, nên khi mà các bác khoan nó rất là ngọt, đặc biệt như là các bác khoan gạch men các thứ là không lo nó bị trượt nhá. Đấy, không lo nó bị trượt hay nhào cả, khoan cực kỳ ngọt ngào, dễ khoan luôn. Đấy, yên tâm với em đi. Đấy, khoan nói chung là khoan gạch men, các bác khoan những mũi kia trượt trượt mà các bác khoan nó bị xấu lắm, nhưng con này vào mũi rất là ngọt, các bác cứ nhấp nhả từ từ vào, vào ngọt vô cùng luôn, khoan dễ dàng. Đấy, khoan đặc biệt là ví dụ khoan những đồ trơn như là gạch men các thứ rồi. Đấy, rồi con này thì đang các bác có thể khoan gỗ, khoan sắt, khoan nhựa các kiểu cho em luôn, đa di năng. Đó, nó sẽ có là các cỡ như sau. Hiện tại thì bên em đang có một cái hộp là 5 mũi này, 5 mũi và sẽ có là các cỡ là đi 4 này, 6 này, 8 này, 10 này và 12 nhá. Đấy, tổng sẽ gồm có bác là đi 5 mũi với 5 kích cỡ khác nhau, 4, 6, 8, 10 và 12. Đấy, và giá thì hiện tại bên em đang bán rất là tốt luôn. Lên mã em sẽ sản phẩm là bộ mũi khoan đa năng. Đấy, mũi khoan đa năng. Bên em đang bán một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi như này, giá của nó sẽ là đi 130k nhá, 130.000. Mũi khoan đa năng 130.000 một bộ 5 mũi nhá, 4, 6, 8, 10, 12. Đó. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái thuốc bôi bọ cạp. Lên mã em sẽ phẩm là thuốc bôi bọ cạp này. Bác nào hiện tại đang đau nhức xương khớp các thứ này thì bác mua cái này về bác bôi. Con này thì nó sẽ xuất từ những cái thành phần như động vật, bọ cạp này, rồi là rắn, thằn lằn, rết riếc các kiểu này. Đấy, toàn những thành phần tự nhiên và rất là tốt cho về vấn đề xương khớp, hỗ trợ các bác điều trị xương khớp đau nhức giờ dùng rất là tiện. Một tip này, một tip kem bôi này của nó sẽ là 20g nhá. Thì đây, nó là theo dạng tip nhá, một tip này là 20g này, một tip 20g các bác dùng để bôi nha, rất ok, trị đau nhức xương khớp người ngậm, báo giá bác luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là thuốc bôi bọ cạp. Hiện tại em đang bán một cái hộp thuốc bôi bọ cạp này là đi 30k nhá, 30k. Đấy, 30.000 một hộp thuốc bôi bọ cạp nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái đèn nấm này, đèn ngủ nấm nhá. Lên mã em sẽ là đèn ngủ nấm nhá. Thì về là các bác cứ cắm trực tiếp vào điện. Cái con này là nó có cái cảm biến rất hay là khi mà trời sáng là tự động đèn nó sẽ tắt và khi mà trời tối thì tự động đèn sẽ bật, rất là tiện luôn. Đấy, các bác không cần phải bật hay nhào, tự động nó sẽ bật hết nhá, tự động hóa hết luôn.
một cái chiếc đèn đấm thì bên em đang bán là đi 30.000, các bác dùng làm đèn ngủ cũng rất là tiện nhá. Lên mã em sẽ là đèn đấm, đèn ngủ nấm nhá, đèn ngủ nấm này. Tại vì em đang bán một chiếc đèn ngủ nấm này là 30k nhá, 30k cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy là các bác dùng thôi. Đây em sẽ cắm tiếp các bác xem này. Con này ánh sáng của nó ánh sáng màu vàng. Đấy, rất là các bác sử dụng rất là dễ ngủ này. Đó, và nó không bị sáng quá cũng không bị tối quá nhá. Nói chung là đủ để đủ dùng để các bác dùng trong cái buổi đêm mình đi ngủ rất là tiện luôn. 30.000 một chiếc đèn ngủ nấm nhá, đèn ngủ nấm 30k. Đây nhá, em sẽ test bác xem nhá. Đấy, các bác cứ cắm điện bình thường, đây em sẽ bịt tay về để cho nó cảm biến này. Đấy, hiện tại nó đang bịt vào thành trời tối, nó sẽ tự động sáng lên nhá. Em bỏ nó cái này, tự động mất luôn. Đằng cái phần đít nó có cảm biến này. Đấy, cái đầu cảm biến này các bác cứ về nhận hàng, các bác cứ test bấm vào cho. Tại đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, đèn nó sáng sáng lên. Đấy, như nói chung là nếu mà dễ test nhất thì là giờ tối ạ, dễ test nhất thì là giờ tối thì test nó sẽ là chuẩn nhất nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn với bác mang hàng, đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi chống côn trùng chui lên này. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là nắp cống đồng chắn mùi nhá. Đây, bộ sản phẩm đây. Đấy, nó là một cái nắp cống bằng thiết kế bằng đồng nguyên khối này, rất là tiện. Con này thì dùng thì siêu bền rồi. Đấy, nó là đồng nguyên khối và thứ hai là nó sẽ ngăn chặn cái mùi hôi hoặc là côn trùng nó chui lên nhá. Thì đây bình thường nó sẽ như này. Đấy, các bác để không như này, khi mà con nước xuống thì bắt đầu nó sẽ đẩy lực nước đẩy xuống này, nước vẫn theo xuống bình thường, còn không là tự động lập là này, thấy không? Tự động cái miếng đồng lập là nó sẽ lại đóng nó đóng chặn cái nắp cống rồi luôn. Rất tiện dụng nhá. Đây. Đây bỏ này đấy, thấy không? Đấy, tự động ở đây em đang để nghiêng nhá thì nó sẽ không cân bằng nữa, còn các bác nhìn để đấy thấy không? Nó sẽ đóng ngay, rất tiện dụng luôn. Đó. Con này thì cái phần mặt trên này của nó sẽ là 4 cm nhá. Mặt trên mặt to này là 4 cm, mặt dưới mặt nhỏ này là 3 cm. Đấy thì về các bác xem cái kích thước cống như mình xem nó phù hợp không thì các bác mua nhá. Đấy, tránh tình trạng là nhiều bác bảo là đến nơi nó không vừa thì bên em gửi đến nó rất là mất công. Thì nhớ cho em cái mặt trên mặt to này, đấy mặt trên mặt to này này. Mặt to đây sẽ là 4 cm, còn cái mặt dưới mặt đáy như này là 3 cm nhá. Đấy thì về các bác đo, nói chung là mình chủ yếu mình đo cái mặt trên thôi xem nó có vừa hay không. Mặt trên là 4 cm nhá, 4 cm. Đó, rất ok luôn. Nắp cống đồng chắn mùi rất là thông minh, hiệu quả, dễ dùng, dễ sử dụng và bền bỉ nhá. Bên em báo giá luôn. Hiện tại bên em đang bán một cái bộ nắp cống đồng chắn mùi này với giá là đi 50k một bộ nhá. Đấy, 50k một cái bộ nắp cống đồng chắn mùi này, 50k. Lên mã em sẽ là nắp cống đồng. Đây các bác cùng xem thực tế video test sản phẩm này, các bác cùng dễ hình dung hơn này. Đây, các cùng xem này. Nhà bác nào hay bị mùi hôi hay côn trùng bay lên từ nắp thoát nước nhà tắm, nhà vệ sinh gây ra những mùi hôi khó chịu mà chưa biết đến sản phẩm này là quá thiệt. Nắp thoát nước ngăn mùi hôi côn trùng của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo để giải quyết các vấn đề về mùi hôi và côn trùng bay lên từ cống thoát nước trong nhà. Thoát nước bạn. Đấy, thoát xong cái nó đóng kín luôn. Sản phẩm của chúng tôi giúp ngăn ngừa mùi hôi và côn trùng xâm nhập vào nhà bạn. Mang đến một nhà bác nào hay bị mùi rất ok luôn. Đến nay em sẽ làm là nắp cống đồng chắn mùi. Hiện tại em đang bán một cái bộ nắp cống đồng chắn mùi là 50.000 một bộ nhá, 50k một bộ. Về các bác thay thế những cái nắp cũ nhà mình đi. Đấy, rất là bền bỉ ngon lành luôn. Đây cái sản phẩm kính lúp bên em này, sản phẩm kính lúp bên em nhá. Kính lúp này thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ có 70.000 chiếc thôi. Kính lúp này thì nó là dòng kính lúp có điện báo nhá. Rất nhiều bác hỏi cái con kính lúp này nhưng mà không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Kính lúp có đèn báo này cô ơi. Đó, rất chất lượng và xịn sò này. Đây, đó. Con sản phẩm rất chất lượng luôn nhá. Đấy, giờ em sẽ đi quay trực tiếp. Hàng kính lúp này thì hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là kính lúp. Kính lúp. Kính lúp này, giá của nó sẽ là 70k. Cái con kính lúp này thì rất là hay. Kính lúp này thì nó sẽ đi kèm luôn cho bác là cả cái đèn trợ sáng luôn. Ngoài ra có một cái kính phụ đi kèm, một kính chính, một kính phụ này. Hàng nhìn rất rõ ràng ngon lành luôn nhá. Đó đây, các bác đợi chút em lấy nét bác xem. Đấy, coi nhìn này, hàng nhìn rõ một luôn nhá. Đấy, cực kỳ rõ ràng ngon lành luôn. Đấy, có thấy không? Đó, ấy, có thấy không? À, cực kỳ là to rõ ràng nhá. Đấy, cực kỳ to rõ ràng, rất là ngon lành, xịn sò. Gửi bác luôn này, đấy, có thấy không? Đây, em để rất xa nhá, em bỏ ra này. Đấy, có thấy không? Nhìn rất là khó nhìn nhá. Kính lúp dí vào phát này, đấy, cực kỳ rõ ràng luôn. Con này nó có cái đèn trợ sáng rất là hay đây nhá. Thì về các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo nắp ra các bác gài cho em mấy cục pin vào đây. Đấy, hàng này bên em chỉ bán nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Các bác lưu ý là không có kèm pin. Về các bác muốn có cái đèn trợ sáng này thì các bác lắp pin vào đây. Và đậy cái nắp này vào, quay lại bật cái công tắc lên thì nó sẽ có đèn trợ sáng ở đây. Đấy thì các bác có thể là soi giờ tối các thứ thoải mái cho em luôn. Đó, kính thì soi rất là rõ ràng ngon lành rồi. Đó đấy không? Rất là rõ ràng, ngon lành. Mà giá cũng cực kỳ hạt rẻ luôn. Giá chỉ có 70.000 một con kính lúp này thôi con nhá, 70k một con. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô, đó là cái thắt lưng vải dù của Mỹ này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi. Bên em bán cực kỳ nhiều. Đấy, bán số lượng thì nó là dã man luôn nhá. Dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng. Con này thì 100% của nó là dạng vải dù hàng của quân đội Mỹ nhá. Rất chất lượng, cực kỳ bền bỉ và ngon lành luôn.
đây phần mặt của nó đây có nhá, phần mặt này, mặt mặt dép nhá, đây mặt thương hiệu dép này, đó Single 1961 này, đấy mặt rất đẹp nhá, mặt cực kỳ đẹp luôn, đó rồi đây là phần dây này, rất chất lượng luôn, phần đầu dây này thì sẽ có bọc một lớp da nha, để khi mà bác sử dụng là nó không bị tòe đầu có thứ gì ra, để phát từ từ nó, đây, các bác kéo thu vào này, đó, rất chặt chẽ, ngon này, con này cài rất dễ luôn các bác, ấn đây cho em, ấn đây, đấy các bác cứ giật thoải mái nhá, giật thoải mái luôn, cực kỳ bền bỉ ngon này. Đấy, con này thì nói chung là các bác cực kỳ dùng thì rất là dã chiến. Bác nào mà thích sự ngầu ngã quân đội thì có thể lựa chọn con sản phẩm này. Cực kỳ chất lượng và giá thì cũng rất là rẻ thôi. Các bác lên mã xem là sản phẩm là thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù nhá. Thắt lưng dù quân đội. Thắt lưng dù này. Quân đội này. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho chiếc thắt lưng dù quân đội này. Đấy, giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Các bác lấy 2 chiếc trở lên. 2 chiếc trở lên bên em bao ship nhá. 2 chiếc bao ship. 2 chiếc sẽ được bao ship nhá. 2 chiếc bao ship. Còn lấy một chiếc giá còn lẻ nó sẽ là 80.000, hai chiếc thì sẽ được bao ship nhá. Giá cực kỳ tốt của bác luôn. Con này như là cái đợt trong năm bên em đang bán giá như của nó là 120 xong ấy. Đấy nhưng mà đợt này nó về cái lô mới, giá tốt, hàng rất đẹp. Các bác nhìn phần mặt nó này. Không gì phải chê cả con này cả. Đây cái phần lẫy cài nó rất là dễ cài thôi. Đấy, tháo mở rất là nhanh. Đấy chỉ còn thao tác là các bác kéo ra rút vào và ấn cái nắp này cho em. Là chặt chặt khư luôn nhá, chặt khư luôn. Đó, dây này. Các bác nhìn này, dây này rất là dài. Đấy, dây rất là dài và rất là dày dặn chắc chắn nhá. 100% nó bện chất vải dù luôn. Đấy, hình dàn gì rất đẹp luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. 80.000 một chiếc nhá. Lấy 2 chiếc sẽ được bao ship nhá. Rồi, tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm là cái mũ quân đội này, mũ dàn gì này. Mũ quân đội, mũ dàn gì. Đấy, con này cũng nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Con sản phẩm hàng rất đẹp luôn. Các bác nhìn này. Lên form xem thì rất là đẹp. Các bác có thể là kết hợp cùng với lại cái dòng sản phẩm thắt lưng quân đội nữa. Đấy, có thể kết hợp hai món này cùng với nhau để tạo một cái combo rất là ngầu ngã quân đội này, nhìn rất là khỏe luôn nhá. Đó đây, một con sản phẩm rất đẹp luôn. Đấy, hàng thương hiệu Airfop này. Đấy, mũ thì 100% là cốt tông, độ cực kỳ thoáng mát nha các bác nhá. Đấy, USA Army này. Con này đây, cái phần này thì các bác có thể là tùy chỉnh theo cái phần khóa đầu của bác. Các bác tùy chỉnh to nhỏ theo cái phần khóa đầu đây. Đấy, tùy chỉnh ở đây. Rất là dễ dàng tùy chỉnh nhá. Đó, cực kỳ ngon xịn sò đây, phần vành mũ trong này. Cực kỳ ngon luôn, chất lượng nhá. Đó, Airfop này. Con mũ này thì bên em cũng bán đồng giá luôn, sẽ là 80k nhá. Đấy các bác lên mã xem sản phẩm là mũ dàn gì. Đấy mũ dàn gì. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Mũ dàn gì này. Mũ dàn gì. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy combo. Combo các bác nhá. Nếu mà các bác cứ lấy hai chiếc trở lên, hai chiếc mũ trở lên bên em cũng bao ship, hoặc là hai chiếc thắt lưng bên em cũng bao ship luôn. Hoặc là các bác lấy theo combo là một thắt lưng một mũ như này thì sẽ là 150k một combo. Đấy, các bác cứ lên mã cho em là combo. Combo mũ này. Cộng với thắt lưng này. Đấy, thắt lưng. Giá của nó sẽ là 150k. Bên em bao ship. Đấy, các bác mua combo thì các bác sẽ lãi được rất là nhiều, vừa lãi được cả tiền ship, vừa lãi được thêm cả hai sản phẩm kia rẻ thêm được 10.000 nữa. Đấy, giá rất hợp lý. Đây cả combo này là 150 bao ship này. Đấy, còn mũ dàn gì sẽ là 80k và thắt lưng thì sẽ cũng là 80k luôn. Đó, rất là xịn sò quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái đèn led nam châm. Đấy. À, con này nó sử dụng điện 220 nhá. Đấy sử dụng điện 220. Điện 220 này. Đấy điện 220V nhá. Đó vào đây. Con sản phẩm là hàng led của Zuki này. Đấy, hàng con này của nó hàng của Nhật nhá. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Sử dụng điện 220V nên là về các bác sử dụng bình thường cho em. Đây. Điện thì sẽ sử dụng là sẽ là điện AC 110 đến 250V nhưng mà về các bác sử dụng điện 220 cho em thoải mái luôn. Con này nó sẽ tích hợp một cái phần nam châm ở đây. Đấy, một cái phần nam châm ở đây là phần dàn led của nó này. Dàn led này thì cực kỳ sáng luôn. Dùng rất thích nhá. Cái con này thì các bác có thể bẻ đi bẻ lại này. Đấy, các bác có thể bẻ đi bẻ lại cho em. Dùng rất là tiện dụng ngon này. Đó, bẻ đi bẻ lại này. Rất ok luôn nhá. Ngoài ra thì nó có thể điều chỉnh cái phần chế độ sáng ít sáng nhiều ở đây. Đây là dây nguồn này. Đó, dây nguồn. Báo giá mắc luôn, các bác lên mã cho em là cái con led nam châm. Led nam châm này. Đèn led nam châm. Đấy, đèn led nam châm. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k trong chiếc đèn nam châm thôi. Đấy, giá 70k. Hàng thương hiệu Zuki của Nhật quá nhá. Đây em sẽ test thực tế bác xem này. Đây các ơi, cái con này thì nếu mà khi mà các bác có thể là sửa chữa, các bác có thể dính lên cái phần kim loại này chẳng hạn này. Đấy, có thấy không? Nó ở đây nó có cái lớp nam châm nhá. Đấy, các bác có thể dính lên mọi chỗ như kim loại dính cực kỳ chặt nhá. Đó đây các bác điều chỉnh nha. Rất là tiện dụng nhá. Đó rất hay luôn. Đây một con sản phẩm đèn led nam châm. Đây em ra đây dính cho bác xem, nhìn nó rõ này. Đó. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy,
cực kỳ hay. Ở đây nó có phần nam châm này, dính này, có rất tiện dụng nhá. Đấy, cái phần này các bác để xoáy này, để điều chỉnh cái phần sáng tối ở đây. Đấy, còn đây là công tắc nguồn này, công tắc nguồn bật tắt đây cho em. Đây là dây nguồn. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào sau. Đây em sẽ test thực tế độ sáng bác xem nhá. Đây cơ, đây em test thực tế bác xem nhá, đang ở trong phòng tối nhá. Đấy, bật đây này. Đấy, bật đây, nó là dạng ánh sáng vừa này. Đấy các bác, nếu mà các bác muốn sáng, tăng giảm sáng thì các bác tăng giảm vào cái này nhá. Đây con nhìn này. Đấy, xoáy cái vòng chưa? Để các bác tăng giảm sáng. Đây này, như kiểu là cái rơ le nhá. Đấy con nhìn này. Đó, có thấy không? Đó, cái rơ le này rất là hay. Ngoài ra thì cái đây nó tích hợp cả một cái công tắc đây nữa, là các bác có thể bật tắt nguồn đây cho. Và cái phần nam châm là các bác có thể dính lên những cái vật liệu như là kim loại, sắt, thép các thứ gì. Ví dụ như là bác nào mà hay thợ sửa cơ khí rồi là máy may cần những cái đèn để nó sáng, để các bác làm những ví dụ như là chi tiết máy hoặc là khâu vá máy may các thứ là rất là tiện dụng. Đó, rất tiện dụng nhé, tùy chỉnh theo độ sáng của các bác nhé. Đấy, các bác muốn sáng mạnh các bác xoáy cái vòng ra, sáng ít các bác giảm đi, tùy nhu cầu nhé. Rất là tiện dụng đây nha, chỉ bằng thao tác các bác xoáy này. Giá thì cũng rất là bình dân thôi, giá chỉ có 70.000 một chiếc thôi nhé. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cái lô, đó là cái vòi xịt cũng như là bát sen inox này. Bữa trước thì cũng rất là nhiều bác hỏi nhưng mà hàng nó không có hàng về. Đó thì đây hôm nay hàng lại tiếp tục về nhá. Con bát sen inox cũng như là vòi xịt vệ sinh. Đó, em sẽ đi vào con bát sen trước này. Con bát sen inox này thì quá chất lượng đó các bạn. Bát sen inox này thì cực kỳ chất luôn. Đó đây, một con bát sen inox 304 nhá. Coi nhìn này, Su 304. Hàng Osaka Japan, rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn như này. Đó. Giá thì gửi bác một cái giá cực kỳ là bình dân luôn. Đấy, giá rất bình dân luôn nhá. Con này thì bên em sẽ bán theo combo nhá, bên em sẽ bán theo combo. Không bán lẻ bát nhá, vì hàng nó không có, hiện tại chưa có bát lẻ. Đó, bán theo combo thì sẽ có là một bát sen này. Một cái dây đi kèm này, một dây đi kèm, dây sẽ là dây 1,5 m nhá, dây 1,5 m luôn. Đó, dây này là dây 1,5 m luôn này. Dây 1,5 m. Đây các bác nhìn này, thông tin này, ghi này 150 cm này. Đó. Và đi kèm sẽ có cho bác làm một cái giá đỡ nha. Đây đang chuyển máy vào đây. Đó, một cái giá đỡ này nhá. Đấy, hàng này thì nó đi kèm nó sẽ có cả giá đỡ luôn nhá. Đấy giá đỡ đây. Đấy giá đỡ này. Giá đỡ cũng là inox luôn nhá. Ốc vít để các bác bắt này, đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Ốc vít, giá đỡ. Tay sen. Tay sen, tay bát sen và dây vòi. Dây vòi nguồn như này. Đấy, dây vòng nguồn như này, đầy đủ full combo bộ sản phẩm như này. Gửi đến bác một giá siêu tốt luôn. Giá của nó sẽ là đi 110k một sản phẩm nhá. Con này như đợt trong Tết thì em đang bán giá 150k. Đấy, về lô mới giảm giá xả kho bác luôn. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là bát sen inox này, bát sen inox nhá. Nhớ mã cho em là bát sen inox vì bên em có hai mã bát sen, tránh tình trạng nó nhầm. Giá của nó sẽ là 110k một bộ nhá, 110k một bộ. Dây dài 1,5 m nhá. Sẽ gồm có là bát sen cộng với lại dây và giá đỡ. Đấy, đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc lắp vào các bác dùng thôi. Giá đỡ, ốc vít luôn nhá, cả ốc vít luôn. Đấy, về chỉ cần một cái con khoan nữa các bác khoan vào tường, các bác bắt vào là xong. 110.000 một cái bộ bát sen này. Đấy, 110k một bộ nhá. Giá cực kỳ hợp lý và giá bao giá thị trường luôn. Các bác mua đâu được một cái bộ bát sen nhỉ. Hàng của Nhật rất xịn sò này luôn nhá. Hàng Nhật rất xịn sò này. Đấy, hàng Osaka Japan này, rất chất lượng luôn nhá. Dây inox luôn nhá, bát inox luôn nhá. Đế cài, ốc vít bắt vào cũng bằng inox luôn nhá. 100% inox luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra test thử thoải mái nha em luôn nhá. Đấy, 110.000 một bộ nha, đầy đủ. Bây giờ em sẽ ghép thực tế một cái video em test thực tế cái con bát sen này để vào để các bác cùng xem coi nhá. Tiếp theo thì lại về cái lô vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, tiếp tục lại về cái lô vòi xịt vệ sinh nhá. Đó. Con này cũng là hàng dây 1,5 m luôn. Đấy, cũng là dây hàng 1,5 m nhá. Ở đây thì combo bộ sản phẩm thì cũng đầy đủ như cái bộ kia luôn. Sẽ gồm có là một cái tay xịt chính này, một tay xịt này. Đấy, bấm cực kỳ êm và rất là nhẹ luôn. Cũng inox 304 nhá. Su 304, hàng cũng của Osaka Japan. Đấy đây, các bác nhìn cái chữ này. Đấy, Osaka Japan nhá. Đấy, Osaka Japan. Và đây là dây này, dây và giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, giá đỡ đi kèm có cả ống vít luôn nhá. Đấy, có cả ống vít luôn. Đây để em quay đây cho nó sáng. Nhìn nó dễ. Đây này, đó đây là giá đỡ này. Đó. Còn đây là tay xịt này. Osaka Japan nha các bác nhá. Đấy, bóp cực kỳ nhẹ, con này dòng dùng rất thích các bác nhá. Các bác nhìn inox này, cực kỳ dày luôn. Đấy, inox rất dày. Đó, inox rất dày nhá. Còn đây là dây này, dây 1,5 m luôn các bác nhá. Dây 1,5 m luôn. Dây inox 304 luôn nhá. Dây co giãn chống rối chống cọc, cực kỳ ngon lành xịn sò này. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh này. Đó thì các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là bộ vòi xịt vệ sinh. Vòi xịt vệ sinh này thì bữa trước đang bán như là 120k thì hôm nay bên em cũng về lô mới giảm giá bác luôn. Bác lên mã cho là bộ vòi xịt vệ sinh nhá.
bộ vòi xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k bộ nhá, 100k một bộ, bộ vòi xịt vệ sinh này. Các bác lưu ý là nhà em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Đấy, hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship. Đó thì đây, tổng quan một số sản phẩm trong cái video ngắn ngày hôm nay. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em có nhá. Cảm ơn rất nhiều.